Lần này, kiếm thánh cũng không nửa phần chỉ điểm, cũng không phải là hắn đối với thời gian rốt đặc cán mai, mà là đang chờ Triệu Bân đi đường quanh co. Đường quanh co cũng là lộ, tại trong đường quanh co sở ngộ, cho dù là sai lầm, cũng so với hắn chỉ điểm muốn chân quý nhiều. Ngộ đạo cần quá trình, chỉ có ngộ đạo giả hoang mang đến cực hạn, chỉ có Triệu Bân trong bóng đêm chân chính bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn một cái chớp mắt điểm hóa, mới vừa đúng. Ngộ tính người nghịch thiên, cần ngăn trở tới thiên truy bách luyện. Phốc, Triệu Bân đẫm máu, bị ma sát Triệu Bân chém một tay. Hắn không để ý tới, lấy trường sinh quyết tái tạo, vẫn là đầy ma giới quay trở về. Trong lúc đó, hắn lại nhìn thấy mấy lần ánh sáng thời gian, cũng là chợt lóe lên, muốn bắt giữ lúc, lại tìm không được dấu vết. Cũng đúng, nó là vô hình, khi thì hiển hóa, cũng chỉ là hư vô bề ngoài. Muốn nhìn rõ, hắn ít nhất phải tại thời gian lĩnh vực, mới nhập môn kính mới được. Đi không được thời gian lộ, hắn chú định chịu trùy. Ma sát Triệu Bân hung hãn vô cùng, đi đến đâu đánh tới cái nào. Thời gian lâu dài, Triệu Bân cũng không chỉ là ném một cánh tay đơn giản như vậy, càng nhiều thời điểm, cũng là kéo lấy huyết lâm thân thể tàn phế, lại chiến lại bỏ chạy, chớ nói kiếm thánh, liền vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, đều không nhìn nổi, có phần nghĩ ra được đi bộ một chút, kẻ này cốt cách kinh kỳ, nếu cùng hắn nói hai câu dễ nghe, chỉ điểm cái kia hàng một phen cũng không phải không được. Một trận chiến này, so với trước kia bất luận cái gì một trận chiến đều bền bỉ. Không người nào biết qua bao nhiêu năm, chỉ biết ngoại giới đã là ba cái nhật nguyệt luân chuyển. Mà trông mắt muốn mặc yếu ớt lão đạo cùng hòa khí chân nhân, cuối cùng là chờ được bọn hắn phải đợi người. Nghiêng nhìn phía chân trời, đã thấy một đạo bóng người mơ hồ, thanh niên bộ dáng, một đôi mắt không hề bận tâm, một thân tố y thì nhuộm đầy phong trần, nhìn lên liền biết, đi một đoạn dài rằng giặc lộ. Hắn, chính là Thắng Thiên Càn, chuyên tu xem bói chi đạo. Nghe đồn, hắn cùng với Diễn Thiên một mạch rất có ngọn nguồn. Chỉ có điều, tại rất nhiều năm, hai mạch truyền thừa liền đã phân đạo dương tiêu, Diễn Thiên một mạch ngày càng phồn thịnh, ngược lại hắn, từ trên thế gian hành tẩu, thế nhân không biết, hắn đến tột cùng ở nơi nào tu hành, chỉ biết tại thôi diễn lĩnh vực đạo hạnh, không hề yếu Diễn Thiên một mạch. Còn tưởng rằng ngươi không tới, dấu thiên lão đạo đã lên thân. Thần minh đạo chủ mời, nào có không tới lý lẽ. Thắng Thiên Càn nở nụ cười. Nhiều năm không gặp, tu vi lại tinh tiến. Thần minh đảo chủ cũng cười gia đình nghỉ mát. Sơn giã thôn phu mà thôi, cũng không dám nói xuông đại đạo. Thắng Thiên cười khô đạo. Hàn huyên, chờ một hồi rồi nói. Yếu ớt lão đạo cùng hòa khí chân nhân một trái một phải, đem Thắng Thiên Càn lôi đến hộp ma phía trước, lanh lẹ, dùng ngươi hỏa diễm đem hắn mở ra. Thắng Thiên Càn không ti kinh ngạc, thần minh đảo chủ thiệp mời bên trong đã lời thuyết minh, cần hỗn thiên chi nhánh hỏa, còn giải phong một vật, nhìn cái hộp này ma sát xong chơi. Hơn phân nửa cùng hỗn thiên ma thần có liên quan, dùng hỗn thiên ma viêm chi nhánh hỏa diễm, tới giải hỗn thiên ma thần hộp, không có tâm bệnh. Hắn không nói nhảm, lúc này triệu hoán hỏa diễm. Bốn người lo lắng như thế, này hộp ma nhất định dây dưa rất nhiều. Hỏa diễm tế ra, màu đen ngọn lửa chập chờn, đem hộp ma bao khỏa. Cùng lúc đồng thời, hắn cũng yên lặng vận chuyển thôi diễn chi pháp, muốn nhìn hộp ma càn khôn. Làm gì? Vật này có thần bí sức mạnh che giấu, ngăn cách hắn thôi diễn. Nhanh nhanh nhanh, yếu ớt lão đạo cấp bách phát hỏa. Bên cạnh thân hòa khí chân nhân, cũng là phá lệ tâm khô. Cái này đều đã vài ngày, không biết Triệu Bân còn sống hay không, sống sót còn tốt, tất cả đều vui vẻ, đền bù gì đều dễ thương lượng, nhưng nếu chết, hậu quả kia cũng rất nghiêm trọng. Sự thật chứng minh, gấp gáp không có treo dùng. Thắng Thiên Càn hỏa diễm, mặc dù cũng thuộc về hỗn thiên chi nhánh. Nhưng hỏa chi nguyên, kém xa Triệu Bân hỗn thiên hỏa. Nguyên nhân chính là như thế, mở tốc độ, mới dị thường chậm chạp, thậm chí màn đêm buông xuống, cũng chưa thấy ma văn có buông lỏng, chỉ thấy hộp ma khi thì run rẩy một chút. Không nhìn tu vi nhìn xem diễm, dấu thiên lão đạo do dự một tiếng. Hỗn thiên chi nhánh cũng có mạnh yếu khác biệt, thần minh đảo chủ vuốt râu một cái. Nói đi, hắn nhẹ phẩy ống tay áo, mở bảo hộ thiên kết giới, đem chọn ngọn núi đều bao lại. Miễn cho hộp ma mở ra lúc, có ma đạo dị tượng diễn hóa, rước lấy phiền toái không cần thiết. Ngoại giới những thứ này, Triệu Bân cũng không biết. Mấy chục năm đại chiến, cũng là mấy chục năm lĩnh hội. Hắn trong bóng đêm tìm tòi, không biết đi bao nhiêu đường quanh co, mãi đến hôm nay, chân chính bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn hoang mang, nghiễm nhiên đã thành một loại ma chướng, làm sao đều nhảy không ra.
Bực này tình trạng, vô luận là kiếm thánh vẫn là ma vương, đều không có chút nào ngoài ý muốn. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn lĩnh hội đạo này lúc, cũng là đồng dạng khốn cảnh, như không người chỉ dẫn, thực sẽ bị buộc đến điên cuồng. Ngươi là thực sự có thể nhịn cái nào? Ma vương hít sâu một hơi, không thể không bội phục kiếm thánh tâm cảnh, trơ mắt nhìn vĩnh hằng thể dày vò mấy chục năm, tiên khu cũng không biết bị đánh bể bao nhiêu hồi, cứ thế không nửa phần chỉ điểm, cho dù muốn ma luyện, đây cũng quá lâu một chút a. Chẳng lẽ không biết, hắn một cái tâm thần bất ổn, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Kiếm thánh vẫn tại nhìn, đang chờ Triệu Bân một cái cực hạn. Mấy chục năm đường quanh co, có lẽ thật có thể buộc hắn ngộ ra một vòng chân lý. Nếu như, Triệu Bân thật có thể bằng tự thân đi tới, làm sao cần hắn chỉ điểm. Lại một lần, Triệu Bân trông thấy ánh sáng thời gian. Nhìn chung mấy chục năm, hắn là thuộc cái này nhìn rõ, hư ảo quang, cùng với thời gian pháp tắc, hình như có ngàn vạn loại biến hóa, ẩn núp trong đó, tựa như đại đạo, vĩnh vô chỉ cảnh. Ngươi thấy thế giới, tất cả hư ảo. Một ngày này, kiếm thánh cuối cùng là cho Triệu Bân chỉ điểm. Chiến bên trong vĩnh hằng thể, chính là trung thực nghe khách, tĩnh tâm lắng nghe. Kiếm thánh chỉ điểm, như từng chiếc đèn chỉ đường, trong bóng đêm, lấp lóe hào quang chói sáng, xua tan hắc ám, cũng vén lên mê vụ, chỉ dẫn hắn từng bước một hướng đi quang minh. Thì ra là thế. Đi mấy chục năm đường quanh co Triệu Bân, cuối cùng là tại một cái chớp mắt này đốn ngộ. Hắn đóng con mắt, tại trong nhắm mắt cùng ma sát Triệu Bân chiến, cũng là tại trong nhắm mắt, ngộ thời gian đại đạo. Lúc trước, hắn vô tận thị lực tìm ánh sáng thời gian, cũng khó bắt giữ vết tích. Mà bây giờ, hắn lại trông thấy một túm túm khói lửa, nhuộm thời gian màu sắc, trong bóng đêm ngạo nghễ nở rộ. Nếu này cũng coi là khai ngộ, vậy hắn, chính là nhập môn thời gian con đường. Bây giờ lại nhìn, chứng kiến hết thảy, chính là một mảnh thiên ngoại thiên, mà hắn vẫn là cực kỳ nhỏ bé, biết sở ngộ, cũng vẻn vẹn một góc của băng sơn. Cái này lại là một tòa bảo tàng, nghèo sức lực cả đời cũng khó hoàn toàn khai quật. Cái này cũng lại là một con đường, phần cuối của sinh mệnh, không phải là nó phần cuối. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân cái này một lời, khàn khàn không chịu nổi. Hắn tại trong chiến ngộ đạo, cũng tại trong ngộ đạo đại chiến. Hắn có lẽ không biết, hắn lúc này, trong lúc phất tay, đã có ánh sáng thời gian tại rong chơi, thậm chí mỗi một đạo công phạt, trưởng ấn, quyền ảnh, đao quang, kiếm mang. Đều nhiễm thời gian màu sắc, nó thật sự là hư ảo, chỉ có điều, cùng với hắn di động cùng biến hóa, thời gian lấy một loại trừu tượng hình thái, biểu hiện ra mà thôi. Mới nhập môn kính, không có nghĩa là liền đi ra thời gian chi lộ. Khai khiếu Triệu Bân, còn đang tĩnh tâm lĩnh hội. Mấy chục năm đường quanh co, hắn lấy tinh hoa, đi hắn cặn bã. Tại trong ngộ lắng động, tại trong chiến diễn hóa, thành từng sợi dấu vết của đường, hóa đạo vào hắn tâm cảnh. Oanh, phanh, ma sát Triệu Bân công phạt, vẫn như cũ mãnh liệt. Mở tối kim sắc huyết quang, đều là Triệu Bân tổn thương khắc họa. Hắn tâm không ngoại vật, như tự độ thiên kiếp, đạo tâm bất tử nhân thân bất diệt. Chậc chậc chậc, vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, ở trong tối tử chặt lưỡi. Kiếm thánh là quần chúng, hắn sao lại không phải? Nhìn mấy chục năm, là tận mắt chứng kiến Triệu Bân lột xác, người này xác thực nghịch thiên, đã vượt qua cùng thời kỳ hỗn thiên ma thần. Động rồi, thần minh đảo chủ trên ngọn núi, vang lên yếu ớt lão đạo gào to âm thanh. Cùng với sán sán tinh huy, trên hộp ma bí văn cuối cùng là có chỗ giãn ra. Thời gian lâu dài, có như vậy một hai đạo ma văn, đã ở bắt đầu lưu chuyển. Đây là điểm tốt, chờ ma văn toàn bộ khôi phục, liền có thể mở ra hộp ma. Lúc trước, Triệu Bân lấy hỏa giải phong lúc, chính là như thế cái cảnh tượng. Đạo hữu, có thể hay không mau mau, hòa khí chân nhân nói. Thắng Thiên Càn lắc đầu nở nụ cười, đây cũng không phải là hắn có thể chi phối. Hộp ma phong ấn, nhìn xem không nhìn người, hắn cái này hữu lực cũng không có chỗ làm cho. Hắn có thể làm, chỉ là kiệt lực duy trì hỏa diễm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ma văn, là một đạo tiếp một đạo khôi phục. Tại yếu ớt lão đạo mà nói, như vậy chờ đợi đơn giản chính là dày vò. Mà tại Triệu Bân mà nói, phía sau mấy năm thời gian, lại là tạo hóa cùng cơ duyên. Lão đại bức cách, dễ chói mắt cái nào. Long Uyên kiếm ông rung động, tại vĩnh hằng giới tới bay vụt. Còn có tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, cũng là đầy trời nhảy nhót. Bọn chúng dính chủ nhân quang, cũng có thể mơ hồ trông thấy thời gian màu sắc.
Khai ngộ năm thứ 10, Triệu Bân cuối cùng là mở con mắt. Hắn đóng mở trong nháy mắt, trong mắt có thời gian chi quang lấp lóe. Chờ tia sáng thu lại, hắn con mắt càng lộ vẻ thâm thúy, tựa như vũ trụ mênh mông. Hao phí mấy chục năm, hắn cuối cùng là đi ra thời gian chi lộ. Đường đi ra, hắn lại một lần siêu thoát tự thân. Đúng lúc gặp ma sát Triệu Bân giết đến, bị hắn một trưởng vung mạnh lộn ra ngoài. Hắn đã vượt ra, ma sát Triệu Bân vẫn là dậm chân tại chỗ, vẻn vẹn luận nội tình, Triệu Bân đã mạnh hơn hắn. Oanh, phanh, bị đuổi giết mấy chục năm, Triệu Bân tại hôm nay đại phản công. Ma sát Triệu Bân bị trùy hình ảnh, tại Long Uyên bọn chúng xem ra, là vô cùng đẹp mắt. Thực lực không ngang nhau một trận chiến, kết cục tất nhiên là không lo lắng. Ma sát Triệu Bân bại, bị Triệu Bân một đạo ánh sáng thời gian chém vỡ. Vang vọng ma giới mấy chục năm oanh minh, ở đây một cái chớp mắt tạm thời chôn vùi. Phốc, Triệu Bân lảo đảo một bước, suýt nữa một đầu cắm xuống hư không. Hắn thương mặc dù thảm, lại cười ngốc hết chỗ chê, chỉ vì hắn thể phách bên trong, đã nhiều một tia huyền dị quang, lúc ẩn lúc hiện, lại chân thực tồn tại, đó là thời gian pháp tắc, là hắn mấy thập niên này ngộ đạo thành quả, đi nhiều như vậy đường quanh co, tạo hóa kiếm không dễ. Phanh, cùng với một tiếng ầm ầm, cái thứ năm Triệu Bân hiển hóa. Hắn là từ ma quang ngưng kết, vạn đạo ma huy nở rộ, đứng ở hư không, tựa như một vòng màu đen thái dương, rủ xuống tràn mỗi một sợi ma khí, đều nặng nề như núi lớn, vô cùng cường đại. Triệu Bân liếc mắt nhìn ma quang Triệu Bân, ánh mắt lại rơi vào vĩnh hằng giới, tài nguyên tu luyện đã còn thừa lác đác, thật chờ hao tổn đến dầu hết đèn tắt, nếu còn ra không đi, chỉ có thể động thiên kiếp. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Long Uyên ý vị thâm trường nói. Không cần nó nói, nó ra chủ người cũng đã mở đột, thương quá thảm trọng. Trốn chạy lúc, Triệu Bân không muốn mạng ăn đan dược, lấy bổ sung thiếu thốn tiên lực. Hắn lại đang nghĩ, sau đó muốn mở một đầu dạng gì lộ. Lực chi đạo. Hắn rất nhanh chọn tốt, muốn lấy lực chi pháp tắc siêu thoát tự thân. Điều kiện tiên quyết là, tài nguyên tu luyện của hắn có thể chống đến một ngày kia mới được. Ngoại giới, hộp ma đã là ông rung động không ngừng. Nhìn bên trên ma văn, đã khôi phục hơn phân nửa. Bốn cái lão đầu nhi vây quanh, nhìn nhìn không chớp mắt. Hừng hực liệt diễm, càng đốt càng vượng, cưỡng ép dẫn dắt ma văn lưu chuyển, mỗi có một đạo ma văn khôi phục, hộp ma liền có một lần ma khí trôi tràn, cổ xưa tang thương, rộng rãi cũng bàng bạc. Cũng đứng ổn, chớ để cho nuốt vào đi. Yếu ớt lão đạo nhắc nhở một tiếng, quanh thân tiên quang rong chơi. Mấy người tất cả gật đầu, nội tình hơi yếu như hòa khí chân nhân, còn tế bí bảo làm thủ hộ, quỷ hiểu được trong hộp ma là cảnh tượng ra làm sao, như bị nuốt vào đi, sợ là một hồi ách nạn. Cuối cùng một đạo, mắt thấy ma văn muốn toàn bộ khôi phục, mọi người đều ánh mắt như đuốc. Nhưng, không đợi hộp ma mở ra, liền nghe hư vô một tiếng chấn thiên lôi minh. Thiên kiếp, không chỉ đám bọn hắn, toàn bộ thần minh đảo người, đều xuống ý thức ngửa ra con mắt. Là thiên kiếp không thể nghi ngờ, vốn là sao sáng đầy trời, bây giờ đều bị mây đen che giấu, sấm sét tại trong mây đen xé rách, càng có một loại làm cho tất cả mọi người đều run sợ uy áp, ầm vang lộ ra. Ai đưa tới thiên kiếp? Ăn no dỗi việc a? Chửi rủa vang lên theo, bốn phương tám hướng đều có. Bây giờ, đã có không ít người thoát ra hòn đảo, chỉ sợ gặp sét đánh. Người nào? Đảo chủ một tiếng lạnh quát, sắc mặt có phần khó coi. Tại thần minh đảo độ kiếp, đây là muốn một khối vui vẻ sao? Không ai dám ứng, cũng không có người biết là ai. Không biết là được rồi, độ kiếp giả không tại trong đảo, tại hỗn thiên ma giới. Không tệ, là Triệu công tử dẫn thiên kiếp. Ngoại giới một ngày, ma giới 10 năm, hắn còn thừa không có mấy tài nguyên tu luyện, đã toàn bộ hao hết, lại không tiên lực bổ sung, lại không dẫn thiên kiếp phá phong, nhất định bị ma quang Triệu Bân đả diệt. Ngừng! Đang lúc Triệu Bân muốn độ kiếp, chợt nghe kiếm thánh một lời. Có vẻ như không cần dẫn thiên kiếp, quang minh đã chiếu vào hỗn thiên ma giới. Rất rõ ràng, ngoại giới có người phá phong. Phong! Triệu Bân trong lòng một quát, cưỡng ép phong thiên kiếp. Hắn đạp bầu trời mà lên, theo cái kia một tia quang minh liền xông ra ngoài. Sau đó, chính là một tiếng oanh minh, thoát ly hắc ám hắn, có lẽ là tư thế không chút dọn xong, thậm chí phịch một tiếng. Đem thần minh đảo chủ nhà đình nghỉ mát đập một cái sụp đổ. Triệu Bân, yếu ớt lão đạo phản ứng nhanh nhất, đảo chủ bọn hắn cũng không chậm.
chào đón Triệu Bân, quả thực nhìn thấy mà giật mình, mới mấy ngày không thấy, khí huyết bồng bột vĩnh hằng thể, sao biến bộ dáng như thế, như bệnh nguy kịch, hình thiêu mảnh rẻ, gầy khô như que củi. Cuối cùng đi ra, Triệu Bân lảo đảo đứng dậy, vô ý thức lấy tay ngăn cản mắt. Quen thuộc hơn 100 năm hắc ám, dù là ánh trăng trong sáng, cũng lộ vẻ phá lệ chói mắt. Vẫn là ngoại giới không khí trong lành. Triệu Bân đứng vững, hút mạnh thở ra một hơi. Hắn một hớp này khí không quan trọng, riêng là đem trong núi linh lực hút sạch sẽ. Không có cách nào, hắn quá thiếu thốn, bây giờ thể phách, giống như một mảnh khô cạn ngàn năm thổ địa, nhu cầu cấp bách cam tuyền tới tưới nước, mà thiên địa linh lực, chính là tối nhẹ nhàng khoan khoái cam tuyền. Nhìn năm cái lão đầu nhi, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở nơi đó. Nhìn xem như vậy hình thái Triệu Bân, năm người tâm cảnh không giống nhau. Như yếu ớt lão đạo cùng hòa khí chân nhân, đều ác hung ác thở dài một hơi. Triệu Bân thảm là thảm một chút, nhưng dù sao còn sống. Sống sót liền tốt ha, so gì đều mạnh, bằng không thì thật sự nghiệp chướng quá sâu. Như thắng thiên càn, còn là lần đầu tiên gặp vĩnh hằng thể, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu bối này mặc dù chật vật, nhưng khí uẩn bất phàm, hắn phen này thôi diễn, lại không nhòm ngó bí mật, chỉ vì Triệu Bân trên thân, có giống như ngầm phát hiện thiên cơ chi lực, che lấp căn nguyên. Cũng chính là nói, Đại La Tiên Tông Thánh Tử, tu đạo gia thiên cơ thuật. Cái này khiến hắn thật bất ngờ, lấy hắn biết, đạo gia thiên cơ thuật chưa từng truyền ra ngoài. Như đạo chủ cùng giấu thiên lão đạo, thì giống như nhìn đồ cổ, trên dưới quét lượng Triệu Bân, mấy ngày trước đây bọn hắn gặp qua hàng này. Bây giờ lại nhìn, tựa như biến không thể nào một dạng. Cái nào không giống chứ? Hàm ý thay đổi. Tiểu tử này, nên tại tu luyện lúc khai ngộ. Tối nay, ánh trăng không tồi. Năm người chú mục phía dưới, Triệu Bân lại một đầu cắm đó, trong nháy mắt chìm vào mộng đẹp. Hắn tại hỗn thiên ma giới chiến hơn 100 năm, chưa bao giờ có cái nào một cái chớp mắt buông lỏng qua cảnh giác, cho dù là tiên, cho dù là vĩnh hằng thể, hắn cũng nhịn không được mệt mỏi, hắn phải nghỉ một lát. Hắn phải trong ngủ mê, khôi phục trăm năm hao tổn tinh lực, an ủi khô khốc thể phách. Siêu. Hòa khí chân nhân có phần tự giác, từ tử phủ mang ra một mảnh tiên trì. Mà yếu ớt lão đạo, thì không ngừng lấy linh dược, lấy tẩm bổ Triệu Bân thể phách. Không có người quấy rầy hai người bọn họ. Cũng không người quấy rầy Triệu Bân. Thiên kiếp sao thoáng hiện. Giấu thiên lão đạo vuốt râu, ý vị thâm trường nhìn xem hư vô. Nhìn vừa mới chiến trận kia. Tuyệt không là bình thường thiên phạt, một khi hạ xuống, hẳn là toàn bộ hòn đảo một khối độ kiếp, truyền thừa vạn cổ thần minh đảo, nhất định cũng biết bởi vì mà hủy diệt. Nên tiểu tử này kiếp. Thần minh đảo chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn chính là Triệu Bân. Lời này, tại chỗ không người phản bác, thiên kiếp đột nhiên tiêu tan, không ngoài hai loại khả năng, hoặc là độ kiếp giả một cái chớp mắt chết bất đắc kỳ tử, hoặc là độ kiếp giả cưỡng ép phong thiên kiếp. Lại nói khả năng thứ nhất. Ai sẽ ngốc đến tại dẫn thiên kiếp lúc tự sát? Về phần hắn giết, càng là thiên phương dạ đàm. Đây là thần minh đảo, trừ phi chán sống rồi, bằng không ai dám ngông cuồng động võ. Như thế, loại khả năng thứ hai tính chất càng đáng tin, thêm nữa Triệu Bân tu vi, đã nhảy vào thái hư cảnh, nhưng cẩn thận đi xem, hắn cũng không phải là thật sự thái hư cảnh, chỉ vì còn chưa trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Suy xét như vậy, hoàn toàn nói thông được. Hắn... là muốn dùng thiên kiếp phá cục, giấu thiên lão đạo một lời do dự. Trùng hợp hộp ma mở ra, hắn lại đem thiên kiếp cấm. Đảo chủ bổ nửa câu sau. Sự tình chính là loại chuyện này, phải chăng như thế, chờ Triệu Bân tỉnh lại, hỏi một chút liền biết. Bọn hắn cái này cả hiểu rồi, nhưng người trên đảo vẫn còn tại ngửa mặt lên trời nhìn, phần lớn là lông mi hơi nhíu, thiên kiếp đều phải hạ xuống, thế nào lại đột nhiên biến mất, độ kiếp giả phong thiên kiếp. Một hồi sợ bóng sợ gió. Lúc trước thoát ra hòn đảo người, cũng đều gạt trở về. Bọn tiểu bối sắc mặt tái nhợt, lão bối nhóm thì mặt to đen tối. Hơn nửa đêm cả kinh dị như vậy, quá mẹ nó thất đức. Một hồi phong ba, đến nhanh đi cũng nhanh. Ở trên đảo khôi phục lại bình tĩnh, nên làm gì làm gì. Chờ Triệu Bân khí tức bình ổn, chờ Triệu Bân trên mặt chiếu ra một vòng hồng nhuận, yếu ớt lão đạo cùng hòa khí chân nhân mới thu tay lại. Riêng phần mình lau mồ hôi, cũng không biết là mệt vẫn là bị dọa sợ đến. Năm người lại tiến tới một khối, tập trung vào hộp ma. Triệu Bân bị phóng ra, cái hộp này lại phong bế. Lại mở ra nhìn một chút, giấu thiên lão đạo hoàn nhìn một tuần. Lúc trước là bởi vì Triệu Bân,
bọn hắn không quan tâm quá nhiều, thậm chí không có thế nào thấy rõ. Bây giờ đều đưa ra tay, lại có hỏa diễm mở ra, tất nhiên là nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu. Thực sự không được, vào xem thôi. Thắng Thiên Càn nở nụ cười, lại tế hỏa diễm. Cũng như lúc trước, mở tốc độ rất chậm chạp. Người nào, đi ra. Yếu ớt lão đạo hướng về phía Triệu Bân hô hét to, là hô hỗn thiên hỏa. Triệu Bân bản mệnh hỏa diễm, có thể so sánh Thắng Thiên Càn hỏa diễm tinh túy nhiều. Hai đạo hỏa diễm hợp lực, tiết kiệm thời gian đi. Hỗn thiên hỏa cũng là nghe lời, vèo một tiếng nhảy ra ngoài. Đám người không có gì, ngược lại là Thắng Thiên Càn hỏa diễm, biến phá lệ sao động, cùng thuộc hỗn thiên ma viêm chi nhánh, hắn đối với hỗn thiên hỏa biểu lộ ra khá là thân thiết, giống như nhiều năm không gặp thân nhân. Cảm giác giống nhau, hỗn thiên hỏa tự nhiên cũng có. Nếu không phải liên hệ như vậy, nó cũng sẽ không chạy đến tản bộ. Hai người hợp lực, mở ra, yếu ớt lão đạo chọc chọc hỗn thiên hỏa. Dễ nói, hỗn thiên cháy rực diễm thiêu đốt, thật sự nhào tới, bao khỏa toàn bộ hộp ma, cũng bao khỏa một đạo khác hỏa diễm, thật sự cùng với liên thủ, rèn luyện hộp ma. Trong đó ra sao tình trạng? Hòa khí chân nhân cười nói, hỏi là hỗn thiên hỏa. Đạo hỏa diễm này linh trí không thấp, lại là cùng Triệu Bân một đạo đi vào, định cũng biết bí mật. Lời này vừa ra, bốn vị khác cũng đều dựng lỗ tai lên. So sánh cái kia họ Triệu nhân tài, đạo hỏa diễm này có vẻ như tốt hơn lừa gạt. Chờ mở ra, đi vào xem chẳng phải sẽ biết, nhưng mát mẻ. Hỗn thiên hỏa tùy ý nói. Mát mẻ. Ngũ đại tiên vương nghe chi, tập thể chọn lấy lông mày, hơn nữa đều xuống ý thức liếc mắt nhìn Triệu Bân, bên trong có bao nhiêu mát mẻ, mới có thể đem chủ nhân nhà ngươi, làm thành dáng người như gấu này. Nói thật, ra ra ta thưởng ngươi một đạo hỏa diễm. Dấu thiên lão đạo phất tay áo, một đạo kim sắc hỏa diễm, treo ở lòng bàn tay. Đây là một đạo chân hỏa, cấp bậc còn không thấp. Muốn cho hỗn thiên hỏa lộ ra bí mật, cũng không phải cho một chút chỗ tốt đi. Ngươi trước tiên cho ta, ta lại nói, hỗn thiên hỏa hơi nhúc nhích một chút. Vật nhỏ vẫn rất khê tặc, dấu thiên lão đạo bị chọc phát cười, thật sự cho hỏa diễm. Hỗn thiên hỏa từ không khách khí, cưỡng ép dung kim sắc chân hỏa, bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng có thể ăn no cơm. Dung chân hỏa, nó hỏa chi nguyên càng tinh túy hơn. Hỏa chi nguyên tinh túy, nó cũng càng lộ ra tinh thần. Nói đi, dấu thiên lão đạo sách ra đao mổ heo, ngụ ý rõ ràng, dám lừa gạt lão tử, kết quả rất mát mẻ. Bên trong đen như mực, gì cũng không nhìn thấy. Chủ nhân nói, đó là một mảnh tàn phá không gian. Trong bóng tối ẩn giấu không thiếu sát trận, nhưng hung hãn. Hỗn thiên hỏa mở kể chuyện xưa hình thức, nói chứng chạc đàng hoàng. Nhưng nó lại nhảy ục ục nói một tràng, tất cả đều là chút không có treo dùng. Có liên quan ma giới bí mật, thí dụ như tốc độ thời gian trôi qua, nó không nói tới một chữ, nói đùa, đây chính là một cái tu luyện thánh địa, sao có thể dễ dàng cùng người nói, chờ chủ nhân tỉnh lại, còn phải đem hộp ma bắt cóc lạc. Nó nếu là tiết lộ cho ngoại nhân, chủ nhân nhưng là không còn cơ hội. Nó là hỏa diễm không giả, nhưng nó không ngốc a. Có lẽ là nó ngữ khí chân thành tha thiết, lại được chủ nhân không thiếu lừa gạt người chân truyền, cứ thế cho ngũ đại tiên vương hù sửng sốt một chút. Nhìn năm người thần thái, mỗi ánh mắt thâm thúy. Dù có hoài nghi, cũng tin như vậy 7-8 phần. Nếu không phải sát trận, Triệu Bân như thế nào thương thảm như vậy? Nếu không phải không gian, như thế nào vây khốn Triệu Bân lâu như vậy, còn bị ép dùng thiên kiếp phá cục? Nghiêu bức a. Vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, nghe chặt lưỡi không ngừng. Thân là hỗn thiên ma viêm một mạch chi nhánh, cái này hỗn thiên hỏa, thật rất có ý tứ, như thế có tình hóa, ngày bình thường, nên không ít cùng chủ nhân tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu, thậm chí gần son thì đỏ gần mực thì đen, mới luyện được như vậy lừa gạt người đạo hạnh. Như hắn như vậy, Triệu Bân tử phủ bên trong kiếm thánh, cũng tại thổn thức. Tại chỗ ngũ đại tiên vương, có vẻ như đã bị hỗn thiên hỏa mang trong khe đi. Đạo hữu, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Thần Minh đảo chủ nở nụ cười, nhìn chính là Triệu Bân, chính xác nói, là nhìn Triệu Bân tử phủ, bên trong đỉnh cất giấu một tôn kiếm tu, lại đạo hạnh không cạn, chỉ có điều chưa hiện ra thân thôi. Làm gì, hắn tầm mắt có hạn, nhìn không ra là vị nào đại năng. Cũng hoặc, là kiếm thánh có che lấp, không muốn để cho hắn nhìn ra là ai. Nghe đảo chủ nói chuyện, bốn người khác cũng đều nhìn sang. Cũng không phải là tất cả mọi người,
đều có đảo chủ như vậy cảm giác cùng tầm mắt, tựa như hòa khí chân nhân cùng dấu thiên lão đạo, liền không có như thế nào phát giác, mà thắng thiên càn, sớm đã bằng xem bói đến manh mối. Chỉ có điều, không tính ra là ai. Đến nỗi yếu ớt lão đạo, thì hơi có vẻ bình tĩnh. Sớm tại ngày xưa, hắn liền đã biết Triệu Bân Tử phủ cất giấu một tôn kiếm tu. Hắn rất kinh ngạc, đều qua đã lâu như vậy, cái kia kiếm tu lại vẫn không đi. Ta thích thanh tĩnh. Kiếm thánh chậm chậm nói, không có ý định đi ra. Tương kiến là hữu duyên, uống một chén vừa vặn rất tốt. Dấu thiên lão đạo nở nụ cười, nói xong, hắn còn nhẹ phẩy ống tay áo, muốn giả bộ câm điếc xua tan mây mù, muốn nhìn một chút tinh tường. Đáp lại hắn, nhưng là một tiếng the thé kiếm ngân vang. Cùng với kiếm minh, còn có một cỗ hủy diệt kiếm ý, thoáng hiện. Muốn giở trò dấu thiên lão đạo, vội vàng hoảng thu tay lại, vô ý thức lui nửa bước. Thật là bá đạo kiếm ý. Không chỉ dấu thiên lão đạo, mặt khác bốn vị cũng kinh ngạc. Chấn kinh thì chấn kinh, bọn hắn vẫn như cũ không biết đối phương cụ thể là ai, kiếm thánh. Kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm ma, đương đại tu kiếm chi đạo nhân chung, thuộc bốn vị này siêu quần bạt tụy. Cái này như tại ngoại giới, hắn hơn phân nửa đã bị dây. Yếu ớt lão đạo một lời thâm trầm, không phải đang mở trò đùa. Đích xác, kiếm thánh có thực lực này. Mà giới hơn 100 năm, không chỉ Triệu Bân có cơ duyên, hắn cũng đồng dạng có tạo hóa, lại cho hắn một chút về thời gian, liền có thể tàn hồn lột xác thành nguyên thần, hắn bây giờ chiến lực có lẽ xa không đến đỉnh phong, nhưng dây dấu thiên không thành vấn đề. Một cỗ kiếm ý, quyền đương cảnh cáo. Lại dở trò, hắn sẽ để cho hàng này biết bông hoa vì đi hồng như vậy. Dấu thiên lão đạo sợ, không dám tiếp tục vượt qua lôi trì nửa bước. Nghĩ không bị một tôn ngoan nhân để mắt tới. Vẫn là thành thật một chút hảo. Chớ nhiễu hắn thanh tĩnh. Năm người cuối cùng liếc mắt nhìn, cùng nhau thu con mắt. Trở lại nhìn hộp ma lúc, một tia ô quang vèo một cái vọt không còn hình bóng. À không đúng, đây không phải là ô quang, là hỗn thiên hỏa, dứt khoát bỏ gánh không làm, không lại rèn luyện hộp ma, chớp mắt vọt trở về vĩnh hằng giới, hơn nữa, còn đem thắng thiên càn hỏa diễm, cũng cùng nhau cuốn đi. Cái này, chính là nó chạy đến mục đích. Còn nghĩ mở hộp ma, mở em gái ngươi hộp ma. Ngạch, mắt thấy hỗn thiên hỏa nhảy lên không còn hình bóng, ngũ đại tiên vương tất cả khẽ nhếch miệng. Vừa mới một mực xem kiếm tu, nghiễm nhiên quên đi hộp ma, cái này mẹ nó mấy cái nháy mắt hoảng thần, hỗn thiên hỏa không còn, mất liền mất, còn cuốn đi một đạo khác hỏa diễm. Không còn hỗn thiên chi nhánh, chính là không còn hộp ma chìa khóa, hơn nửa đêm, nhất định phải lúng túng như vậy sao? Triệu Bân bản mệnh hỏa. Cho tới bây giờ đều nghịch ngợm như vậy sao? Còn có thao tác này. Đúng vậy à, còn có thao tác này. Không chỉ ngũ đại thiên vương, liền kiếm thánh cùng ma vương đều hí hư. Đặc biệt là kiếm thánh, hỗn thiên hỏa cuốn đi một đạo khác hỏa diễm, hắn là không thể bỏ qua công lao, nếu không phải kiếm ý của hắn, hấp dẫn năm người lực chú ý, hỗn thiên hỏa cũng rất khó chui cái này chỗ trống, hắn tuy không phải cố ý, nhưng lại tại trong lúc vô tình. Trở thành hỗn thiên hỏa đồng lõa. Người cái vật nhỏ, lăn ra đến, yếu ớt lão đạo dựng râu trừng mắt. Không đi ra, cái này mát mẻ. Hỗn thiên hỏa đáp lại, đồ đần mới ra ngoài. Không ra cũng được, đem một đạo khác hỏa diễm thả. Hòa khí chân nhân cũng không cùng tức giận, mặt mo đen kịt vô cùng, hắn cái này chơi hỏa cao thủ, cứ thế bị hỏa chơi, quả thực mặt không nén giận được. Bọn ta cùng chung chí hướng, đừng nghĩ chia rẽ. Hỗn thiên hỏa trách trách hô hô đạo. Lời này... Nghe thắng thiên càn không khỏi nở nụ cười. Bất quá, hỗn thiên hỏa lời nói cũng không mau bệnh. Đồng xuất một mạch đi, đâu chỉ cùng chung chí hướng, nói người thân cũng không đủ. Vẫn là thần minh đảo chủ nhìn thông thấu. Nếu thắng thiên càn hỏa diễm không phải tự nguyện, hỗn thiên hỏa cũng không mang được nó. Rất rõ ràng, đây là hai đạo hỏa diễm thương lượng xong. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Bân hỗn thiên hỏa có đa năng lừa gạt, lại trong thời gian ngắn như vậy. Liền đem một tôn tiên vương hỏa diễm cho kêu gọi đầu hàng. Là thật nghiêu bức. Thần minh đảo chủ nhìn thông thấu, thắng thiên càn từ cũng có giác ngộ. Hắn không chỉ có giác ngộ, cũng còn nhìn thoáng được. Đã ngọn lửa lựa chọn của mình, thuận theo tự nhiên liền tốt. Lanh lẹ, lăn ra đến. Yếu ớt lão đạo còn tại mắng, hòa khí chân nhân cũng là mặt đỏ tía tai. Đúng là mẹ nó kỳ quái, ngũ đại tiên vương đặt cái này đứng, sững sờ bị một đạo hỏa diễm đùa nghịch. So sánh ngoại giới, vĩnh hằng giới hình ảnh liền phá lệ hòa hài.
hai đạo hỏa diễm như hai đạo ánh sáng, trên không trung tới lui bay vụt. Bọn chúng là thân nhân, tất nhiên là không có chút nào khúc mắc. Nguyên nhân chính là thân nhân, bọn chúng dung hợp mới vô cùng thuận lợi. Hỗn thiên hỏa cuối cùng là lột xác, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tiên Lôi cùng Long Uyên cũng phấn khởi, đi theo nó quay trở về. Hai anh em, ta cái này làm tốt lắm không? Cái kia tất yếu, cho ngươi nhớ một đại công. Một kiếm một hỏa một lôi điện, nhảy nhót tặc hăng hái. May Triệu Bân đang say giấc nồng, bằng không thì, chắc chắn cười rất thích a, thật không uổng yêu thương hỗn thiên hỏa, còn biết hướng về nhà lay bảo bối, không còn hỗn thiên chi nhánh, còn mở gì hộp ma. Chẳng biết lúc nào, mắng to âm thanh chôn vùi. Yếu ớt lão đạo cùng hòa khí chân nhân đều tức sôi ruột. Liền nghĩ xem trong hộp ma có gì, cái này chỉnh. Chìa khóa ném đi. Bọn hắn cũng muốn tìm được vĩnh hằng giới, cưỡng ép mở ra không gian, đem hỗn thiên hỏa sách đi ra. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như không có gì, Triệu Bân tử phủ có một tôn cường đại kiếm tu, hơn nữa tính khí không ra thế nào hảo, nếu nhiễu hắn thanh tính, sợ là sẽ phải mang thù, như thế, cái kia liền chờ Triệu Bân tỉnh lại. Mộc lấy nguyệt quang, nằm ở bên trong tiên chỉ Triệu Bân, ngủ ngon ngọt. Tiên chỉ tinh khí bành trướng, linh lực nồng đậm, đang thuận theo toàn thân hắn lỗ chân lông, từng luồng tràn vào, như linh dược một dạng tinh túy, đang tại hắn trong ngủ mê, tẩm bổ thể phách của hắn. Vật này, nhất định bất phàm. Hòa khí chân nhân ngồi ở trên tảng đá, còn ôm hộp ma nghiên cứu. Có thể tu đến tiên vương cấp, hắn cũng không phải người ngu, hỗn thiên hỏa một trận thao tác mạnh như cọp, kỳ thực, là càng che càng lộ, mục đích cũng không khó đoán. Không muốn để cho hắn nhìn thấy trong đó càn khôn. Chờ xem, Triệu Bân tỉnh lại, chắc chắn tìm hắn mua hộp ma. 500 vạn, cái hộp này ta muốn. Yếu ớt lão đạo xông tới. Không bán, hòa khí chân nhân hướng về phía hộp ma hà ra từng hơi, không quên dùng ống tay áo lau một chút, chắc chắn đây là một cái bảo bối. Quay đầu chờ Triệu Bân tỉnh lại, nhất định tìm tòi hư thực. Giá tiền có thể thương lượng, dấu thiên lão đạo cũng đạp tay mà đến. Không bán. Hòa khí chân nhân vẫn là cái này hai chữ, dứt khoát đem hộp ma thu vào. Gặp chi, thần minh đảo chủ một tiếng ho khan. Nói thực ra, hắn nhìn cái này hộp ma cũng rất vừa mắt. Vẫn là thắng thiên càn tâm cảnh bình thản, sớm đã xuống núi thưởng thức phong cảnh. Ngày thứ ba, mới gặp Triệu Bân tỉnh lại. Hoặc có lẽ là, hắn là bị người đánh thức. Như không người quấy rầy, hắn có thể ngủ lấy 10 nhiều năm. Không có cách nào, hắn quá mệt mỏi. Ngoại trừ mệt mỏi, chính là mơ hồ, dù sao cũng là hơn 100 năm, có một số việc, hắn phải hảo hảo nhớ lại một chút, có phải hay không giúp người mở khóa tới, xong việc bị nuốt vào trong hộp ma. Lão đại, kể cho ngươi câu chuyện, hỗn thiên hỏa truyền âm. Nói, Triệu Bân một bên nhào nặn mi tâm, một bên ngáp. Nghe xong hỗn thiên hỏa nói tới, hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cố sự này quá êm tai, bổn mạng của hắn hỏa, có vẻ như có thể xuất sư. Lúc hắn ngủ say, đã đem lộ cho hắn bày xong, toàn bộ thần minh đảo, liền còn lại hắn một cái chìa khóa. Tỉnh, yếu ớt lão đạo chọc chọc Triệu Bân. Quấy rầy người ngủ, rất không lễ phép. Triệu Bân lắc lắc đầu, chính là lão già này, đem hắn làm tỉnh lại, thủ pháp còn rất thô lỗ, một cái mộng đẹp bị quấy cái hiếm nát. Trong hộp ma, đến cùng có cái gì? Hòa khí chân nhân cười mị mị đạo. Tối om, khắp nơi là hố. Triệu Bân ỉu xìu không đáng chú ý nói. Lão phu không tin, hòa khí chân nhân vuốt râu một cái. Đâu chỉ hắn không tin, tại chỗ bất kỳ một cái nào, đều không thể nào tin. Muốn tin hay không, Triệu công tử lưu lại một ngữ, quay người liền muốn đi. Đi đâu, hòa khí chân nhân túm Triệu Bân. Đem hỗn thiên hỏa kêu đi ra, mở ra hộp ma cho lão phu nhìn một chút. Còn mở, Triệu Bân một tiếng gào to, nói xong, hắn còn vô ý thức lui một bước, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đem một loại nghĩ lại mà sợ vẻ mặt sợ hãi, diễn chỉ diệu chỉ xinh đẹp, cũng chính là cái biểu tình này, rất hoàn mỹ giải thích một phen, lão tử hơi kém chết ở bên trong, lại để cho nó cho ta nuốt vào đi, lại để cho ta kinh nghiệm một phen sinh tử. Ta, bảo hộ ngươi chu toàn, hòa khí chân nhân nói khá chính trải qua. Xong, hắn còn kín đáo đưa cho Triệu Bân một cái đan dược, quyền đương thù lao. Bắt người tay ngắn cái nào, Triệu Bân một tiếng thở dài. Thật sự gọi ra hỗn thiên hỏa. Gặp cái này hỏa, tại chỗ các vị, sắc mặt đều không ra thế nào ôn hòa, tiểu tử ngươi nghiêu bức a. Bọn ta cùng chung chí hướng, hỗn thiên hỏa cười ha ha.
đám người mặc dù mặt đen, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đó là thắng thiên càn hỏa diễm, nhân gia đều nhìn thoáng được, bọn hắn gấp gáp phát hỏa cũng vô dụng. Ngươi phải cho ta quấn chặt, Triệu Bân ôm lấy hỏa khí chân nhân cánh tay. Không cần hắn nói, tại chỗ bốn người cũng đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, đặc biệt là yếu ớt lão đạo cùng hỏa khí chân nhân, lần trước Triệu Bân bị nuốt đi vào, cho bọn hắn chỉnh rất là mắc tiểu. Lại mở hộp ma, cũng không thể lại lần nữa đạo vết xe đổ. Nhìn tốt a, hỗn thiên hỏa đã nhào tới, đem hộp ma bao khỏa. Liên tiếp dùng hai đạo hỏa diễm, nó hỏa chi nguyên, tinh túy không thiếu, cũng không lâu lắm, liền đem trên hộp ma bí văn khôi phục, sau đó từng đạo lưu chuyển, tốc độ nhanh không thiếu. Siêu, siêu, tứ đại tiên vương có phần tự giác, đều hóa ra một đạo phân thân. Bản tôn không dám tiến vào, trước hết để cho các phân thân đi vào nhìn một mắt. Ông, cùng với một tiếng ầm ầm, hộp ma mở rộng, rộng rãi chi lực bao phủ. Tùy theo mà đến, chính là một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Bởi vì có tứ đại tiên vương che chở, Triệu Bân cũng không bị nuốt đi vào. Thật đúng là tối như mực một mảnh, bốn người hai mắt híp lại, từ ngoại giới đi đến nhìn, đâu chỉ đen như mực, còn hỗn hỗn độn độn, nhiều ma sát cùng ma khí, tựa như từng đóa hiếm tán đám mây, bọn hắn tầm mắt có hạn, thêm nữa có thần bí chi lực cách trở, căn bản thấy không rõ. Có thể thấy rõ mới là lạ lạc, Triệu Bân thầm nghĩ. Điểm này, có thể tham khảo kiếm thánh. Lấy kiếm thánh chi nhãn giới cùng lịch duyệt, ở bên trong chờ đợi mấy nguyệt, mới nhìn ra tốc độ thời gian trôi qua không ngang nhau, có thể thấy được hỗn thiên ma giới có nhiều huyền ảo, như tứ đại tiên vương, chớ nói tại ngoại giới nhìn lén, cho dù là đều đi vào, trong thời gian ngắn cũng khó nhìn ra gì cái manh mối. Thấy không rõ dễ nói, để cho phân thân vào xem. Bốn người ý nghĩ nhất trí, đều đem phân thân ném vào. Tiếp đó, liền không có sau đó. Phân thân đi vào, liền cắt đứt liên lạc. Chính xác nói, là tiêu tán. Đối với cái này, Triệu Bân lòng dạ biết rõ. Hắn ở bên trong chờ đợi chừng hơn 100 năm, trong đó càn khôn sớm đã sờ soạng cái thông thấu, trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bản tôn tại ma giới hóa phân thân, có thể bảo đảm phân thân không tiêu tan, nhưng bản tôn tại ngoại giới, vậy thì nói khác, phân thân không có khả năng tại ma giới đơn độc tồn lưu. Gì tình huống? Tứ đại tiên vương tất cả nhíu mày, lại tuần tự phái vài nhóm phân thân. Nhưng, phân thân phía trước một giây đi vào, một giây sau liền cắt đứt liên lạc. Muốn đến chân tướng, còn phải bản tôn đi vào, yếu ớt lão đạo một lời do dự. Vậy liền bản tôn, hòa khí chân nhân lấy bí bảo hộ thể, vẫn thật là xoay người nhảy vào, đây là hắn hộp ma, cũng không phải tự mình vào xem đi. Không nhìn không cam tâm cái nào. Ông, tam đại tiên vương chăm chú. Hộp ma lại một tiếng ông rung động. Xong việc, vừa nhảy vào đi hòa khí chân nhân, liền bị ném ra, lại ngắm rất nhiều chuẩn, đảo chủ nhà đình nghỉ mát, hôm qua mới sửa chữa tốt, lúc này lại bị đập cái sụp đổ. Hắc, hòa khí chân nhân không tin tà, bò lên sau đó, lại chui vào hộp ma. Cũng như vừa mới, hắn lại bị ném ra, lại cái này bay càng xa. Lão phu thử xem, yếu ớt lão đạo tế hộ thể tiên quang, tùy theo nhảy vào. Kết cục đi, không khó đoán trước, hắn cũng đồng dạng bị ném ra. Cái này, thần minh đảo chủ cùng dấu thiên lão đạo tất cả nhíu mày, thế nào cái ý tứ, tiên vương không cho vào. Nghĩ như vậy, hai người lại nhìn Triệu Bân tử phủ, hàng này trong tử phủ, cất giấu một tôn cường đại kiếm tu, có thể sử dụng như vậy bá đạo kiếm ý, tuyệt đối là một tôn tiên vương, đã tiên vương, vì đi có thể đi vào hộp ma. Ngươi nhìn thế nào? Đạo chủ truyền âm dấu thiên lão đạo. Trong cơ thể của Triệu Bân vị kia, có lẽ không phải tiên vương. Dấu thiên lão đạo một lời do dự. Lấy ta đến xem, hơn phân nửa là một tia tiên vương cấp tàn hồn. Đạo chủ nói chính mình ngờ tới. Coi là thật như thế, vậy thì không có tâm bệnh. Dấu thiên lão đạo nhéo nhéo râu ria. Tiên vương cấp tàn hồn, không coi là hoàn chỉnh tiên vương. Cái này cùng hòa khí chân nhân cùng yếu ớt lão đạo, có sự khác biệt về mặt bản chất. Tiên vương tàn hồn có thể đi vào, hoàn chỉnh tiên vương lại không vào được. Xem đi, nếu không thì thế nào nói là kẻ già đời, không cần Triệu Bân giảng giải, người chính mình liền nghĩ hiểu rồi, đích xác, kiếm thánh không phải hoàn chỉnh tiên vương, từ không nhận ma giới càn khôn phản chế. Ngô, hòa khí chân nhân cùng yếu ớt lão đạo lảo đảo bò lên, hình thái có phần chật vật. Hai người là một mặt mộng bức, chân trước mới vừa đi vào, chân sau liền gặp một cỗ cường đại sức mạnh. Bọn hắn cái này không để ý,
không phải liền bị ném ra đi. Nhưng nhìn rõ ràng, thần minh đảo chủ hỏi. Tối sầm, hai tiên vương đều một tiếng ho khan. Nhưng còn có người muốn đi vào, Triệu Bân vòng liếc mắt nhìn. Mấy cái lão đầu nhi cũng có ý tứ, thần minh đảo chủ một mực vuốt sợi dâu, giấu thiên lão đạo tắc xủy tay, lúc trước trách trách hô hô yếu ớt lão đạo, lúc này cũng ngừng công kích. Vết xe đổ, quỷ dị này hộp ma, hay là không vào thì tốt hơn. Vị tiền bối này đâu? Triệu Bân lại nhìn Hòa Khí chân nhân. Bên trong quá tối, Hòa Khí chân nhân hít sâu một hơi. Là rất đen, Triệu Bân thu hỗn thiên hỏa. Kỳ thực, các vị tiền bối có thể tìm một tiểu bối đi vào. Bên trong, nhưng mát mẻ. Triệu Bân lại nhảy ục ục, nói không xong. Bốn người đều sắc mặt thâm trầm, thật là có như thế cái dự định. Suy nghĩ một chút, thôi được rồi, mạnh như Triệu Bân, còn có một tôn cường đại kiếm tu bảo hộ, đều suýt nữa chết ở bên trong, ai còn dám không có chuyện gì tìm kích động, cái này mẹ nó chính là một cái hố. Ông, không còn hỗn thiên hỏa duy trì, hộp ma lại trong nháy mắt phong bế. Hòa Khí chân nhân đón lấy hộp ma, trước tiên quét đo một phen, mới dùng nhìn Triệu Bân. Nếu không thì, cái hộp này tiễn đưa ngươi. Tạm biệt, ta cùng với nó bát tự không hợp. Triệu công tử khoát tay áo, quay đầu đi. Hắn nhiều cơ trí a. Hòa Khí chân nhân đặt cái này thăm dò hắn đâu. Đã thăm dò, tung còn muốn, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, không những không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải một mặt ghét bỏ, không mang theo mảy may lưu luyến, binh pháp có nói, dục cầm cố túng đi. Cùng ta nghĩ không giống nhau a. Hòa Khí chân nhân trong lòng thầm nhủ, biểu lộ rất quái lạ. Theo hắn suy nghĩ, Triệu Bân sẽ đuổi tới mua hắn hộp ma. Cái này chỉnh, hắn đều nói đưa, này hàng vậy mà không cần. Làm cho chuyện này chậm, Triệu Bân lại gạt trở về, trộm đạo đem yếu ớt lão đạo lôi đến một bên, lệnh bài thời hạn, lại cho ta mấy ngày, ta đi di tích cổ tu hành. Cầm vĩnh hằng huyết để đổi, tạo hóa chi diệp cũng được. Yếu ớt lão đạo dứt khoát suỗi tay. Ngươi liền quyết định hai thứ này đúng không? Triệu Bân mặt đen lại nói. Lấy tiền mua cũng được, 1.000 vạn, một ngày. Ta... không có tiền, Triệu Bân nói, còn vô ý thức liếc mắt nhìn vĩnh hằng giới, ma giới hơn 100 năm, linh dược hao sạch sẽ, tiên thạch cũng là một khối không có còn lại. Đổi là không đổi. Đổi đổi đổi. Triệu Bân khí cấp bại phôi, tinh luyện 3 giọt bản nguyên huyết. Thuận tiện, hắn còn tiện tay hái được một mảnh tạo hóa chi diệp. Trên thực tế, hắn không phải để đổi lệnh bài thời hạn, là ngoặt trở về câu cá. Dĩ nhiên không phải câu thần minh đảo chủ cùng dấu thiên lão đạo, mà là câu Hòa Khí chân nhân. Cái kia hàng thế nhưng là một cái luyện đan sư, vô luận là vĩnh hằng huyết, vẫn là tạo hóa cây chi diệp, cũng là làm thuốc hy hữu tài liệu, hơn nữa trên thị trường căn bản không có, không nóng mắt mới là lạ lạc. Vì làm đến hộp ma, không dưới vốn gốc không được a. Hơn nữa, còn phải để cho mấy vị này cảm thấy, chuyện này không phải cố ý. Hắn diễn kỹ tinh xảo. Ít nhất cái này gảy ra thao tác, tại kiếm thánh cùng hỗn thiên ma vương xem ra, không có gì mau bệnh cùng sơ hở, chẳng những không có sơ hở, đơn giản thuận theo tự nhiên đến một mạch mà thành. Sự thật chứng minh, hắn chiêu này chơi cao a, không chỉ Hòa Khí chân nhân, ngay cả thần minh đảo chủ cùng dấu thiên lão đạo, tại thấy tạo hóa chi diệp sau, đều xông tới, ánh mắt rạng rỡ. Rất rõ ràng, tiểu tử này có tạo hóa thần thụ, lúc trước lại không có chút phát hiện nào. Hẹn gặp lại, Triệu Bân đổi lệnh bài thời hạn, quay người liền muốn đi. Còn đổi, ta cái này cũng có. Dấu thiên lão đạo kéo lại Triệu Bân, một mặt cười ha hả, còn có thần minh đảo chủ cùng Hòa Khí chân nhân, cũng đều cười phá lệ ôn hòa hiền lành. Đặc biệt là Hòa Khí chân nhân, liền chờ tạo hóa chi diệp làm thuốc. Nếu lại tới mấy giọt vĩnh hằng huyết, kia liền càng dệt hoa trên gấm. Lá cây không còn, có huyết, Triệu Bân nói. Huyết cũng được. Cho ta tới nửa bát, dấu thiên lão đạo lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Người đây không phải mua huyết, là muốn mệnh của ta à. Triệu Bân mắt liếc hàng này, chỉ cấp tinh luyện 3 giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết, ta nhiều như vậy. Nếu không thì, nhất định phải. Dấu thiên lão đạo mang mang nhận lấy, tiện tay còn cầm thần minh lệnh bài. Huyết phóng nhiều, vãn bối sẽ choáng đầu. Triệu Bân lại tinh luyện 6 giọt bản nguyên huyết, 3 giọt một phần chia làm 2 phần. Thần minh đảo chủ một phần, Hòa Khí chân nhân một phần. Dễ nói, hai tiên vương tất cả nở nụ cười, riêng phần mình cầm lệnh bài. Đúng vậy, Triệu Bân thu lệnh bài, quay đầu vọt không còn hình bóng.
Vĩnh Hằng huyết thống quả nhiên bất phàm. Dấu Thiên lão đạo đem ba giọt máu tươi treo ở lòng bàn tay, xem đi xem lại, là càng xem càng quen thuộc, đã từng cũng có người như vậy, cầm huyết đi hắn cửa hàng, cùng cái này ba giọt vốn gốc nguyên giống nhau, bây giờ xem ra, hôm đó chính là Triệu Bân. Thần Minh đảo chủ cũng có tư tưởng, cũng đặt cái kia nhìn lén. Vĩnh Hằng huyết tựa như kim hạt đậu, khí huyết phá lệ tinh thuần. Tối vui vẻ thuộc về yếu ớt lão đạo, may hắn mua đầy đủ sớm, không chỉ được vĩnh hằng bản nguyên huyết, còn có tạo hóa cây chi diệp, cái này mua bán. Kiếm bộn không lộ a. Lão phu còn có một lò đan muốn luyện, trước tạm cáo từ. Hòa khí chân nhân nhẹ phẩy tay áo, một bước lên trời mà đi. Bên này, Triệu Bân đã vào núi ở giữa tiểu đạo. Trong lúc đó, hắn từng không chỉ một lần nhìn vĩnh hằng giới. Mẹ nó, lại thành nghèo rất mồng tơi. Siêu. Hắn đang lúc đi, chợt thấy thanh phong một hồi, thổi hắn không có đứng vững. Chờ đứng vững, trước mặt đã nhiều một người, chính là hòa khí chân nhân, nói là luyện đan, kỳ thực, là theo đuổi Triệu Bân, dĩ nhiên không phải đến mua huyết, là tới cầu tạo hóa chi diệp. Tiền bối đây là xuất quỷ nhập thần A, Triệu Bân bên ngoài thổn thức, âm thầm lại mừng thầm, con cá mắc câu. Tiểu hữu, cầu vài miếng tạo hóa chi diệp, hòa khí chân nhân cười nói, giá cả dễ thương lượng. Không còn, Triệu Bân lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Tuổi còn nhỏ, nói dối cũng không tốt. Hòa khí chân nhân nói, đã lấy ra một khỏa đan dược, toàn thân hiện ra kim quang, tinh xảo đặc sắc, đan hương chi khí nồng đậm, lại cấp bậc khá cao. Cấp 8 tiên hồn đan, Triệu Bân ánh mắt sáng lên. Tiểu hữu hảo tầm mắt, hòa khí chân nhân nở nụ cười, cầm đan này, đổi lấy người ba mảnh tạo hóa chi diệp, đương nhiên. Tiểu hữu như nguyện thêm ra bán, lão hủ đan dược còn nhiều, rất nhiều. Viên này đan, tăng thêm cái kia hộp ma, ta với người đổi. Triệu Bân nói. Vừa mới còn nói cùng nó bát tự không hợp, sao lại muốn rồi không? Hòa khí chân nhân nhíu mày đạo. Cầm lấy đi đập người cái nào? Triệu Bân trách trách hô hô. Người ý tưởng này, quả thực thanh kỳ. Hòa khí chân nhân ngữ trọng tâm trường nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trầm trọng vô cùng hộp ma. Cầm lấy đi đập người, đích xác so cục gạch dễ dùng. Hảo đan dược. Triệu Bân đã tiếp nhận bát cực tiên hồn đan, trước tiên ngửi ngửi, xong còn cần đầu lưỡi liếm liếm, lại không xách hộp ma chuyện, đều đến một bước cuối cùng, hắn phải cất kỹ tiết tấu, miễn cho hỏa khí lão đạo sinh nghi. Cho người hộp ma, lại thêm một giọt vĩnh hằng huyết. Hỏa khí chân nhân vuốt râu đạo. Người lão đầu nhi này, quá biết làm ăn. Triệu Bân giấu đan dược, lại tinh luyện một giọt vĩnh hằng huyết. Cộng thêm ba mảnh tạo hóa chi diệp, cùng nhau giao cho hòa khí chân nhân. Cầm chắc, hòa khí chân nhân cũng là sảng khoái, thật sự đưa ra hộp ma. Tạ tiền bối, Triệu Bân tùy ý đón lấy, tùy theo mở ra bước chân, đi tới, bước chân liền tăng nhanh, nhanh lấy, lại thành chạy chậm, chạy chạy, trực tiếp phát chân lên cổ chạy hết tốc lực, nhìn hòa khí chân nhân thần sắc kỳ quái, cuối cùng cảm giác chỗ nào không đúng. Phát, Triệu Bân một đường lao nhanh. Như ngựa hoang mất cương, vui hùng hục. Tâm tâm niệm niệm hộp ma nhỏ, cuối cùng đoạt tới tay, hắn có thể không vui à sao? Bây giờ lại hồi tưởng hơn 100 năm đắng cùng khó khăn, cho dù là tài nguyên tu luyện hao sạch sẽ, cũng là đáng, hỗn thiên ma giới năng lực cùng tiềm lực, đều là vô giá. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Không chỉ kiếm thánh, ngay cả ma vương đều đánh giá như vậy. Bọn hắn là quần chúng. Là nhìn tận mắt Triệu Bân đem hộp ma lửa tới đây, hòa khí chân nhân cái nào. Sợ là đầu óc nước vào, sống mấy trăm hơn ngàn tuổi, lại lấy hậu bối đạo. Đợi đến khoảng không, đem ngươi luyện hóa, Triệu Bân liếc mắt nhìn hộp ma. Cái đồ chơi này cái nào đều hảo, chính là mở khóa phiền phức, lại có phần tốn thời gian. Nếu là đem luyện hóa, vậy chỉ dùng lấy tiện tay, hắn đã nghĩ tới hắn quá hư kiếp, hơn phân nửa có thể phá ma hộp bên trên lạc ấn, đãi ma hạp lạc ấn phá. Lại dùng hỗn thiên hỏa diễm rèn luyện một phen, song khắc vào chính mình lạc ấn, lại mở phong lúc một cái tâm niệm liền đủ. Từ vĩnh hằng giới thu con mắt, hắn nhẹ nhàng thả chậm cước bộ. Hắn đã là thái hư cảnh, có thể mơ hồ cảm giác được rất nhiều thông đạo. Gì thông đạo đâu, hạ phàm giới thông đạo, có thể phái hóa thân nhập thế, cũng có thể bản tôn hạ giới, nhưng, những thông đạo kia cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác, trông thấy cũng chỉ hoàn toàn mơ hồ. Hắn rất nghi hoặc. Tùy theo mở con mắt, nhìn về phía xa vào hắn tử phủ kiếm thánh, khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối, ta đã tiến giai thái hư, nhưng vì sao thấy không rõ hạ phàm giới thông đạo? Ngươi còn chưa độ kiếp,
Kiếm Thánh chậm chậm nói. Thì ra là thế, Triệu công tử một tiếng nói thầm. Không độ kiếp, vậy hắn cũng không phải là chân chính thái hư cảnh. Hắn có một loại xúc động, đạp đất độ thiên kiếp xúc động, sau đó tiện phái hóa thân hạ phàm, tính cả hồng trần lộ, đại đạo thiên cục cùng hỗn thiên ma giới. Hắn rời đi cố hương đã có hơn 300 năm, quả thực nhớ nhà, trong trí nhớ tốt đẹp sơn hà, hắn đã mộng vô số hồi. Suy tư thật lâu, hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống xúc động. Quá hư kiếp là muốn độ, nhưng hắn phải chọn một thời cơ tốt. Cái gọi là thời cơ tốt, hay nhất là cửu gia tụ tập cảnh tượng hoành tráng. Nhanh nhanh nhanh, đoán chừng lại đánh nhau. Vẫn là bá thiên thần thể, cùng cái kia lăng tuyệt. Cái này không nói nhảm đi, mấy ngày gần đây làm có thể náo nhiệt. Triệu Bân đang lúc đi, chợt nghe bốn phương tám hướng huyên náo âm thanh. Ngửa mặt lên trời đi xem, thấy nhiều từng đạo tiên hồng vút qua không trung, đều là chạy về phía thần minh di tích cổ, dĩ nhiên không phải vội vàng đi vào trong tu hành ngộ đạo, mà là vội vàng đi xem đại nhiệt náo. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân phủ một kiện áo bào đen, giống như kinh hồng đi xuyên ở giữa rừng. Vừa mới còn đang suy nghĩ cảnh tượng hoành tráng, này không phải đã đến sao đi? Nhiều như vậy cừu ra tại di tích cổ tụ tập, tìm bọn hắn một khối bị cái sét đánh, không thể thích hợp hơn, hắn ưa thích náo nhiệt tràng diện. Không còn. Trong khi đi vội, hắn từng thấy bên trong một mắt thể phách. Còn nhớ kỹ, hôm đó rời đi vườn nhỏ lúc, từng bị làm loạn nhân chủng một đạo ấn ký, lần này lại nhìn đã biến mất, cũng đúng, ma giới hơn 100 năm, lạc ấn sợ là sớm đã mục nát, cũng không sao, tiến di tích cổ hô hét to, sẽ có bó lớn cửu gia giết tới. Chống đỡ. Triệu Bân trong lòng một lời, tăng nhanh tốc độ. Chờ vượt qua một ngọn dãy núi, đã có thể mơ hồ trông thấy một tòa kình thiên cửa lớn. Đó chính là di tích cổ lối vào, không phải ai cũng có tư cách tiến, phải là tiên bảng nổi danh người, hơn nữa phải có thần minh lệnh, đương nhiên, như thần mệnh lệnh rõ ràng bên trên không có thời hạn, cũng là vào không được di tích cổ. Triệu Bân đến lúc đó, trước cửa đã là bóng người nhốn nháo, có lão bối cũng có tiểu bối, có người tu cũng có dị loại, có đi ra ngoài, cũng có chui vào trong, nhưng hai so sánh, vẫn là chui vào trong người tương đối nhiều. Vội vàng xem náo nhiệt đi, phần lớn đều ý niệm này. Siêu. Triệu Bân không nhiều nói nhảm, cầm trong tay thần minh lệnh, như một vệt ánh sáng bay vào. Vượt qua cửa lớn, trước mắt lại là một phen khác cảnh tượng, sơn nhạc mọc lên như rừng, dài xuyên ngang dọc, mây mù nhiễu, thải hà mờ mịt, nghiễm nhiên một mảnh mênh mông đại giới, vô tận thị lực, cũng trông không đến phần cuối, ước chừng đoán chừng. Này di tích cổ, so phàm trần đại hạ còn càng bao la hơn. Treo thần minh hai chữ, quả nhiên bất phàm. Triệu Bân vòng nhìn tứ phương, lại ngửa mặt nhìn một mắt hư vô. Di tích cổ bên trong thành một càn khôn, tang thương xa xăm, ảo diệu đại đạo thiên âm, tựa như từng trang sách cổ lão tiên khúc, vang vọng không dứt. Khó trách thế nhân chèn phá ra đầu đều phải đi vào, đây chính là một tu luyện thánh địa a. Cả ngày cùng với đạo âm tu hành, nhất định làm ít công to. Bất kỳ một cái nào đốn ngộ, cũng sẽ là cơ duyên tạo hóa. Oanh, phanh. Chỗ sâu tiếng oanh minh, cắt đứt Triệu Bân suy nghĩ. Triệu Bân mang mang thu thần, thẳng đến phương kia. Như điên anh kiệt lời nói, nơi này có tu vi áp chế, hắn cái này thái hư cảnh giới, cứ thế bị đè lên tiên nhân cảnh, nhìn những người khác, cho dù là đỉnh phong tiên vương, cũng không ngoại lệ. Giết! Cho ta bắt sống! Còn chưa tới vùng thế giới kia, liền nghe gào thét cùng phẫn nộ gào thét. Ngóng nhìn mà đi, đó là một mảnh hỗn loạn chi địa, hư vô sấm sét vang dội, bí thuật hình thái, như ánh đao kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh. Cũng là đầy trời bắn bay, chiến khí thế ngất trời. Lớn như vậy tràng diện, từ không thiếu quần chúng. Nhìn tứ phương đỉnh núi, đều lập đầy người ảnh, nhân thủ một khối ký ức tinh thạch, ánh mắt không tốt lấy, cũng là kèm theo kính viễn vọng. Không bỏ sót bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh. Trong tiếng ầm ầm, Triệu Bân rơi vào một đỉnh núi. Từ cái này đi xem, có thể trông thấy một cái cự nhân, đang cua múa đại đao, hồ bổ chém lung tung. Đó là mở bá thể cuồng anh kiệt, chính xác dũng mãnh phi thường vô song, mỗi có một đao chém ra, tất có mảng lớn người đẫm máu, thậm chí ô ương bóng người, cứ thế ép không được hắn một cái. Lăng Tuyệt Từ cũng ở tại chỗ, tay cầm chảy máu tiên kiếm. Chiến đến điên cuồng. Lại nhìn vây công hai bọn họ giả, dù là Triệu Bân nhìn, cũng không khỏi thổn thức, ngoại trừ Thái Thanh Điện, La Sát Cung, Đọa Thế Hoàng Tuyền cùng Cửu U Luyện Ngục, lại còn có Bát Đại Thánh Địa người. Trừ này,
chính là một chút cường giả bí ẩn, hơn phân nửa là bọn hắn liên minh hoặc thế lực chi nhánh, liền cái này, bốn phương tám hướng còn có người vồ giết tới, chiến trận không thể bảo là không khổng lồ. Nhiều người như vậy, vậy mà bắt không được hai cái tiểu bối. Cũng là tiên nhân cảnh, tu vi cảnh giới không chiếm ưu thế. Lão Phu rất hiếu kỳ, Vĩnh Hằng thể chạy đi đâu rồi? Bóng người tụ tập chi địa, tất nhiên là không thể thiếu nghị luận. Nghị luận ngoài, tứ phương quần chúng vẫn không quên vòng nhìn Chu Thiên, tựa như đang tìm cái gì người, tìm ai đâu. Tìm Đại La Thánh Tử, náo nhiệt như vậy cảnh tượng hoành tráng, thế nào liền không thấy Triệu Bân Lạc. Lấy cái kia hàng bản tính, bạn gay tốt bị vây giết, hẳn là sớm giết tới mới đúng. Đúng vậy à, người mẹ nó chạy đi đâu rồi? Đại chiến cuồng anh kiệt, đã không chỉ một lần thầm mắng. Lần này động tính quá lớn, hắn có chút nhịn không được chàng tử. Cái này không tới đi. Triệu Bân vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Hư vô lôi minh vang dội, ức vạn sấm sét xé rách. Gặp chi, quần chúng đều tới tinh thần, đó là thái sơ thiên lôi quyết. Toàn bộ thần minh đảo đều biết, Đại La Thánh Tử thông hiểu lôi thần một mạch không truyền bí pháp, Vĩnh Hằng thể nhất định tại chỗ. Triệu Bân, chờ ngươi rất lâu. Các cừu gia như nước thủy triều, đều lộ giữ tợn cười. Trái lại Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt, thì nhiệt tình 10 phần, mặc dù viện quân chỉ có một người, nhưng lại có thể so với thiên quân vạn mã, nhìn cái này ức vạn sấm chớp, người bình thường có thể chịu không ra. Giống, đầy trời lôi đình kỳ lân, từ hư vô lao nhanh mà đến. Tùy theo xuống, còn có như quang vũ một dạng lôi đình kiếm. Quần công sát sinh đại thuật, vùng thế giới kia không khác biệt công phạt. Đám khán giả run sợ, vô ý thức ra khỏi rất xa, Triệu Bân lôi, cũng không là bình thường lôi, là mang theo cuốn thiên uy, nội tình cường hoành cũng không sao, nội tình không tốt vậy thì thảm rồi. Dù sao, thần minh di tích cổ áp chế tu vi, cũng là tiên nhân cảnh, bị sét đánh sẽ rất đau. Lôi đình kỳ lân trước tiên giết đến, đem Ô Ương Ương cừu ra, đụng là người ngã ngựa đổ, không chờ bọn họ đứng vững, lôi đình kiếm liền đến, mỗi một đạo đều dắt cuốn thiên uy. Đều bẻ gãy nghiền nát, chớ nói tiểu bối, ngay cả nội tình hùng hậu lão bối, đều bị chém huyết cốt bắn bay. Làm tốt lắm. Vốn là vừa đánh vừa lui Cuồng Anh Kiệt, lại xách đao giết ra ngoài. Còn có Lăng Tuyệt, tóc trắng nhuốm máu, cũng theo đó giết cái hồi mã thương. Cảnh tượng hoành tráng a. Đám khán giả chặt lưỡi không thôi, lại là vừa lui lui nữa. Vĩnh Hằng thể lôi điện quá hung hãn, đừng bổ lệch mới tốt. A. Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết, sọ ác quỷ kêu rên càng thê thảm hơn. Triệu Bân một cái thái sơ thiên lôi quyết không sao, sững sờ đem vùng thế giới kia, đánh huyết lâm xối, không biết bao nhiêu người bị kỳ lân đạp tắt, cũng không biết bao nhiêu người, bị lôi đỉnh kiếm chém nát. Điêu trùng tiểu kỹ, quát lạnh âm thanh nhất thời, truyền lại từ một cái áo mãng bào lão giả. Đó là thái thanh điện bát trưởng lão, đứng ở giữa thiên địa, chắp tay trước ngực, động cổ lão chi pháp, lấy hắn làm trung tâm. Có thể gặp một mảnh màu đen tiên quang, hướng tứ phương vô hạn hoành phô. Hắc quang không chỉ huyền ảo, còn rất quỷ dị, phàm nó phô xạ chi địa, lôi đình kỳ lân tất cả hóa diệt, lôi đình kiếm tất cả tiêu tan, quỷ hiểu được gì cái thần thông, đem thiên lôi quyết khắc khát gao. Liền ngươi, Triệu Bân tay cầm Long Uyên, từ đỉnh núi giết tới. Châm ngôn nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn. Có thể khắc thiên lôi quyết nhân tài, nhất thiết phải đặc thù chiếu cố. Giấu đầu lộ đuôi, chịu đi ra, quá rõ ràng bát trưởng lão hừ lạnh, mắt thấy Triệu Bân đánh tới, hắn phất tay áo tế một vật, chính là một cái tấm võng lớn màu vàng óng, có thể bắt cá cái chủng loại kia. Nhưng, lưới lớn cũng không chỉ có thể bắt cá, còn có thể bắt người. Bằng một tấm lưới rách, chào ta. Triệu Bân cười lạnh, một cái không gian na di nhẹ nhõm né qua. Cùng một trong nháy mắt, hắn lấy tiên nhãn thuấn thân tế tuyệt diệt nhất kiếm. Thuấn thân đối với lão phu vô dụng. Quá rõ ràng bát trưởng lão nhe răng cười, có thể đuổi kịp thuấn thân tốc độ. Hắn một bước đạp lên trời, lật tay một đạo dấu năm ngón tay nắp rơi. Triệu Bân vừa muốn huy kiếm, chợt cảm thấy âm thầm gò bó chi lực ra thân, lại còn không chỉ một đạo, ai bảo phiến thiên địa này, tất cả đều là cửu gia đâu. Cùng với đánh phối hợp người, không phải số ít. Thần long bãi vĩ. Triệu Bân trong lòng một quát, hoàng kim cự long xoay quanh mà ra. Gì cái giam cầm, gì cái gò bó, đều bị cường thế phá vỡ. Đúng lúc gặp dấu năm ngón tay rơi xuống, cũng bị đuôi rồng quăng một cái vỡ nát. Ngô! Quá rõ ràng bát trưởng lão kêu đau một tiếng, bị chấn nửa bước lui lại.
hắn con mắt có kinh hãi, mới mấy ngày, Triệu Bân sao biến mạnh mẽ như thế. Tung di tích cổ áp chế tu vi, nhưng hắn vẫn là hàng thật giá thật tiên vương a. Hùng hậu nội tình, là bọn tiểu bối so sánh không bằng, bây giờ, lại bị một đạo đuôi rồng chấn đứng không vững. Chanh! Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Triệu Bân đã cầm kiếm giết đến, một kiếm sâu trường hồng. Ma giới 10 năm tu nhất kiếm, này một kiếm chi uy, cũng là bẻ gãy nghiền nát. Thật là bá đạo kiếm ý. Quá rõ ràng bát trưởng lão vừa sợ, phi thân sau đột. Hết lần này tới lần khác, một cái chớp mắt này hắn nhìn nhiều Triệu Bân một mắt. Chính là bốn mắt đối mặt, hắn chịu huyễn thuật Triệu Bân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phốc, huyễn thuật tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng đầy đủ Triệu Bân tuyệt sát. Quá rõ ràng bát trưởng lão quỳ, bị một kiếm đâm thủng mi tâm, ngay cả đầu người cũng cùng nhau xuyên thủng, nhìn hắn cái kia nổi bật con mắt, nhìn hắn cái kia thít chặt con ngươi, liền biết hắn chết có phiền muộn bao nhiêu. Đường đường đỉnh phong tiên vương, cho dù bị áp chế tu vi, vẫn như cũ nội tình cường đại, lại mẹ nó chịu một tên tiểu bối huyễn thuật, ngắn ngủi này một cái chớp mắt, thành hắn ký ức sau cùng. Ngươi đáng chết. Phẫn nộ gào thét âm thanh nối thành một mảnh, không biết bao nhiêu quá rõ ràng cường giả đánh tới. Triệu công tử liền tự giác, phất tay áo vẩy ra tê dần túi phù chú. Thanh nhất sắc sát sinh phù, tất cả trong nháy mắt nổ tung. Đánh tới cửu gia thảm rồi, tại chỗ bị tạc bay đầy trời. Siêu! Triệu Bân như một đạo kinh hồng, xuyên thẳng thiên tiêu mà đi. Thấy hắn nâng cao long uyên, ước vạn sấm sét tất cả nghe hiệu lệnh. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Hắn một lời băng lãnh cô quạnh, có thiên uy trợ thế, giống như thượng thương tuyên án. Theo hắn huy kiếm chỉ phía xa phía dưới, tàn phá bừa bãi lôi đình, bao phủ vùng thế giới kia. Quá rõ ràng bát trưởng lão đã bị giết, hắn lúc trước tế hắc quang, cũng bởi đó ầm vang tán diệt, lại không cách nào ngăn cách lôi điện, đã không cách nào ngăn cách, cái kia các cửu gia liền một khối gắp sét đánh. Phốc, phốc, huyết tinh mà hung tàn một màn, lại một lần lộ ra giữa thiên địa. Nhìn cái kia ô ương bóng người, là một đạo tiếp một đạo nổ thành huyết hoa. Người quan chiến nhìn rõ ràng, thật lớn chiến trường, cũng như huyết tẩy qua đồng dạng. Thật sự cho rằng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, vô địch thiên hạ, hét to âm thanh đầy di tích cổ. Có đại năng đăng tràng, chính là cửu u luyện ngục cường giả, tất cả đứng ở sơn phong, phân loại đông tây nam bắc, tại cùng một trong nháy mắt lấy một cây cờ lớn, oanh một tiếng cắm vào dãy núi chi đỉnh. Oanh! Bốn cây đại kỳ hô liệt, có quỷ quyệt chi quang chiếu rọi thiên địa. Đồng dạng tên vở kịch lại một lần nữa diễn ra, lôi điện nhiễm quỷ quyệt chi quang, lại tức thì hóa diệt, cái này cùng lúc trước quá rõ ràng bát trưởng lão hắc quang, không có sai biệt, chuyên khắc thiên lôi quyết. Giết! Chết đi! Lôi điện trừ khử không thấy, vô số ngôi sao xông lên trời. À không đúng, đây không phải là tinh thần, mà là từng tôn pháp khí, có lư đồng, bảo đỉnh, sát kiếm, tiên đao, gương đồng. Tất cả lóe đủ các loại tia sáng, chợt nhìn, tựa như tinh thần. Ừng ực, tứ phương đám khán giả tất cả run sợ, âm thầm nuốt nước miếng. Pháp khí nhiều như vậy, đủ có thể đem Triệu Bân oanh thành bã vụn. Vĩnh hằng tuyệt cảnh, mở. Vĩnh hằng thiên ngự, mở. Vĩnh hằng kim thân, mở. Triệu Bân tiếng quát âm vang, liên tục mở tam đại thiên tàng. Tóc vàng hắn, khí thế trong nháy mắt bên trên đỉnh phong, kim sán sán cự nhân, thì lóe sáng vạn đạo tia sáng, càng thêm thiên ngự chi quang lồng mộ. Phổ chiếu vùng thế giới kia, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Còn chưa xong, hắn lại chống ra hộ thể thiên cương. Ngày thường mở thiên cương không có gì, tối đa bất quá mấy trượng lớn. Nhưng bây giờ, hắn là tại kim thân trạng thái mở thiên cương, tự có kim thân gia trì thiên cương cháo, vậy thì không là bình thường khổng lồ, tựa như một vòng mặt trời màu vàng, tại trong nháy mắt nổ tung, hộ thể thiên cương đi. Muốn chính là một cái chớp mắt lực bộc phát, cương mãnh mà bá liệt. Oanh! Phanh, đầy trời pháp khí đến, lại là đụng cái tấm tấm dòng dã, một cái tiếp một cái bị đụng bay, không ra thế nào cứng rắn pháp khí, tại chỗ vỡ vụn, đầy trời mảnh vụn giống như quang vũ vung vãi. Sau đó, chính là tập thể thổ huyết tiếng. Cũng là bản mệnh khí, gặp trọng kích có thể không khó chịu. Lão bối nhóm còn tốt, đỡ được phản phệ, tiểu bối liền thảm rồi, bạo thể giả vừa nắm một bó to, thậm chí, nhục thân nổ nát vụn, kèm thêm bản mệnh nguyên thần. Cũng cùng nhau vỡ thành tàn hồn. Nghiêu bức a, người quan chiến có phần rung động, nhếch miệng lại chặt lưỡi. Triệu Bân đủ bá đạo,
lại cứng rắn nhiều pháp khí như vậy. Bất quá, Triệu Bân vì thế cũng trả giá bằng máu, thiên ngự chi quang đều tán diệt, lớn như vậy vĩnh hằng kim thân, cũng sụp đổ nửa bên, liền nửa cái thể phách, cũng nổ thành bùn máu. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu bao lâu? Mặt trời lặn thần giáo các cường giả, trước tiên đứng vững thân hình. Khác cửu gia, trong mắt cũng đều hiển lộ hung tàn chi quang. Lại một lần, đầy trời pháp khí lại xông lên trời. Lần này chiến trận càng thêm hùng vĩ, đủ có thể tồi diệt Triệu Bân kim thân. Chớ nói thế nhân, hiếu chiến như điên anh kiệt thấy, đều một hồi mắc tiểu, nhiều như vậy pháp khí, hắn như chịu, nhất định quỳ không thể nghi ngờ, Triệu Bân chịu, hơn phân nửa cũng không tốt gì. Đi, Triệu Bân truyền âm xuống. Không cần hắn nói, Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt cũng đã rút lui. Bọn hắn là hiểu rõ Triệu Bân, tiểu tử kia định tại nghẹn đại chiêu. Oanh! Đầy trời pháp khí giết đến, lại cái kia phiến hư thiên oanh không gian toái diệt. Thế nhân vô tận thị lực mong nhìn, nhưng không thấy Triệu Bân nửa điểm dấu vết. Trốn vào vĩnh hằng giới, có người nhỏ giọng đạo. Bằng không thì đứng bị đánh, lão bố nhóm nhạt đạo. Vĩnh hằng giới có thời hạn, hắn sợ là đi không được. Không ít người đạp tay, nhanh chằm chằm thiên khung, vô số cường giả đã giết đi lên, đã đem vùng không gian kia, triệt để phong cấm. Cho ta luyện. Không tin không ra. Nhe răng cười âm thanh triệt để hư không, kèm theo mê hoặc tâm thần con người ma lực. Các cửu gia tụ tập, tất cả tế bản nguyên tiên lực, tại hư vô mãnh liệt, rất rõ ràng, bọn hắn muốn luyện ra vĩnh hằng giới, nhỏ như đất cát lại như thế nào, một dạng có thể đem ngươi nha luyện ra. Đối với cái này, Triệu Bân vô điều kiện tin tưởng. Nhưng, đối phương luyện cùng không luyện, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần tụ tập liền tốt, hắn muốn chính là một cái tụ tập. Đến đây đi các tiểu bảo bối. Triệu Bân lộ ra nụ cười sán lạn, giải quá hư kiếp phong ấn. Phong ấn một khi giải khai, mênh mông hư vô ngừng lại mây đen quay cuồng, trong mây có lôi điện tại xé rách, càng có một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí, lồng mộ càn khôn, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Thiên kiếp, đầy trời bóng người tất cả run sợ. Quần chúng cũng xuống ý thức lui một bước, lại mẹ nó tới thiên phạt. Lại, vì cái gì nói như vậy, chỉ vì mấy ngày trước đây từng tới một lần. Chỉ có điều, cái thiên kiếp kia thoáng hiện. Nhìn cái này thiên phạt, có vẻ như không phải đang hù dọa người. Ta thích xem người gặp sét đánh. Cách đó không xa trên đỉnh núi, Cuồng Anh Kiệt đã xách ra bầu rượu. Lăng Tuyệt cũng cười. Triệu Bân bịt đại chiêu quả nhiên không nhỏ. Là Triệu Bân kiếp, né tránh. Vẫn là mặt trời lặn thần giáo cường giả, thứ nhất phi thân sau đột. Những người khác cũng không ngốc, vô luận già trẻ tất cả tại phân tán bốn phía rút đi. Chạy! Triệu Bân một tiếng mắng to, nhảy ra vĩnh hằng giới. Lôi kiếp chuyển động theo hắn, sấm sét đã từ thiên đánh xuống. Thiên kiếp lôi cùng điện, cũng không phải Thái Sơ Thiên Lôi Quyết có thể so sánh, đây mới thật là thiên uy. Mang theo cuốn là chân chính lực lượng hủy diệt, hơn nữa không nhìn tu vi, công bằng cũng công chính. Oanh! Đầy trời sấm sét bay múa, như ngân hà thác nước chút xuống. Phàm ở mảnh này thiên địa người, vô luận già trẻ, có một cái tính một cái, đều bị động ứng kiếp, trong đó chừng nhiều hơn phân nửa, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị đánh tan nhục thân. Cái này, còn khá tốt. Nội tình không tốt giả, tại chỗ hôi phi yên diệt. Thiên kiếp không nhìn tu vi cảnh giới, lại nhìn yêu nghiệt cấp bậc, đây chính là vĩnh hằng thể kiếp, trừ phi cùng hắn ngang nhau kinh diễm, ngang nhau yêu nghiệt, bằng không, ai cũng gánh không được hắn thiên phạt. Phốc, phốc, nhìn cái kia đầy trời bóng người, là liên miên nổ thành huyết hoa. Vốn là huyết lâm trời cùng đất, bởi vì lôi cùng điện, triệt để hỗn loạn. A, à, mênh mông thần minh di tích cổ, tiếng kêu rên thê lương. Triệu Bân kiếp quá mạnh quá bá đạo. Hủy diệt thiên uy phủ kín càn khôn. Ngóng nhìn mà đi, đó là huyết lâm xối tàn sát, từng đóa ngạo nghễ nở rộ huyết hoa, là tối đỏ tươi màu sắc, mỗi một đóa cũng là một đầu hoạt bát sinh mệnh, tai kiếp bên trong thân hủy thần diệt, bọn hắn kêu gào, bọn hắn kêu thảm, đều là phát ra từ linh hồn gào thét. Cỡ lớn gặp sét đánh hiện trường sao? Như hải dương một dạng quần chúng, như tự tại thủy triều xuống, từng bước một triệt thoái phía sau. Bọn hắn là sợ. Chỉ sợ Triệu Bân đầu óc rút gân, chạy bọn hắn bên này tản bộ. Độ kiếp giả tới, không ảnh hưởng toàn cục, thiên kiếp cũng đi theo tới, vậy thì không phải là đau chuyện, tại chỗ 9 thành 9 trở lên, đều khó có khả năng gánh vác Triệu Bân lôi kiếp. Bây giờ,
đang bị sét đánh những người kia, chính là Huyết Lâm Sối ví dụ. Gì cái tu vi gì cái cảnh giới, tại thiên uy phía dưới, cũng lại yếu đuối bài trí. Ngay cả di tích cổ Càn Khôn đều để nói, càng không nói đến huyết nhục chi khu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghĩ bị cái sét đánh. Ngọn núi nhỏ bên trên, Cuồng Anh Kiệt ánh mắt rạng rỡ, hắn cũng không phải nói mạnh miệng, lấy hắn yêu nghiệt cấp bậc, hoàn toàn có thể ngạnh kháng triệu bân lôi kiếp, lấy thiên phạt tôi thân, đó là một loại vô thượng tạo hóa. Chớ vọng động, Lăng Tuyệt sách tỉnh một tiếng. Cuồng Anh Kiệt cuối cùng là đè xuống xúc động, bây giờ cái này tình trạng, hắn xông lên, không khác thêm phiền, đã triệu bân kiếp, không tham gia náo nhiệt thì tốt hơn, có công phu này, còn không bằng mau chóng khôi phục, chờ thiên kiếp kết thúc, lại đi thu hoạch không muộn, này sẽ là một hồi đại chiến thảm liệt. Oanh! Tiếng sấm vang dội, thiên kiếp sấm sét càng nhiều một vòng hủy diệt chi ý. Triệu bân không có để ý tới, tắm lôi điện, đầy trời tán loạn, người kia nhiều liền hướng về cái nào góp, thậm chí hắn đến mỗi một chỗ, tất có mảng lớn người đẫm máu, ngay cả xương máu đều bị đánh trở thành cho bụi, không người dám cùng hắn chiến, cũng không phải là sợ hắn quá hư kiếp. Thần minh di tích cổ lắc lư, Càn Khôn nghịch loạn. Toàn bộ thần minh đảo, cũng bởi vì rung động không ngừng. Ai tại di tích cổ độ kiếp? Quá nhiều người bị kinh động, từng đạo tiên hồng hoạch thiên mà đến. Thân là tòa đảo này chủ nhân, thần minh đảo chủ há có không tới lý lẽ, còn có dấu thiên lão đạo, yếu ớt lão đạo, hòa khí chân nhân, thậm chí bế quan hắc bạch song sát, đều từ trong xa vào giật mình tỉnh giấc. Ngày xưa phi thường náo nhiệt thần minh đảo, bây giờ biểu lộ ra khá là trống trải. Chỉ cần trên lệnh bài còn có thời hạn, không có không đi tham gia náo nhiệt. Thần minh di tích cổ bên trong mỗi ngày có người khô trận chiến, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng lần trở lại này, động tĩnh quả thực đã lớn một ít. Thật đúng là ngươi. Thần minh đảo chủ vào di tích cổ, đánh thật xa liền nhìn thấy người độ kiếp, đang đầu đội lên thiên kiếp lôi điện, tung hoành ở hư thiên, phàm bị động ứng kiếp giả, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Thật không an phận a. Dấu thiên lão đạo chặt lưỡi. Dám ở di tích cổ khai thiên kiếp kẻ hố người, sử thượng cũng tìm không ra mấy cái. Vẫn là thiên kiếp dễ dùng, yếu ớt lão đạo cũng thổn thức. Liền một hồi này công phu, hắn đã nhìn thấy không chỉ một vị tiên vương, táng thân ở trong thiên kiếp, trong đó có như vậy một hai cái, hắn còn nhận ra, tại di tích cổ tuy là tiên nhân cảnh, nhưng ở ngoại giới, cũng là danh chấn một phương đại năng, tao ngộ triệu bân kiếp, lại không chịu nổi một kích như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, vĩnh hằng thể thiên phạt có nhiều bá đạo. Thổn thức về thổn thức, hắn không có chút nào thương hại, thậm chí tâm cảnh còn cảm thấy sảng khoái, đó là triệu bân cừu gia, sao lại không phải hắn, nếu không phải những cái kia đáng giết ngàn đao thằng danh con, sư tôn hắn làm sao đến mức bị thương nặng, truyền thừa của bọn hắn, thì đâu đến nổi nửa đường sụp đổ sụt. Quả thật, thế đạo tàn khốc, chiến thắng hơi thái. Nhưng, ân oán chính là ân oán, hắn phân rõ, từ cũng nhớ kỹ khắc sâu. Hậu sinh khả úy a. Hòa khí chân nhân cũng cảm khái, cái thiên kiếp này đủ đẹp mắt. Cách đó không xa thắng thiên càn, cũng là ngang hàng tâm cảnh. Hắc bạch song sát tuy muộn tới một chút, nhưng hai bọn họ thổn thức, không thể so với mấy vị này thiếu, không niệm ngây thơ là thu đứa đổ nhi tốt a. Đi đâu cũng có thể làm ra một cái sân nhà tới. Cái nào chạy? Triệu bân hét to có thiên kiếp trợ uy, theo như trên thương tuyên án. Nhìn các cừu gia, thì quăng mũ cởi giáp, bị giết quân lính tan rã. Đó là một bộ châm chọc hình ảnh, như nước thủy triều bóng người như biển, trong đó không thiếu tiên vương, sững sờ bị một tên tiểu bối, đuổi lộn nhào, liền nửa chút đại chiến ý niệm cũng không có. Đầu đội trời kiếp, lại vẫn nhảy nhót tưng bừng như vậy. Quần chúng bên trong lão bối, tập thể xấu hổ, nhìn cái kia từng đạo hủy diệt sấm sét, căn bản là không có thế nào làm bị thương vĩnh hằng thể. Luận cùng thời kỳ, bọn họ cùng chi tướng kém quá xa. Ngay cả lão bối đều như vậy, càng chớ nói bọn tiểu bối. Thời đại này có vĩnh hằng thể tại, bọn hắn nhất định là vật làm nền. Oanh! Không thể hủy diệt độ kiếp giả, sâu xa thăm thẳm ý chí tức giận rồi. Đáng sợ hơn lôi điện, lăng thiên chút xuống. Triệu bân cuối cùng là đẫm máu, cường hãn nhục thân bị đánh huyết cốt bắn bay. Đau thì đau một chút, nhưng hắn đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy, cái kia mỗi một đạo lôi điện, cũng là một vòng dấu vết của đạo, như từng đạo lạc ấn, tuyên vào thân thể của hắn cùng linh hồn. Đồng dạng bị thiên kiếp, còn có hắn tử phủ bên trong kiếm thánh, tàn hồn cũng là đắm chìm trong lôi điện phía dưới, từng giờ từng phút tại thuế biến,
hắn chờ một ngày này, đã đợi rất lâu. Hỗn Thiên Ma Vương là quần chúng, cũng nghĩ bị cái sét đánh. Làm gì, hắn tại Vĩnh Hằng Chi Môn, không tồn tại ở thực tế. Làm cho ngươi quên. Vượt qua một mảnh quần sơn lúc, Triệu Bân xách ra hộp ma. Hộp ma lạc ấn, dùng thiên kiếp lôi điện tới phá, không thể thích hợp hơn. Ai? Gặp Triệu Bân trong tay hộp ma, yếu ớt lão đạo cùng dấu thiên lão đạo đều trách mắt nhìn về phía hỏa khí chân nhân, ánh mắt ngụ ý có phần rõ ràng, người nhà đem hộp ma bán cho tiểu tử kia. Hỏa khí chân nhân không ngôn ngữ, liền nhìn chằm chằm Triệu Bân nhìn. Chính xác nói, hắn là nhìn chằm chằm hộp ma nhìn. Món đồ kia, sợ thật là một cái bảo bối, bằng không thì, Triệu Bân cũng sẽ không cầm thiên kiếp tới rèn luyện, nếu đoán không sai, cái kia hàng là muốn dùng thiên kiếp phá ma hộp lạc ấn. Bực này ý niệm, hắn đã từng cũng có qua, lại là không nỡ lòng bỏ, chỉ sợ thiên kiếp trẻ hỏng hộp ma, cũng chỉ sợ trong hộp ma bảo vật bị hao tổn. Bây giờ xem ra, hắn nên bị Triệu Bân lừa gạt. Có hậu bối thế này, ta lòng rất an ủi. Thật lâu, mới ngửi hòa khí chân nhân thổ lộ một lời. Hắn cái này một lời nói ý vị sâu xa, mặt mo cũng là đen lấy, đại la thánh tử, thật mẹ nó nhân tài a. Hắn đường đường đỉnh phong tiên vương. Cứ thế bị ngoặt trong khe đi. Phá, cho ta phá. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, một bên ngạnh kháng thiên kiếp, một bên truy sát cửu gia, lại một bên nhìn chòng chọc hộp ma, hắn vốn là không nhìn thấy trong đó lạc ấn, nhưng chịu thiên kiếp lôi điện, ma hạp lạc ấn đã bị bức ra, không hổ thần minh thủ bút, lạc ấn không là bình thường ương ngạnh. Nhưng, ương ngạnh đi nữa lạc ấn, cũng không chịu nổi thiên kiếp hủy diệt. Tại hắn mong nhìn xem, lạc ấn nổ nát vụn, hộp ma thành vật vô chủ. Công đức viên mãn. Triệu Bân cười thầm trong lòng, lại đem hộp ma nhét về Vĩnh Hằng giới. Xong, hắn lại lấy ra không thiếu vật, đều là bí bảo cùng pháp khí, ngày bình thường khó mà luyện hóa, bây giờ, mượn uy lực của thiên kiếp rèn luyện, lấy hủy diệt bên trong lạc ấn. A, à, tiếng kêu thảm thiết không có ngừng, cùng với lôi điện một đường đi theo. Di tích cổ càn khôn triệt để hỗn loạn, không biết bao nhiêu sơn nhạc sụp đổ. Bây giờ, thần minh đảo chủ khuôn mặt cũng đen, nếu theo vỗ xuống như vậy, di tích cổ sớm muộn sụp đổ, từ xưa đến nay tu luyện thánh địa, cũng biết bởi vì trận này thiên kiếp, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia, đó là cái gì, không biết ai kinh hô lên một tiếng. Cũng không cần hắn gào to, thế nhân cũng đều ngửa ra đầu. Nhìn mênh mông hư vô, nhiều một vài bức dị tượng, mà còn có đạo âm phối hợp. Dị tượng có phần cổ lão, có thể gặp mấy đạo bóng người mơ hồ, thần bí xa xôi. Thế nhân vô tận thị lực, cũng thấy không rõ hắn tôn dung, chỉ biết cái kia mấy đạo nhân ảnh, đều dị thường cổ lão. Chẳng lẽ là, năm đó ở đây đàm kinh luận đạo cái kia mấy tôn thần minh? Có người nhỏ giọng đạo, cái này ngờ tới đáng tin cậy, quá nhiều lão bối cũng không có phản bác, thần minh hư ảnh, là mắt thường không thấy được lạc ấn còn sót lại, bây giờ, bởi vì vĩnh hằng thể thiên kiếp, tất cả đều bị bước đi ra. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, chiếu bổ không lầm. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, các cửu gia hiếm thấy thảm liệt. Tiền bối, vội đi đầu thai sao? Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, đuổi kịp một cái ngân bào trung niên. Đó là La Sát Cung trưởng lão, hôm đó tại thần Minh Hải đuổi giết hắn giả, liền có người này phần, lần này Phong Thủy Luân Lưu đứng, cao cao tại Thượng Thiên Vương, cũng tại chạy trối chết. Ta với ngươi liều mạng, ngân bào trung niên phẫn nộ gào thét. Hắn là kẻ hung hãn, lại rút kiếm giết trở về. Đáng tiếc, không có gì cái treo dùng, diệt hắn cần gì Triệu Bân ra tay, một mảnh lôi điện đánh xuống, nhẹ nhõm mang hộ đi, nhục thân thành xương máu, liền bản mệnh nguyên thần cũng cùng nhau bị chém hôi phi yên diệt. Như hắn, quá nhiều tiên vương cũng là như vậy táng thân. Đám khán giả rất kính nghiệp, có không ít đều tay cầm quyển sổ nhỏ, mỗi có một tôn tiên vương bị đánh chết, bọn hắn liền sẽ ghi chép một bút, đây đều là vĩnh hằng thể chiến tích, muốn bị ghi vào sử sách, mà bọn hắn những thứ này. Chính là sử quan, quay đầu nộp lên, có thể lãnh lương. Chẳng biết lúc nào, tiếng ầm ầm mới chôn vùi. Lôi điện biến mất, thiên địa cuối cùng được thanh minh. Nhưng, thanh minh phía dưới, lại là một vùng phế tích. Nhìn cái kia từng tòa sơn phong, phần lớn là ngọn núi sụp đổ. Nhìn cái kia từng đạo dài xuyên, phần lớn là đường sông khô cạn. Toàn bộ thiên địa, đều phủ một tầng xương máu, chân cụt tay đứt, khắp nơi có thể thấy được, liền hoa cỏ cây cối. Cũng đều nhuộm máu tươi, bởi vì thiên kiếp còn sót lại chi uy, mà từng cây khô héo. Cổ lão di tích, không còn là tiên địa, nghiễm nhiên một mảnh loạn táng tràng.
bây giờ, lại đi nghe đại đạo thiên âm, đã không lúc trước phần kia yên tĩnh an lành. Thảm nhất bất quá gặp sét đánh giả, cũng không phải là tất cả mọi người đều bị đánh chết, còn sống những cái kia, tán lạc tại bốn phương tám hướng, nhiều lung la lung lay, nhiều ô bảy, tám đen, có một cái tính một cái, đều thể phách bốc khói đen, không biết, còn tưởng rằng sờ soạng công tắc điện đâu. Những thứ này còn khá tốt, ít nhất còn có nhục thân tại. Càng thê thảm hơn, chỉ còn dư nguyên thần, thậm chí nguyên thần cũng không có, còn sót lại một tia tàn hồn, nếu này cũng coi là một hồi chiến tranh, vậy bọn hắn. Chính là từ đầu tới đuôi bại rối tinh rối mù. Cái này mấy đại thánh địa, thương vong thảm trọng a. Không chút chọn tốt chiến trường, gặp sét đánh cũng xứng đáng. Ngày thường lấy mạnh hiếp yếu, bọn hắn cũng nên phóng một chút máu. Tiếng nghị luận bốn phương tám hướng đều có, tâm cảnh cũng là không giống nhau. Có tự oán giả, tất nhiên là thống khoái, người trung lập đi. Toàn bộ làm như nhìn náo nhiệt. Cho ta giết. Phẫn nộ gào thét âm thanh rất nhanh vang lên, giải rác tứ phương cửu gia lại tụ tập. Không chờ bọn họ giết đến, lại là một tiếng oanh minh vang vọng, hủy diệt ý chí cũng không tán. Người sáng suốt đều biết, vĩnh hằng thể thiên kiếp còn chưa xong. Lấy Triệu Bân yêu nghiệt cấp bậc, thiên kiếp làm sao đơn giản như vậy. Lôi kiếp mặc dù tản, nhưng hư vô oanh minh nhưng lại vang vọng. Đám khán giả cũng đứng ổn gót chân, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vùng trời. Lôi kiếp đều trò trẻ con, chân chính đáng sợ, là phía sau thiên phạt. Vĩnh hằng thể cỡ nào tồn tại, lại là bực nào yêu nghiệt, có thể không có mấy tôn thần minh pháp tắc thân. Nói cho cùng, có thể chân chính có thể nguy hiểm cho tánh mạng hắn, là loại kia cực đặc thù kiếp số. Ngừng. Cửu gia đã nhao nhao dừng lại thân hình, không vẻn vẹn ở, còn độn rất nhiều xa. Thiên kiếp còn chưa xong, cũng không thể hướng phía trước góp, cách Triệu Bân càng gần, liền càng nguy hiểm. Thân là độ kiếp giả, Triệu Bân đã nắm chặt Long Uyên kiếm. Nguyên nhân chính là hắn là độ kiếp giả, bây giờ mới ngăn không được tim đập nhanh. Tưởng tượng động hư kiếp, tám tôn nguyệt thần kém chút cho hắn đánh thành cho. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, mênh mông hư vô bỗng nhiên một hồi lắc lư. Thế nhân không thấy thần minh pháp tắc thân, đã thấy một mảnh mênh mông tiên vực. Không tệ, là một mảnh tiên vực, từ đầy trời lôi điện ngưng kết, hư ảo gần như trong suốt, nhưng nó hư ảo, cũng không phải là nó hoàn chỉnh hình thái. Cùng với lôi điện bay múa, nó đang diễn hóa, diễn xuất sơn nhạc cùng dài xuyên, tạo ra được cây cối cùng hoa cỏ, càng có từng tòa cung điện, lầu các, đình nghỉ mát, cầu hình vòm. Hoặc huyền không, hoặc sừng sững, đếm mãi không hết. Cái này, đây là cái gì kiếp? Có người ngạc nhiên nói. Không có người cho đáp án, bởi vì chưa có người gặp qua bực này kiếp số. Triệu Bân cũng đầy mắt mờ mịt, thần sắc kinh ngạc mong nhìn xem Thương Miểu. Thiên kiếp tiên vực còn tại diễn hóa, từ hư ảo từng tấc ngưng thực, vô luận hoa cỏ cây cối, vẫn là cung điện lầu các, đều nhuộm lôi điện, đều tắm rửa vĩnh hằng quang huy, đạo âm vang vọng trong đó, như xa xăm tiên khúc, cùng với lôi minh, quấy dày hắn tâm thần, rất là ma tính. Cái này tiên vực, nhìn thế nào lấy quen mặt như vậy? Cùng vĩnh hằng thể bản mệnh dị tượng, giống nhau. Đúng, Triệu Bân vĩnh hằng tiên vực, ta từng chứng kiến. Tiếng nghị luận lại nổi lên. Vô luận già trẻ đều ánh mắt kỳ quái, không gặp thần minh pháp tắc thân, lại đến như vậy một mảnh tiên vực, vốn là rất quỷ dị hơn là, thiên kiếp tạo tiên vực, cùng Triệu Bân bản mệnh dị tượng, không có sai biệt, chợt nhìn liền như là dị tượng. Vĩnh hằng tiên vực, sợ là thật tồn tại. Thần minh đảo chủ một tiếng lẩm bẩm ngữ, ánh mắt phá lệ thâm thúy. Như yếu ớt lão đạo bọn hắn, thần thái cũng cơ bản không sai biệt lắm, không cho rằng vĩnh hằng thể dị tượng, là vô căn cứ phán đoán. Nên có một loại nào đó căn cứ vào, bằng không thì thiên kiếp vì cái gì diễn hóa như vậy. Tất cả mọi người đều tại ngửa đầu nhìn, bao quát vĩnh hằng chi môn ma vương. Kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, tại chỗ không người có thể so sánh, cũng bao quát kiếm thánh. Đáng tiếc, hắn cũng không cách nào giảng giải một màn này, đây cũng không phải là dị tượng thiên kiếp. Là hắn, chính là hắn. Tiếng này gầm nhẹ, truyền lại từ thượng thương. Chỉ có điều, thế nhân không nghe thấy. Tam giới bởi vì lắc lư, càn khôn cũng ở đây một cái chớp mắt hỗn loạn. Thái thượng, người làm hư quy củ. Trong cõi u minh lời nói, thế nhân vẫn như cũ không nghe thấy. Bởi vì câu nói này, lắc lư tam giới tức thì ổn định. Oanh! Cùng với tiếng sấm, thiên kiếp tiên vực còn tại diễn hóa. Cái kia thật chính là một mảnh mênh mông đại thế giới, người ở bên dưới, tựa như biển cả một hạt cát trần,
tất cả mọi người đều hô hấp khó khăn, luôn cảm giác tiên vực đè xuống, toàn bộ càn khôn đều biết sụp đổ. Liền nhìn khách đều như vậy, càng chớ nói kiếp trung Triệu Bân. Hắn còn tại ngơ ngẩn mong nhìn, đây không phải pháp tắc thân kiếp, nhưng thiên kiếp tiên vực mang đến cho hắn một cảm giác, lại so thần minh pháp tắc càng đáng sợ, nó mênh mông cùng cổ lão, dấu đầy hủy diệt. Tựa như, ở đâu gặp qua? Hắn lẩm bẩm ngữ, chỉ chính hắn nghe thấy. Cái nào gặp qua đâu? Trong mộng. Không tệ, là trong mộng. Hắn từng mơ thấy qua mảnh này tiên vực. Hắn tâm thần hoảng hốt, phảng phất rơi vào mộng cảnh. Như hắn tâm cảnh như vậy, còn có một người. Không biết cách này bao nhiêu vạn dặm tinh không, một cái áo bào tím người đột nhiên định thân. Cái kia, là Vĩnh Hằng Đạo Thể, đang mờ mịt nhìn mình hai tay, chẳng biết tại sao, biến một cái chớp mắt hư ảo một cái chớp mắt ngưng thực, không chỉ hai tay, cả người hắn đều biến hư thực không chắc, mặc hắn như thế nào thi pháp, như thế nào mặc niệm tâm quyết, cũng không cách nào khôi phục bình thường. Sao sẽ như thế, hắn lẩm bẩm ngữ không người biết. Nhưng hắn thể chất quỷ dị biến hóa, làm thế nào cũng ngăn không được. Ầm ầm, vẫn là thiên kiếp tiên vực, lại một lần diễn hóa. Mà lần này diễn hóa, trong tiên vực phảng phất thêm một người. Đó là một cái tựa như ảo mộng nữ tử, tại trong tiên vực nhanh chóng nhảy múa. Nhưng, hình tượng này chỉ thoáng hiện, lại đi nhìn lên, đã không ảnh vô tung. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng Triệu Bân nhìn rõ tích. Không cần nhìn nữ tử kia dung mạo, hắn liền biết là Nguyệt Thần. Vừa mới trong tiên vực, có phải hay không xuất ra một cái người? Người sợ là hoa mắt, lão phu thế nào không có nhìn thấy? Như lời nói này, bốn phương tám hướng liên tiếp, trông thấy nữ tử kia người, không phải số ít, nhưng phần lớn đều tưởng rằng ảo giác, dù sao khoảng cách quá xa, có thiên kiếp che lấp huyền cơ. Oanh! Thiên kiếp tiên vực còn tại biến, càng đổi càng mênh mông hơn. Nó không lộ vẻ như vậy hư ảo, mộc lấy vĩnh hằng quang huy, nhiều một tầng mịt mù mây mù. Đây không phải là thật sự mây mù, là lôi điện hình thái, cho tiên vực phủ khăn che mặt thần bí. Vạn chúng chú mục phía dưới, thiên kiếp tiên vực đè ép xuống. Thần minh di tích cổ càn khôn, lại một lần cho thiên kiếp nhường đường. Triệu Bân kêu đau một tiếng, đầu vai như khiêng một tòa 8.000 trượng cự nhạc. Là tiên vực quá nặng nề, đè hắn xương cốt lốp bốp vỡ vụn. Chớ sợ nó, cùng nó làm, cuồng anh kiệt một tiếng gào to. Đạo tâm không chết. Thân người bất diệt, Lăng Tuyệt cũng nhắc nhở một tiếng. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, oanh một tiếng đứng vững vàng thân hình. Tay hắn xách Long Uyên, nghịch thiên mà lên, hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Tiên vực tan vỡ, có lôi điện tàn phá bừa bãi, như ngân hà thác nước trút xuống. Xong, Triệu Bân liền bị thác nước quấn vào tiên vực. Tiến vào thiên kiếp tiên vực, lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn thấy sơn hà cỏ cây, cung điện lầu các. Đều phảng phất giống như chân thực, vạn vật trong đó diễn hóa, cổ lão tang thương đạo âm, vào trong vang vọng, hủy diệt sức mạnh, cũng tựa như biển lăn lộn. Phá! Triệu Bân vừa quát âm vang, lại là một kiếm tinh hà. Trong tiên vực sơn nhạc bị chém vỡ, lại trong khoảnh khắc khôi phục. Không đợi hắn lại ra tay, lôi điện liền cuốn tới, đem hắn thể phách đánh cho là tan nát vô cùng, còn chưa xong, vĩnh hằng tia sáng, cũng ở đây một cái chớp mắt tàn phá bừa bãi. Như lôi điện phách chạm. Ngươi không diệt được ta. Triệu Bân chiến ý ngập trời, tay cầm Long Uyên cực điểm vũ động. Vĩnh hằng quang bị đánh nát, bao phủ tới lôi điện cũng bị chém chết. Nhưng, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Hắn ngỗ nghịch, chọc thượng thương tức giận. Toàn bộ thiên kiếp tiên vực, đều bừng tỉnh giống như trở thành một cái lồng giam, đem độ kiếp giả vây khốn vào trong đó vạn vật đều rất giống tươi sống, sơn nhạc tại uy áp, hùng sông dài xuyên tại công phạt. Trừ này, còn có Thái Dương từ từ bay lên, vạn đạo tia sáng nở rộ. Thái Dương một phương khác, nhưng là một vầng trăng, trong sáng là lôi điện. Có nhật nguyệt từ không thiếu tinh thần, nhưng cái kia tinh quang, cũng giống vậy giấu đầy sát phạt. Phốc, Triệu Bân tại chỗ đẫm máu, vừa mới tái tạo thân thể, lại băng diệt nửa bên. Thế nhân nhìn hoảng sợ run rẩy, thấy không rõ chân tướng, chỉ thấy huyết quang bắn ra bốn phía. Quỷ dị kiếp. Có vẻ như thật so pháp tắc thân kiếp càng kinh khủng, bị vây ở trong đó vĩnh hằng thể, có vẻ như vô chiêu đỡ chi lực, vô số công phạt, đều nhuộm hủy thiên diệt địa màu sắc. Chiến! Triệu Bân gào thét, là bất khuất gào thét. Tiên vực lồng giam, lại là hắn niết bàn chiến trường. Mênh mông tiên vực, lôi đình tàn phá bừa bãi.
không tầm thường kiếp số, bồi dưỡng chính là không tầm thường cảnh tượng. Mà thân là độ kiếp triệu bân giả, cũng chỉ là trong đó huyết sắc một vòng. Từ bị nhốt vào thiên kiếp tiên vực, hắn đã đẫm máu vô số lần. Quần chúng cũng là người chứng kiến, thấy hắn thể phách một lần lại một lần nổ nát vụn. Trận này kiếp, đích xác so thần minh pháp tắc càng kinh khủng càng quỷ dị, bởi vì đọa thân trong đó, vô luận trốn đến đâu, cũng là 360 độ không góc chết công phạt, duy chiến mới đường sống. Như thế nào mới tính qua ải, chống nổi thời hạn? Rốt nát vô chi tiểu bối, đều nhìn về bên cạnh thân lão bối. Lão bối nhóm hít thật sâu một hơi, đều nhẹ nhàng rung đầu, như bực này quỷ quái kiếp phạt, bọn hắn cũng là đầu hẹn gặp lại, từ cũng không biết kiếp bên trong càn khôn, có lẽ thật có như vậy một cái thời hạn, nhưng vĩnh hằng thể, chưa hẳn chống đến, thiên kiếp tiên vực quá mạnh cũng quá kinh khủng. Hồi phi yên diệt mới tốt. Các cửu gia diện mục, liền phá lệ dữ tợn. Nếu triệu bân chôn ở kiếp chung, đó là không còn gì tốt hơn, nếu may mắn sống sót, bọn hắn là không ngại giết tới bổ đao. Không có thiên kiếp trợ uy, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Không ổn a. Hiếu Chiến như điên anh kiệt, cũng nhíu mày, cửu gia đội hình quá lớn. Liền cái này, còn không ngừng có người lẻn vào, đã đem di tích cổ cửa ra vào cho phá hỏng. Phốc, Mộc lấy lôi điện nguyệt quang, Triệu Bân lại một lần đẫm máu tiên vực. Hắn cực điểm vận chuyển trường sinh quyết, trước tiên tái tạo thể phách. Hắn đã tản kim thân, để bảo tồn sức mạnh. Đằng sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Ông! Không chờ hắn đứng vững, thì thấy quá dương quang phổ chiếu. Cái kia mỗi một đạo quang, cũng như một thanh vô kiên bất tồi kiếm. Còn có rủ xuống tinh huy, lại hóa thành từng đạo mơ hồ không chịu nổi bóng người, như đầy trời thần ma, từ thiên mà đến, số lượng khổng lồ, để cho người ta tê cả da đầu. Chiến! Triệu Bân tay cầm chảy máu long uyên, nghịch thiên đánh tới. Một kiếp này! Hắn không diễn đạo lộ, chỉ tu một cái chiến chữ. Hắn như một tôn chiến thần, dũng mãnh phi thường vô song, đánh thiên băng địa liệt. Oanh! Hắn ngỗ nghịch, lại làm tức giận sâu xa thăm thẳm ý chí. Thiên kiếp tiên vực tại lắc lư, sơn sơn thủy thủy đều phủ hủy diệt chi quang. Thế nhân nhìn rõ tích, vô luận sông núi cỏ cây, đều có từng đạo bóng người mơ hồ đi ra, hoặc trên đầu lơ lửng bảo đỉnh, hoặc cầm trong tay chiến qua, hoặc khống chế chiến xa. Hoặc thôi động trận đồ, giống như giấu tại kiếp trung thiên binh thiên tướng, muốn đem người độ kiếp chu diệt. Chiến, chiến tranh sao? Vẫn là bọn tiểu bối, đầy mắt mờ mịt. Không chỉ tiểu bối, ngay cả lão bối cũng thần sắc ngơ ngẩn. Mênh mông tiên vực, thật thành một tòa chiến trường, có đếm không hết vô tận bóng người hiển hóa, như nước thủy triều như biển, mà Triệu Bân, tựa như cực kỳ nhỏ bé, bị che thấy không rõ chân tướng, chỉ thấy từng đạo kim sắc huyết quang, nghênh không nổ đầy trời khung. Thiên kiếp nhuốm máu, tạo cũng không chỉ thương cùng đau, còn có càng chói mắt hủy diệt chi quang. Thực sự là cô lậu quả văn. Thần minh đảo chủ lẩm bẩm ngữ, tại hạ ý thức lui lại. Nhìn lâu như vậy, cũng không nhìn ra là gì cái kiếp phạt. Xưa nay chưa từng có. Sử sách cũng không ghi chép. Liền hắn đều đang lùi lại, càng chớ nói những người khác, chỉ vì cái kia phiến tiên vực, còn tại hướng ra ngoài diễn hóa, đó là rất có xâm lược tính chất khuếch trương. Thật có một loại phủ kín toàn bộ di tích cổ tư thế. Như thế, cũng không phải lui lại đi. Thật bị kéo vào thiên kiếp phạm vi, sợ là không người đỡ được. Lôi minh ầm ầm, giống như từng đạo chuông tang, vì độ kiếp giả mà gõ. Ta còn chưa chết giác ngộ. Triệu Bân vừa hô trấn tiên khung, huy kiếm chém ra một đạo tiên hà. Đầy trời thần ma, liên miên rơi xuống, bị tiên hà bao phủ, nổ nát vụn trong đó. Mà Triệu Bân thì vượt qua tiên hà, cường thế sát nhập vào tinh không, một kiếm xuyên thẳng thương miểu, hung hăng khuấy động càn khôn, quấy tinh không sấm sét vang dội, cũng quấy tinh thần đều băng diệt. Thế nhân tự đứng ngoài đi xem, đó chính là một phen khác cảnh tượng. Tinh thần nổ nát vụn, từ ngàn xưa kỳ cảnh, như pháo hoa tách ra đầy hạo vũ. Phía sau chính là Thái Dương, bị Triệu Bân một quyền đánh nổ, rủ xuống tràn dương quang, lại hóa thành lôi điện, rơi vào thiên kiếp tiên vực, diễn hóa lực lượng hủy diệt. Đưa tới sơn nhạc dài xuyên tái tạo càn khôn. Phá! Triệu Bân một cước lăng không, ngay cả mặt trăng cũng cùng nhau dẫm nát. Còn sót lại nguyệt quang, vẫn như cũ trong sáng, nhưng vẩy xuống lúc lại thành một mảnh lôi điện, cũng như dương quang, thuế biến lực lượng hủy diệt, thành từng đạo bóng người mơ hồ, liên miên giết vào thiên khung. Tới! Triệu Bân chiến ý ngập trời, rút kiếm ác chiến đầy trời thần ma.
Thời gian qua đi ma giới hơn 100 năm, hắn chi tâm cảnh, lại tại kiếp trung thuế biến, không có khác lộ, chỉ có một trận chiến, tại trong chiến khai ngộ chiến chi đạo, đem vô địch đạo tâm, thăng hoa đến cực hạn, hắn như bất tử bất diệt, tại trong hủy diệt, lần lượt thuế biến niết bàn. Vĩnh Hằng thể sợ là điên rồi. Như lời này, rất nhiều người đều tại nói. Nhìn độ kiếp giả tư thái, nghiễm nhiên một cái điên cuồng người. Hắn là tóc tai bù xù, tùy tiện va chạm. Đã bị bước đến tuyệt cảnh, không điên không thành đạo A. Lão bối nhóm một lời thâm trầm. Đây là thiên kiếp, hoặc là chết, hoặc là tuyệt địa niết bàn, đại la thánh tử không được chọn. Oanh! Nhuốm máu Triệu Bân, lại một lần rơi xuống thiên khung. Trong tiên vực một tòa núi cao, bị nện ầm vang sụp đổ, nhưng bắn bay ra không phải đá vụn, mà là liên miên lôi điện, tan tại trong tiên vực, lại thành một tòa mới sơn nhạc. Nhìn Thương Miểu hư vô, lại thêm một cái tay, thiên kiếp diễn hóa ra tay. Nó vô cùng to lớn, từ trên trời giáng xuống, đem mênh mông tiên vực che lờ mờ không chịu nổi. Đầy trời thần ma hư ảnh, đều rất giống có linh trí, càng là cho đại thủ nhường đường. Diệt, diệt thế sao? Thế nhân nhạy cảm rung động, vẻn vẹn nhìn xem đều rung động. Đặc biệt là bọn tiểu bối, bây giờ đã ép không được tâm linh run rẩy. Trong tiên vực, Triệu Bân lảo đảo đứng dậy. Yên tĩnh mong nhìn Thương Miểu, mong nhìn cái kia che trời tay, một màn này, hắn cảm thấy quen thuộc, tựa như nằm mơ được, cũng giống như trải qua. Lão đại, Long Uyên run lên một cái. Triệu Bân không đáp lời nói, một bước xông vào Vân Tiêu. Hắn không sợ ý, nhuốm máu con mắt, nở rộ vĩnh hằng chi quang. Hắn theo như sâu kiến, ít nhất tại đại thủ phía dưới, nhỏ bé như đất cát, nhưng hắn hạt gạo chi quang, lại vượt qua nhật nguyệt quang huy, tại mờ tối. Hoạch xuất ra một đạo tên là Vĩnh Hằng màu sắc. Oanh! Đại thủ ầm vang băng diệt, là bị hắn sinh sinh đụng nát. Tùy theo nổ nát vụn, còn có đầy trời thần ma, tựa như một mảnh quang vũ. Nhưng, thiên kiếp cũng không kết thúc, mơ hồ không chịu nổi bóng người, vẫn là một đạo tiếp một đạo tới, chứ nói thế nhân, liền Vĩnh Hằng cánh cửa bên trong ma vương, gặp Chi Đô rất cảm thấy tuyệt vọng. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì kiếp? Hỗn thiên ma vương đang tự lẩm bẩm. Càng xem càng tim đập nhanh. Cho dù cùng thời kỳ ma thần, cũng chưa chắc chống được a. Không có người cho hắn đáp án. Đáp lại hắn, là Triệu Bân một tiếng phát ra từ linh hồn gào thét. Chiến! Hắn đã không hình người, kéo lấy nửa tàn phế thân thể, tử chiến hủy diệt kiếp. Hắn lấy chiến diễn dị tượng, ở trong thiên kiếp, diễn hóa lấy vĩnh hằng thiên vực, bổn mạng của hắn dị tượng, cũng cần thiên truy bách luyện, cần tại lần lượt trong hủy diệt, đốt suốt đạo tia sáng. Thiên kiếp đích xác nể mặt, thật cho hắn dị tượng hủy một lần lại một lần. Bao quát bản thân hắn, cũng là tại trong hủy diệt, lần lượt bị đánh thành thịt nát nát vụn cốt. Thế nhân đã không đành lòng lại nhìn, liền mang theo quyển sổ nhỏ sử quan, đều đếm không hết Triệu Bân, đến tột cùng bị phá hủy bao nhiêu lần thể phách, chỉ biết vĩnh hằng thể, như một cái đánh không chết tiểu cường, thể phách mỗi sụp đổ một lần, trên người tia sáng, liền tùy theo lóa mắt một phần. Ngươi, không diệt được ta. Triệu Bân vẫn là điên cuồng như vậy, đã giết đến quên chính mình họ gì. Nhìn hắn bản mệnh dị tượng, thật sự giấy lên đạo chi quang, lại càng đốt càng vượng. Thiên kiếp có thể hủy hắn dị tượng, lại hủy không được hắn đạo. Hoặc có lẽ là, hắn tại lấy thân hóa đạo, chiến bên trong đạo. Thiên kiếp tựa như yếu đi. Chẳng biết lúc nào, mới ngửi yếu ớt lão đạo nói nhỏ. Tầm mắt cao lão bối, cũng đều đã có phát giác. Nhìn cái thiên kiếp này tiên vực, đang dần dần chút bỏ hủy diệt áo khoác. Nhìn trong tiên vực đầy trời thần ma, cũng đang dần dần trở nên càng mơ hồ. Trái lại độ kiếp giả, đó là càng chiến càng hăng mãnh liệt. Hắn đã không phải một người, đã hóa thành một con rồng. Đây không phải là chân chính long, là đạo một loại bề ngoài. Rồng cuộn xoáy cửu thiên, gây Thương Miểu phong vân biến sắc, cũng gây thiên kiếp tiên vực ầm ầm lắc lư, trong tiên vực sơn sơn thủy thủy. Đã có sụp đổ hiện ra, sấm sét cũng hư nhược không thiếu. Phá! Triệu Bân xé rách càn khôn, từ tiên vực vọt người mà ra. Cũng là tích tắc này, mênh mông tiên vực ầm vang sụp đổ. Thiên kiếp lồng giam, cuối cùng là không thể đắng vây khốn độ kiếp giả. Ngược lại độ kiếp giả hào quang, chiếu diệt thiên kiếp hắc ám. Trở thành, cuồng anh kiệt cười nói. Bên cạnh thân Lăng Tuyệt, cũng thở dài một hơi. Quỷ dị như vậy kiếp. Hắn chỉ định là không độ được. Còn tốt, Triệu Bân tuyệt địa niết bàn, cưỡng ép giết mở một con đường.
Ngưu bức a. À. Thế nhân chặt lưỡi âm thanh, vang dội đầy mỗi đỉnh núi. Hôm nay mở rộng tầm mắt, Triệu Bân có thể giết ra tới. Một kiếp sau đó, còn có một kiếp, thần minh đảo chủ chậm chậm nói. Cũng đúng, thiên kiếp kết thúc, nhưng tụ tập cừu gia cũng không tán đi. Phốc! Triệu Bân một bước lay động, máu tươi cuồng phún. Hắn lung lay sắp đổ, muốn từ thiên rơi xuống. Ngày xưa cùng thần minh pháp tắc thần ác chiến, cũng không thương như vậy thảm trọng qua, liền hắn chính mình cũng không biết, là như thế nào giết tới, bởi vì hắn điên cùng cuồng, chỉ còn dư một cái chiến chữ. Diệt! Băng lãnh cô quạnh lời nói, tùy theo vang vọng chư thiên. Đó là cửu u luyện ngục cường giả, tế bán thần binh. Huyết kiếm như quang, nhanh như thiểm điện, nghịch thiên chém đi lên. Bọn chuột nhắt! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, một cước đạp cái tấm tấm dòng dã. Bán thần binh lại như thế nào, đây là thần minh di tích cổ, thần minh đều bị áp chế, càng không nói đến binh khí, đều bị đè lên tiên nhân cấp bậc, bằng tiên nhân cấp binh khí, chảm hắn còn kém xa. Bao! Bán thần huyết kiếm ông rung động, bị dẫm rơi xuống hư không. Có lẽ là Triệu công tử một cước này quá hung mãnh, chính là tế kiếm cái vị kia, bị chấn ngũ tạng đều nát, hắn cho là bán thần binh rất nghiêu bức. Nhưng nhẹ nhõm chảm vĩnh hằng thể, nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Liên hợp ra tay, chu diệt hắn. Hét to âm thanh thành một mảnh, vô số pháp khí vọt lên tận trời. Mà Triệu Bân, cũng nâng cao Long Uyên, vận chuyển thiên lôi quyết. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Hắn cái này một lời, có lôi đình trợ uy. Ước vạn sấm sét lại lộ ra, lôi đình kiếm đầy hư không. Bao, bịch, một phương nghịch thiên mà lên, một phương từ thiên xuống. Lôi đình kiếm bị đụng liên miên băng diệt, mà như ngôi sao phong phú pháp khí, cũng bị lôi đình kiếm chém bay đầy trời, cọ sát ra một túm túm ánh lửa, pháp khí mảnh vụn lăng thiên huy sái. Hắn thiên lôi quyết, có vẻ như mạnh không thiếu, dấu thiên lão đạo nhéo nhéo dâu ria. Là thiên uy gia trì, thần minh đảo chủ nhìn rõ ràng, mặc dù không biết Triệu Bân thiên lôi quyết, vì cái gì tiềm ẩn thiên uy, nhưng hắn cực kỳ chắc chắn, mỗi độ một lần thiên kiếp, thái sơ thiên lôi quyết liền nhiều một vòng thiên uy. Cho ta giết. Hung tàn hét to, trong nháy mắt vang vọng thần minh di tích cổ. Không còn thiên kiếp, các cừu gia đã từ bốn phương tám hướng đánh tới. Triệu Bân không nói nhảm, mặc vào kim luân bảo hộ thiên giáp, không mặc không được a. Một hồi thiên kiếp, hắn chiến chỉ còn dư nửa cái mạng, như vậy bị quần ẩu, cũng không phải thay quần áo khác sao. Như hắn, quen thuộc cánh tay Trần Cuồng Anh Kiệt, cũng choàng khôi giáp thật dày. Liền hai bọn họ đều như vậy. Càng chớ nói Lăng Tuyệt, hắn tuy không bảo hộ thiên áo giáp, lại có một kiện tiên bào, chiếm được một chỗ di tích, bảo hộ nhục thân cũng bảo hộ nguyên thần, lực phòng ngự không giống như áo giáp yếu. Bá thể, mở. Vĩnh hằng kim thân, mở. Cùng với hai đạo oanh minh, hỗn loạn thiên địa, nhiều hai cái đại gia hỏa. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt một trái một phải, một cái vung vẩy đại đao, một cái tay cầm thiên kiếm, tại trong đống người hồ bổ chém lung tung. Lăng Tuyệt so sánh hàm xúc, cầm trong tay một cây cung lớn, đứng ở trên bá thể kim thân, lần lượt dương cung cài tên, lại là vừa dựng một cái chắc. Oanh, phanh, kinh thiên kiếp hô hố sau thiên địa, lại một lần nhấc lên chiến loạn. Cửu gia như nước thủy triều như biển, mỗi dữ tợn như ác quỷ, một bộ không đem cái này ba quật ngã, không coi là xong tư thế. Có lẽ là quá nhiều người, huyết sắc thiên địa, lại bị gây sấm sét vang dội. Từ đi xa nhìn, chính là một cái cỡ lớn hội đồng hiện trường, nhuốm máu ánh lửa, một đóa tiếp nối một đóa nở rộ, va chạm vầng sáng, cũng là một đạo tiếp một đạo hướng tứ phương hoành phô. Đám khán giả không đi, lại leo lên từng tòa đỉnh núi. So sánh vừa mới thiên kiếp, hội đồng tên vở kịch, cũng là rất đặc sắc. Tên kia tiên lực vô hạn sao? Quá nhiều người chặt lưỡi, khó che giấu là chấn kinh. Về phần bọn hắn trong miệng tên kia, tất nhiên là chỉ Triệu Bân. Độ một hồi hủy diệt thiên kiếp, lại vẫn như vậy kháng đánh, không chỉ kháng đánh, còn mẹ nó tặc có thể đánh, cường đại vĩnh hằng kim thân, cùng một đường quét ngang không khác, ngày xưa tại ngoại giới tên chấn một phương cường giả, sững sờ bị đánh bay đầy trời. Thứ 716. Thứ 717. Sử quan nhóm đều bề bộn nhiều việc, trong tay mỗi người có một cái quyển sổ nhỏ, có ghi chép Triệu Bân, có ghi chép Cuồng Anh Kiệt, cũng có ghi chép Lăng Tuyệt, mỗi có một người bị đả diệt. Trên sách vở nhỏ đều sẽ có một bút. Bất quá luận chiến tích, còn phải là họ Triệu cái vị kia. Khi trước cái kia một hồi lôi kiếp, hắn liền mang hộ đi mấy trăm tiên vương, trong đó có không ít,
cũng là đỉnh phong cảnh. Tóm lại, vẫn là thiên kiếp dễ dùng. Nếu là vĩnh hằng thể kiếp, càng dễ sử dụng hơn. Không ít người đều chụp khi đó hình ảnh, nhìn lại một mắt, đó cũng không phải là từng cái táng thân, đó là liên miên hôi phi yên diệt a. Cho nên nói, sau này kéo bè kéo lũ đánh nhau phía trước, tốt nhất trước tiên nghẹn cái đại chiêu. Không có kinh nghiệm không sao, Đại La Thánh Tử cho bọn hắn làm một cái gương tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, chiếm được thân kháng đánh mới được, không phải ai, đều có tư bản cầm thiên kiếp bẫy người. Nỏ hết đà. Cái này một lời, xuất từ hắc bạch song sát. Hai người cũng là quần chúng, hơn nữa khoảng cách tương đối gần, nhìn rất nhiều rõ ràng, bị hôm khác cướp Triệu Bân, bây giờ là cứng rắn chống đỡ lấy một hơi, hơn nữa, là đang thiêu đốt tuổi thọ đổi tiên lực. Theo Triệu Bân mà nói, hôm nay là cái cơ hội tốt, có thể giết nhiều một cái, tuyệt không thiếu giết một đôi, đến nỗi tuổi thọ, hắn liều chết lên, lúc trước tan vĩnh sinh chi lực, cũng không phải bầy nhìn, đợi hắn năm, hắn tìm hiểu vĩnh sinh chi đạo, thọ nguyên có thể bù lại. Chân áp, cùng với quát to một tiếng, một chiếc chuông vàng từ thiên xuống. Kim chung lớn như núi cao, có thể đem kim thân cùng bá thể nhất thịnh cháo vào trong đó. Nhìn ra tay giả, chính là Thái Thượng Tông cường giả, mà lại là bốn người liên hợp thôi động chuông lớn, cái đồ chơi này không là bình thường pháp khí, là một tôn hàng thật giá thật bán thần binh, khắc đầy cổ lão bí văn, à không đúng, phải nói là Phật văn, đây là một tôn Phật môn pháp khí. Lan, cuồng anh kiệt phung đao, đánh cho Kim Trung ong ong thẳng run. Nhưng, Kim Trung trầm trọng, hắn cứ thế không có thể ngăn nổi. Không có ngăn trở dễ nói, Triệu công tử một kiếm đã bổ tới. Ong ong thẳng run Kim Trung, bị một kiếm đánh cho bay tứ tung lên 9 tầng mây. Ngô, bốn cái Thái Thượng Tông cường giả tất cả kêu rên, bị chấn không nhẹ. Chưa kịp bọn họ đứng ổn, Lăng Tuyệt giết tiễn đã đến, lại là bốn mũi tên tề xuất, lần lượt chỉ đích danh, làm gì bốn người nội tình hùng hậu, chịu tuyệt sát nhất kích, lại vẫn nhảy nhót tưng bừng. Giẫm chết ngươi. Triệu Bân thần bổ đao, một cước từ trên trời giáng xuống. Cuồng Anh Kiệt cũng bá khí, ra thiên đại thủ rộng rãi bàng bạc. Bốn người nhục thân băng diệt, thành một vũng máu bùn. Vì thế, hai người cũng trả giá bằng máu. Đầy trời công phạt rơi xuống, kim thân suýt nữa bị đánh nổ, bá thể cũng là nửa bên nổ tung. Liền cái này, còn có liên miên pháp khí đè xuống, liên hợp chi uy, nghiền không gian vỡ nát. Đi, bọn ta túng. Hai cái này cũng là có ý tứ, nghiêng đầu mà chạy. Quá nhiều người, nếu không chạy thật bị vây chết. Đi đâu? Ô ương ương bóng người, ở phía sau đuổi sát không buông. Nhìn phía trước, cũng là biển người, ngăn ở mở miệng phương hướng người, cũng đã vồ giết tới, bên trên giao phó, vô luận trả giá cỡ nào đại giới, cũng muốn đem ba người này, giết hết tại di tích cổ. Thiên lôi trận. Triệu Bân hừ lạnh, một kiếm đâm vào đại địa. Ngừng lại, lôi quang lưỡi kiếm phá đất mà lên, nhất định phạm vi, không khác biệt công phạt. Đúng lúc gặp cừu gia giết đến, bị đánh vũng máu một mảnh. Cuồng Anh Kiệt cũng không nhàn rỗi, xung kích tại phía trước, lại chống lên một đạo như tự thiên cương lồng ánh sáng, liền dứt khoát không đánh, một đường mạnh mẽ đâm tới, cứ thế tại trong làn sóng người, đụng vỡ một con đường máu, quỷ hiểu được bao nhiêu người bị dẫm thành bùn máu, cũng không biết bao nhiêu bị đâm đến bạo diệt. Vĩnh Hằng Tiên Vực, mở. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, lại mạnh mở dị tượng. Cuồng Anh Kiệt mở đụng, hắn đồng dạng tại mở đụng, chống đỡ dị tượng đại giới. Lại mang theo cuốn lôi đình cùng biển lửa, đem phủ kín huyết cốt lộ, đụng sâu hơn càng xa, chỗ đến, tất cả huyết lâm một mảnh. Ta liền đánh phụ trợ. Lăng Tuyệt cẩn trọng, đứng ở Triệu Bân đầu vai, xem ai nhảy nhót hăng hái, liền hướng ai bắn tên, chính xác là rất tốt, lực sát thương hơi kém ý tứ, dám ở cái này kéo bè kéo lũ đánh nhau, cái nào không phải đại lão, còn có bản mệnh khí bảo hộ, nghĩ một tiếng tuyệt sát, quả thực gian khổ. Oanh, phanh, đại chiến thảm liệt. Tạo ra được chấn thiên oanh minh. Từ khoảng không quan sát, biển người trong biển người, là một con đường máu ngang dọc. Cái này đều ngăn không được. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Nhiều cường giả như vậy, lại ngăn không được ba tiểu bối. Nếu không thì, ngươi đi thử xem, không ít người mở mắng. Vẫn là lão bối nhóm bình tĩnh, hơn nữa mạch suy nghĩ rõ ràng. Cái này mẹ nó là tại di tích cổ, đều mẹ nó tiên nhân cảnh. Nào dễ dàng như vậy ngăn đón, thật muốn cùng chết, Triệu Bân ba người chắc chắn phải chết, nhưng nếu ba người không muốn mạng mở đột, đó chính là một cái khác chuyện xưa.
hỗ trợ không? Yếu ớt lão đạo liếc nhìn Dấu Thiên lão đạo. Cái này còn cần giúp? Dấu Thiên lão đạo sủi đạp tay, nhìn cái kia họ Triệu cùng họ Cuồng Cuồng, biết bao hung mãnh, một cái chống đỡ bá thể, một cái chống đỡ kim thân, tại trong đống người đi loạn, không có hơn mấy trăm ngàn năm nội tình, thật đúng là không có mấy cái có thể gánh vác. Xem kịch an toàn, Hòa Khí chân nhân ý vị thâm trường nói. Lời này, rất được chú ý, trang diện quá hỗn loạn, chứ hướng phía trước góp thì tốt hơn, cái kia ba tiểu bối đã giết mắt đỏ, nếu là địch ta chẳng phân biệt được, tùy tiện xông lên, chết như thế nào cũng không biết. Đi đâu? Cản bọn họ lại. Cho ta giết. Toàn bộ thần minh di tích cổ, cũng là bực này kêu gào âm thanh. Nhưng, kêu vang dội không có gì dùng, cũng trách Triệu Bân bọn hắn quá dũng mãnh phi thường, không muốn mạng mở đột, mạnh mẽ đâm tới. Đầu kia phủ kín máu và xương lộ, chính là bị như vậy phá tan. Chống đỡ, sắp tới. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, mắt có thể bằng chi địa, đã có thể trông thấy mở miệng. Đáp lại hắn, là một mảnh huyết quang. Cuồng Anh kiệt bá thể vỡ vụn, lại còn liên lụy thể phách, nửa cái nhục thân đều nổ thành bùn máu. Lăng Tuyệt cũng không tốt gì, không biết chịu cái nào nhân tài một tiếng, suýt nữa bị tuyệt sát. Lại nói Triệu công tử, một dạng thê thảm. Vĩnh Hằng kim thân mặc dù còn tại, cũng đã gần như phá thành mảnh nhỏ, hắn cứng rắn chống đỡ một hơi, đã đem hắn bức chí cường nỏ chi cuối cùng, tung lại thiêu đốt thọ nguyên, cũng không che được thể phách vết thương, thiên kiếp sau nửa cái mạng, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Các ngươi, đi không được. Hét to âm thanh lại nổi lên, phía trước chợt thấy một cái biển máu mãnh liệt lăn lộn. Đó là một loại thôn tính tiêu diệt đại trận, sớm đã bố trí xuống, ở đây dĩ giật đãi lao. Có lẽ là sông quá mạnh, Triệu Bân ba người đâm thẳng đầu vào. Trong khoảnh khắc, ba người khí huyết bị nuốt diệt hầu như không còn, đáng sợ hóa diệt chi lực, đánh thẳng nguyên thần. Mẹ nó, thật mạnh a! Cuồng Anh kiệt ho ra đầy máu. Cố thủ thần đài, Lăng Tuyệt sách tỉnh đạo, chỉ vì trận này có mê hoặc tâm thần con người ma âm đang vang vọng. Lôi tới. Triệu Bân thì nâng cao Long Uyên, lại dẫn động lôi đình. Nhất thời. Mấy trăm đầu lôi đình kỳ lân từ thiên lao nhanh xuống, một đầu tiếp một con đụng vào huyết hải, cứng rắn phá vỡ thôn tính tiêu diệt đại trận, kèm thêm chấp trưởng trận cước những cường giả kia, cũng bị đụng đầy trời hoành lật, không đợi rơi xuống, thân thể liền nổ thành xương máu. Mở đường, Triệu Bân vừa quát âm vang. Vẫn là lôi đình kỳ lân, hàng trăm tại vọt tới trước phong. Đó là một bức rung động hình ảnh, ít nhất đang quan chiến giả xem ra, lôi đình thánh thú xung kích, phá lệ bá khí ầm ầm. Như nước thủy triều bóng người như biển, cứ thế bị đụng người ngã ngựa đổ. Vẫn là Thái Sơ Thiên Lôi quyết dễ dùng, Dấu Thiên lão nói một tiếng thổn thức. Vậy cũng phải xem ai Thái Sơ Thiên Lôi quyết, yếu ớt lão đạo sủy đạp tay. Lời này không giả, Triệu Bân lôi là tiềm ẩn thiên uy, cũng không phải bình thường lôi đình có thể so sánh, nếu đối phương không có khắc chế thiên lôi quyết bí pháp, tới bao nhiêu người cũng là bia sống. Oanh, phanh, huyết sắc thiên địa, là lôi minh thêm sấm sét. Có thiên uy trợ thế, lôi đình kỳ lân dũng không thể đỡ. Bọn chúng dũng mãnh, đã chú định kẻ ngán đường thê thảm, đúng như yếu ớt lão đạo nói tới, nếu không khắc chế thiên lôi quyết, liền rất khó ngăn trở lôi đình, đặc biệt tại đống người, một khi mở đụng một khi khai phách, tất cả đều là bia sống, đầu kia huyết lộ chính là huyết lâm ví dụ. Muốn giết đi ra, Hòa Khí chân nhân cười nói. Không cần hắn nói, thế nhân cũng đều thấy được. Bởi vì lôi đình kỳ lân xung kích, thông hướng ra miệng lộ, bị cường thế phá tan. Triệu Bân ba người vùng đất bằng phẳng, dùng hết cuối cùng một phần lực, vượt qua cuối cùng một đoạn đường. Chờ cừu gia đuổi tới lúc, ba người đang đỡ cửa lớn thổ huyết. Bọn hắn bây giờ chỗ đứng, đã tính toán thần minh đảo cương vực. Nhập thần minh đảo tốt, bất luận kẻ nào không được động võ, bằng không nhất định chế tài. Đường đường thiên bảng đệ tử, chỉ có thể trốn, các cừu gia ngăn ở trước cửa, mỗi diện mục dữ tợn. Mắng thì mắng, cũng không một người đi ra lại như thế nào, không ai dám động thủ. Nhiều người như vậy vây công ba tiểu bối, còn có mặt mũi nói chúng ta. Cuồng Anh kiệt chỗ thủng liền mắng, có lẽ là dùng sức quá mạnh, thậm chí một hơi thở gấp thuật, lại đặt cái kia khom lưng thổ huyết. Hắn cái này một lời không quan trọng, mắng một đám người mặt mo đỏ lên. Bọn hắn không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Nhưng bây giờ kết cục này, chân thực khó mà tiếp thu. Hôm nay trạng thái không tốt, ngày khác tái chiến. Triệu Bân khoát tay áo, che lấy eo đi, hắn phải tìm chỗ ngồi chữa thương, thương quá thảm, lại trì hoãn sẽ tổn hại căn cơ. Đi, Lăng Tuyệt cũng chuyển thân,
Cuồng Anh Kiệt mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là đi theo. Chỉ còn dư nửa cái mạng, đi đường đều tốn sức, còn có người nào khí lực chửi nhau, nếu còn tại trạng thái đỉnh phong, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng rút lui, không mắng hắn cái cẩu huyết lâm đầu còn chưa xong. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, sau lưng rất nhiều thổ huyết âm thanh. Tất nhiên là Cửu gia đang hộc máu, cũng không biết là thương vẫn là giận, trong lòng phá lệ đổ đắc hoảng, nhiều người như vậy vây công, không thiếu đỉnh phong tiên vương, không những không thể cầm xuống ba cái kia tiểu bối, còn bị giết tổn thất nặng nề, quả thực mất mặt. Một hồi loạn lạc, cuối cùng là cùng với Triệu Bân ba người càng lúc càng xa, mà hạ xuống màn tre. Vở kịch hơ khô thẻ tre, chưa thỏa mãn quần chúng, nối đuôi nhau bước ra cửa lớn, đi ra rất xa, vẫn không quên quay đầu nhìn, nhìn Triệu Bân những cái này Cửu gia, quá mẹ nó lúng túng, làm ra lớn như vậy chiến trận, hơn nữa thương vong thảm liệt, đến. Vẫn là bị người chạy. Nói tóm lại, trận này vở kịch vẫn là rất đặc sắc. Ít nhất, bọn hắn chứng kiến một hồi không giống nhau thiên kiếp, cùng một hồi mỹ diệu tuyệt luân đại chiến, kết cục có lẽ vào một số người mà nói, bất tận nhân ý, thế nhưng ba cái tiểu bối tên, lại chú định ghi vào sử sách. Đặc biệt là cái kia họ Triệu, một trận chiến này, đủ đồ 800 tiên vương. Hắn chiến tích, sử quan đều nhớ tinh tường, cái kia nhất bút nhất họa, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều chiếu dọi lấy một câu nói, vĩnh hằng thể quật khởi. Màn đêm lặng yên buông xuống, toàn bộ thần minh đảo, đều phủ một tầng sáng chói tinh huy. Nhưng, nơi này an lành cũng không yên tĩnh. Đi xem phố lớn ngõ nhỏ, phàm nhân ảnh điểm tập kết, như trà bày tử quán, đều vang dội đầy tiếng ồn ào, luôn có như vậy một cái nói nhiều, đặt cái kia phun lớn đặc biệt phun. Mà nghe khách, phần lớn là hôm nay chưa đi đến di tích cổ những cái kia, cũng không phải là không muốn vào, là lệnh bài đã không thời hạn, không thể nhìn cái kia vở kịch. Không thấy không sao, có không ít người đã dùng ký ức tinh thạch vỗ xuống. Không phải sao, đang khắp phố chào hàng đâu. Chính là có người mua, hơn nữa mua còn không ít, là cái gọi là nhập hàng, quay đầu đã xuất thần minh đảo, lấy thêm đến đừng đi ra, thuận tiện dẫy cái chênh lệch giá. Các thương nhân cũng là như vậy phát tài. Cho nên, bọn hắn tặc ưa thích tham gia náo nhiệt, liền ưa thích Triệu Bân loại kia, đến chỗ nào chỗ đó náo nhiệt nhân tài. Nói đến Triệu công tử, sớm đã tại vườn nhỏ dưới cây già ngồi xếp bằng. Còn có Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt, cũng tại kiệt lực tái tạo thể phách. Viên cửa đóng kín, không có người quấy rầy bọn hắn. Không có người quấy rầy, không có nghĩa là viên ngoại không có người. Cho dù là ban đêm, nơi đây cũng náo nhiệt như phiên chợ, luôn có như vậy mấy cá nhân, tại viên ngoại tản bộ, phần lớn là Triệu Bân Cửu gia, số lượng còn không ít. Đây chỉ là trên mặt nổi, âm thầm còn cất giấu rất nhiều. Nếu ba người ngày nào đi ra, lại đi thần minh di tích cổ mà nói, bọn hắn không ngại lại đến một hồi vây giết. Đương nhiên, nếu ba người xuất thần minh đảo, đó là không còn gì tốt hơn, thần minh đảo không được động võ, thần minh di tích có tu vi áp chế, nhưng ra phiến thiên địa này, nhưng là không còn cái này cố kỵ cùng trói buộc. Tất sát các ngươi, âm trầm lời ác độc ngữ, giống như ma chú lạc ấn, điêu khắc ở trong bóng tối, chuyện này không xong, không chết không thôi. Đủ dùng ba ngày, Triệu Bân mới khử diệt thể nội thiên kiếp sát ý. Đồng dạng bị sét đánh kiếm thánh, cũng giống như vậy thê thảm, bởi vì là tàn hồn trạng thái, khử diệt sát ý rất tốn sức, còn tốt, có Triệu Bân nguyên thần chi lực tẩy luyện, mới không hư hại căn cơ. Chờ khôi phục, hắn liền có thể tái tạo nguyên thần. Cái này đều thuộc về công tại Triệu Bân thiên kiếp, bằng không thì, có trời mới biết muốn tới ngày tháng năm nào. Ngày thứ tư, Triệu Bân tái tạo đột phá. Hắn tại trong xa vào nền vững chắc căn cơ, cũng tại trong xa vào bên trong nhìn thể phách, đi qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn lại thoát thai hoán cốt, vô luận tâm cảnh vẫn là đạo, đều phải lấy hoàn mỹ thăng hoa. Cũng là một đêm này, thể phách ngụy biến vĩnh hằng đạo thể, chân chính khôi phục bình thường. Hắn đứng ở tinh không, yên tĩnh nhìn ra xa hồng hoang đại lục phương hướng, hắn mấy ngày nay quỷ dị biến hóa, như có như vậy một cái đầu nguồn, hắn có thể mơ hồ cảm giác, ngay tại hồng hoang đại lục. Hắn sửa lại hành trình, đi đến hồng hoang đại lục hành trình. Hắn nhu cầu cấp bách một đáp án, đến tột cùng là ai tại ràng buộc hắn. Ngày thứ năm, Triệu Bân mới chậm rãi mở con mắt. Thương thế hắn còn chưa khôi phục, sở dĩ như vậy vội vã tỉnh lại, là bởi vì có chuyện quan trọng. Cái gì vậy lạc, phái hóa thân trở về phàm giới. Hắn đã là chân chính thái hư cảnh, hắn đã có thể rõ ràng trông thấy lối đi, đúng như ngày xưa mưa hoa tiên nói tới. Thông đạo ở khắp mọi nơi,
chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể hạ phàm. Hắn muốn về nhà, nghĩ bản tôn trở về cố hương. Càng nghĩ, vẫn là phái hóa thân, bởi vì hắn tại tiên giới, còn rất nhiều chuyện muốn làm. Siêu. Theo hắn tâm niệm khẽ động, một tia khói xanh từ trong cơ thể nổ bay ra, hóa thành hình người, cùng hắn giống nhau như đúc, đây cũng là hóa thân, có bản tôn chiến lực, cũng có bản tôn ký ức, bao quát cảm ngộ những thứ này, cũng đều từng cái có. Hạ phàm. Triệu Bân một tiếng khẽ nói. Dứt lời, hóa thân trong nháy mắt tiêu thất. Hắn kết nối hóa thân ánh mắt, thấy là kỳ quái. Chờ con mắt thành thanh minh, hóa thân đã rơi vào một mảnh mặt đất bao la. Là phàm gian. Hóa thân hai mắt mông lung, Triệu Bân cũng lệ nóng doanh tròng. Hơn 300 năm, cuối cùng là trở về cố hương, hắn có thể thông qua hóa thân, trông thấy tốt đẹp sơn hà, cũng có thể thông qua hóa thân, tìm được tâm linh an ủi. Thanh phong Phật tới, hóa thân lại vèo một tiếng tiêu thất. Đợi hắn lại hiện thân nữa, đã là một cái chim không thèm ị núi góc, có thể gặp một người khoác lên áo tơi mang theo áo choàng, ngồi ở bờ sông câu cá, chính là phàm giới chế tài giả. Nến khoảng không. Xin ra mắt tiền bối. Hóa thân vội vàng hoảng hành lễ. Hơn 300 năm không thấy, Triệu Bân là rất cảm thấy thân thiết. Tiểu tử ngươi được a, nhanh như vậy liền đến thái hư cảnh, nến khoảng không thổn thức. Được không thiếu cơ duyên. Hóa thân cười nói. Cũng đúng, ngươi không phải tại đụng tạo hóa, chính là tại đi đụng tạo hóa trên đường. Nến khoảng không nói, nhẹ phẩy ống tay áo, một câu nói không mặn không nhạt, về nhà đi. Thần minh chính là thần minh, thật sự cho hóa thân đưa về lão gia. Hóa thân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân nữa đã là quên cổ thành Triệu gia. Trong lương đình, một bóng người xinh đẹp đang cầm lấy kim khâu thêu thùa, đó là Phù Dung, Triệu Bân mẫu thân, có lẽ là tuổi quá lâu, chiếu đến nguyệt quang, nàng thái dương so trước kia nhiều một tia tơ bạc. Nương! Hóa thân kêu gọi, là Triệu Bân nghẹn ngào. Phù Dung nghe tiếng, vô ý thức đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn qua ngoài đình. Nghe tiếng chạy tới Liễu Như Tâm, nhưng là trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ. Ban đêm đình nghỉ mát, hình ảnh là ấm áp. Trăm năm nhớ thương, nàng cuối cùng là chờ được hài tử, nàng cuối cùng là chờ được trưởng phu, dù cho đây không phải là thật Triệu Bân, nhưng bọn hắn biết, Triệu Bân bây giờ đang nhìn các nàng. Đêm này, hóa thân đại bản tôn cúng tế Triệu Uyên. Đêm này, hóa thân đại bản tôn nhìn ngủ say Lạc Hà. Đêm này, hắn tại cố hương, hình như có lời nói mãi không hết ngữ. Phía sau mấy ngày, thế gian phá lệ náo nhiệt. Chuẩn xác hơn nói, là quên cổ thành phá lệ náo nhiệt. Không biết bao nhiêu người chạy đến cái này thăm người thân, Ma Quân, Ma Hậu, Hồng Uyên, Linh Lung, Hoàng Phi, Long Chiến, Sở Vô Xương, Ma Tử, Nhan Như Ngọc, Sở Lam. Rất nhiều. Người kia đi 100 năm, cuối cùng là trở về. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng bản tôn nhất định tại nhìn. Thật lớn tiệc rượu, bầy đầy quên cổ thành, mà thân là nhân vật chính hóa thân, thì làm đám tiểu đồng bạn, nói một cái rất dài cố sự, phần lớn là bản tôn tại tiên giới sự tình. Hắn nói sinh động như thật. Thân hữu nhóm thì nghe nghiêm túc. Hắn không phải Triệu Bân, nhưng trên người hắn lại chiếu đến bản tôn màu sắc, đó là tuế nguyệt phong trần, quỷ hiểu được Triệu Bân tại tiên giới, gặp bao nhiêu gặp trắc trở, con đường kia nên rất khó đi. Sao chả khóc đâu? Thần minh đảo vườn nhỏ, cuồng anh kiệt ngồi xổm ở trước mặt Triệu Bân, xem đi xem lại. Cũng không biết hàng này nhớ lại gì chuyện thương tâm, cái kia lệ rơi đầy mặt cái nào. Lăng Tuyệt khi tỉnh lại, cũng là đồng dạng thần thái. Triệu Bân giống như tâm thần xa vào, thật lâu không nói lời gì. Hai người tự giác mất mặt, nhào nhào đi ra, xách ra một đống lớn túi chữ vật, tất cả đều là chiến lợi phẩm, tại di tích cổ đánh nhau càn quét hai không lầm. Nhân tài cũng là như vậy phát tài. Như hai người bọn họ, Triệu công tử cũng đoạt không thiếu. Bất quá, hắn lúc này cũng không có tâm tình để ý tới những thứ này. Hiếm thấy hóa thân hạ phàm, hắn như ăn độc dược, tham lam không muốn rời đi mắt. Chẳng biết lúc nào, hắn mới trà sát trên mặt nước mắt, không cần quá lâu, thành tiên lộ nhanh mở, đến lúc đó tiên phàm che chắn đem không còn sót lại chút gì, hạ phàm thượng giới cũng sẽ không như vậy phiền toái. Khóc gì đây, con dâu ném đi. Cuồng anh kiệt một bên mấy trận chiến lợi phẩm, một bên hỏi. Không có gì, Triệu Bân nở nụ cười, lại mang ra chiến lợi phẩm. Đánh nhau càn quét hai không lầm đi, thuộc hắn cướp bảo bối nhiều nhất. Nếu không thì thế nào nói là tiên vương,
đều hiếm thấy thổ hào, nhìn cái này từng đống tiên thạch, pháp khí, đan dược, bí quyển. Đều có giá trị không nhỏ, hắn cái này kẻ nghèo hèn, có vẻ như lại làm giàu. Chờ sửa lại chiến lợi phẩm, hắn mới xách ra hộp ma nhỏ. Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt đều thấy một mắt, cái đồ chơi này bất phàm. Bọn hắn nhớ rõ, Triệu Bân là dùng thiên kiếp lôi điện phá hắn lạc ấn. Oanh! Triệu Bân đã tế hỗn thiên hỏa, bao khỏa hộp ma. Ma hạp lạc ấn đã phá, bây giờ đã là vật vô chủ. Chờ đem luyện hóa, chờ khắc vào chính mình lạc ấn, sẽ dùng lấy rất tiện tay. Mà quá trình này, hắn đủ dùng 3 năm ngày, cứ thế tại trên hộp ma, khắc trên trăm đạo ấn ký, để tránh ra gì ngoài ý muốn, hắn còn khắc cấm chế, tiết kiệm bị người lợi dụng sơ hở. Thật tiện nghi ngươi, hỗn thiên ma vương đang thầm mắng. Cũng không sao, đợi hắn giải phong, lại đoạt lấy chính là. Không chỉ muốn cướp, hắn còn phải đem hàng này hung hăng đánh một trận. Vương ơi mở ra, Triệu Bân một tiếng gào to. Theo hắn dứt lời, phong bế hộp ma tức thì mở ra. Bởi vì là hắn đang thao túng, vật này cũng không tùy tiện đi đến nuốt người. Cũng đúng, hắn đã là hộp ma chủ nhân. Đến nỗi vừng ơi mở ra, là hắn chuyên môn vì hộp ma thiết lập khẩu quyết. Kiếm thánh tàn hồn nghe xong, hồn thể một tiếng run rẩy, nên bị chọc cười. Ma vương nghe xong, thì mặt mo đen lấy, thần em gái ngươi vừng ơi mở ra. Đi vào nhìn một chút. Triệu Bân nói, xoay người nhảy vào hộp ma. Ma giới vẫn như cũ đen kịt tối tăm, có ma khí tung bay. Bên trong thời gian và không gian cấm chế, hắn tự nhận không đổi được, còn có trong ma giới càn khôn, hắn tự cũng sẽ không loạn động, miễn cho năng lực mất đi hiệu lực, có thể đi vào tu luyện liền đầy đủ. Hắn đi ra lúc, Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt đã lại gần. Hai người một trái một phải, đã dò xét hộp ma một hồi lâu. Đây nên là ma đạo truyền thừa vật, tự có kỳ dị chi lực. Đây là cái gì? Cuồng Anh Kiệt hỏi. Đi vào xem liền biết. Triệu Bân có phần tự giác, một cước cho hàng này đạp đi vào. Còn có Lăng Tuyệt, cũng cùng nhau bị ném vào hỗn thiên ma giới. Chờ một ngày, hẳn là không chết được, Triệu Bân tiện tay nhốt hộp ma. Cũng là nhân tài, dễ dàng chết như vậy kia. Bất quá, hắn phen này thao tác, nhưng khổ hai cái bạn gai tốt. Dù sao, bọn hắn không có tầm mắt kiếm thánh, lại càng không biết ma giới càn khôn. Dưới tình huống gì cũng không biết, hai người liền đối mặt một chính mình khác. Đại chiến vẫn là rất khốc liệt, siêu thoát tự thân rất khó. Chờ Triệu Bân lại mở hộp ma lúc, hai người đã máu me khắp người. Ngoại giới một ngày, ma giới ít nhất 10 năm. Có đau hay không trước tạm bất luận, chịu người cái nào. Đủ một hồi lâu, cũng không thấy hai người ngôn ngữ, một cái ngồi ở dưới cây, cúi đầu ngẩn người, một cái thì đứng ở mái hiên. Ý vị thâm trường ngắm sao, còn tại trạng thái mộng bức. Cảm giác vừa vặn rất tốt, Triệu Bân cười nhìn hai người. Rất đen, Lăng Tuyệt hít sâu một hơi. Rất mát mẻ, Cuồng Anh Kiệt ngữ trọng tâm trường nói. Bây giờ, tung bọn hắn đầu óc lại không tốt làm cho, cũng có thể nhìn ra đầu mối. Rất rõ ràng, trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bọn hắn tại ma giới chiến 10 năm, nhưng ngoại giới, có vẻ như mới qua một ngày, chỉ một điểm này, cái kia tối om thế giới. Liền có thể xưng tu luyện thánh địa, thêm nữa cùng một chính mình khác đối chiến, càng là trong thánh địa thánh địa. Cái đồ chơi này, bán không, Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc nói. Bán con dâu cũng không thể bán nó. Triệu Bân ôm hộp ma hà ra từng hơi, dùng ống tay áo trà sát lại xoa. Khó trách ngươi vài ngày trước biến hóa cái kia to bằng. Lăng Tuyệt nở nụ cười. Thế nào chuyện tốt toàn bộ nhường ngươi đuổi kịp, Cuồng Anh Kiệt một mặt khó chịu. Chớ cùng ta lại nhảy. Còn nghĩ đi vào tu luyện không? Ca, ngươi là anh ta. Ân, trẻ con là dễ dạy. Triệu Bân lại mở hộp ma, hai bạn gai tốt đều bị ném vào. Có vết xe đổ, hai người đều có một loại nào đó giác ngộ, tại trong chiến thuế biến. Hai người vào hỗn thiên ma giới tu luyện, Triệu Bân từ cũng không nhàn rỗi, phủ một kiện áo bào đen, trộm đạo ra vườn nhỏ, tung che giấu cho dù tốt, cũng không chịu nổi âm thầm người chú ý hắn quá nhiều, thậm chí ra vườn nhỏ trong nháy mắt. Liền có mấy chục đạo ấn ký, khắc vào trên người hắn. Hắn quyền đương không có nhìn thấy, nên làm gì làm gì. Một ngày này, hắn như dắt chó, ở trên đảo vòng tới vòng lui. Chuyển chuyển, đã không thấy tăm hơi hắn bóng dáng, thậm chí theo dõi hắn người, đều sắc mặt khó coi, người mất dấu rồi, liền khắc xuống truy tung ấn ký, cũng đã biến mất, đối phương đã phát giác. Cơ trí như ta. Bên này,
Triệu Bân đã vào di tích cổ. Lúc trước, một mực độ kiếp cùng đại chiến, chưa kịp ngộ đạo. Như thế người tu luyện thánh địa, hắn phải tĩnh tâm lĩnh hội một phen. Nhìn hắn lệnh bài thời hạn, đã có 300 nhật chi nhiều, cũng là giành được, thời hạn có thể giao dịch, cái này nên di tích cổ một cái thiếu sót, lúc nào không rảnh hạn, tìm người ăn cướp liền tốt. Lại đến di tích cổ, hắn điệu thấp không thiếu, không hiển sơn không lộ thủy. Bởi vì một hồi cùng thiên kiếp của hắn đại chiến, di tích cổ nhiều chỗ đều thành phế tích. Dù vậy, cũng không trở ngại đại đạo thiên âm vang vọng. Hắn nhìn thấy thần minh đảo chủ, đang dẫn người xem xét càn khôn. Trừ này, hắn còn nhìn thấy không thiếu người quen. Phần lớn là cừu gia, tụ ba tụ năm chạy tới chạy lui, tựa như tại tìm gì đây. Tất nhiên là đang tìm hắn, lúc trước ăn lớn như vậy thiệt thòi, có thể làm tốt mới là lạ. Hắn không để ý tới, thẳng đến chỗ sâu. Tìm chỗ hẻo lánh, yên tâm tu luyện. Mộc lấy nguyệt quang, Triệu Bân rơi vào một đỉnh núi nhỏ. Ở đây đủ yên lặng, lại chỗ sâu trong dãy núi, người ở thưa thớt, ở đây ngộ đạo, không thể thích hợp hơn. Hắn hóa không thiếu phân thân, ẩn núp tại âm thầm, là canh gác. Hắn cũng khắc không thiếu cấm chế, là dự cảnh, miễn cho tâm thần xa vào lúc, có gây rối người chạy tới quấy rối. Làm xong những thứ này, hắn mới ngồi xếp bằng, tính tâm lắng nghe đại đạo thiên âm, thuận tiện, lấy đạo âm tẩy luyện tâm cảnh. Trong mông lung, hắn tựa như trông thấy chín đạo bóng người mơ hồ, ngồi tại đỉnh núi uống trà, lại cười cười nói nói. Những cái kia, hẳn là tại vạn cổ phía trước đàm kinh luận đạo chúng thần, có đạo ẩn lưu lại, trải qua tuế nguyệt biến thiên, mới có cái này thần minh di tích cổ. Triệu Bân vô tận thị lực, cũng không thấy rõ chúng thần tôn vinh, là hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, cũng hoặc tuế nguyệt quá lâu, lạc ấn còn sót lại hình ảnh, đã cùng với thời gian trôi qua mà mơ hồ không chịu nổi. Hắn tâm thần xa vào, chìm đắm đạo âm bên trong. So sánh hắn bình tĩnh, hỗn thiên ma giới bên trong hình ảnh, liền phá lệ máu tanh. Vô luận Lăng Tuyệt vẫn là Cuồng Anh Kiệt, đều chiến cực kỳ thảm liệt, muốn siêu thoát tự thân, nào có dễ dàng như vậy, nhưng, hai người đều dị thường phấn khởi, đọa thân tu luyện thánh địa, cho dù không cách nào siêu thoát tự thân, cũng có thể ma luyện đấu chiến tâm cảnh, này cũng coi là cơ duyên tạo hóa. Cho ta tìm. Hắn nhất định ở chỗ này. Dưới ánh trăng thần minh di tích cổ, cũng không phải là cũng là lắng nghe đạo âm giả, còn có không ít người gấp gáp phát hỏa, tựa như Triệu Bân cừu gia, không biết tới bao nhiêu, đều được áo bào đen, như đêm u linh, đi xuyên tại giữa rừng núi, đang tìm Triệu Bân, cũng tại tìm Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt. Người sáng suốt đều biết, chuyện này không xong. Ăn lớn như vậy thiệt thòi, đối phương có thể làm tốt mới là lạ. Kết quả là, bình tĩnh bất quá 3 năm ngày di tích cổ, lại là sóng ngầm mãnh liệt. Thậm chí là, tới đây ngộ đạo người, cũng không dám ở lâu, chỉ sợ bị cá trong chậu họa, nhiều cường giả như vậy, nếu muốn giết người cướp của, ai mẹ nó đỡ được. Triệu Bân thật tại di tích cổ, ban đêm, quá nhiều người xì xào bàn tán. Tình trạng như vậy, hắn hẳn sẽ không ngốc lấy chạy vào. Có người trầm ngâm nói, cũng không hẳn dễ nói, không thiếu lão bối vuốt râu ria, tiểu tử kia nghe con mới đẻ không sợ cọp, không có hắn không dám làm, khó tránh khỏi. Đang nấp tại một chỗ lắng nghe đạo âm đâu. Trong tiếng nghị luận, không ít người rút đi, vô luận Triệu Bân có hay không tại, thần minh di tích cổ đều đã thành nơi thị phi, đối phương tìm được Triệu Bân còn tốt, nếu tìm không được, khó tránh khỏi sẽ tìm người khác phung hỏa, thiệt hại như vậy thảm trọng, tìm người khác phớt chút chất béo, cũng đúng là bình thường. Di tích cổ mênh mông, lại nhiều núi cỏ rừng mộc, tìm người cũng không có dễ dàng như vậy. Gấp gáp phát hỏa người, sắc mặt đều phá lệ khó coi. Triệu Bân cho dù tại di tích cổ, có vẻ như cũng là mò kim đáy biển. Ngọn núi nhỏ, Triệu Bân theo như lão tăng thiền ngồi. Không khó nhìn thấy, hắn cau mày, nên ngộ đạo thường có hoang mang. Nhìn hắn quanh thân, không gian lại vặn vẹo, khi thì còn có không gian lực lượng rong chơi. Rất rõ ràng, hắn lại tại lĩnh hội không gian chi đạo, nên lắng nghe đạo âm lúc, có chỗ đốn ngộ. Có lẽ là hắn tâm không ngoại vật, nghiễm nhiên bất giác trong bóng tối. Có một đạo bóng đen trộm đạo tới gần, con mắt hiện ra u quang, chào đón Triệu Bân, hai mắt lại híp lại thành tuyến. Thì ra giấu ở cái này, thật lâu, mới gặp người áo đen yếu ớt nở nụ cười. Hắn chưa hiện ra thân, lại rón rén lui ra ngoài, nhiều lắm tìm chút nhân thủ, phải đem các đội hữu đều kéo tới, có vết xe đổ, hoặc là không đánh, hoặc là liền giết hắn cái hôi phi yên diệt. Nhưng, không đợi hắn toàn thân trở ra, liền nghe ung dung lời nói. Tiền bối,
thật hăng hái a. Không tệ, Triệu công tử tỉnh, sớm tại người áo đen hạ xuống một chớp mắt kia, hắn liền khôi phục thanh tỉnh, đối phương cũng thực sự là kính nghiệp, hắn giấu sâu như vậy, lại vẫn có thể tìm được, bởi vậy có thể thấy được, tới di tích cổ Cửu gia có không ít, chiến trận nhất định càng lớn lúc trước. Ngươi, gặp Triệu Bân đứng dậy, người áo đen chợt biến sắc. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền độn, đây là tại di tích cổ, có tu vi áp chế, tung hắn đỉnh phong tiên vương, một dạng bị đè đến tiên nhân cảnh, cùng cấp bậc đối chiến, lại đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải Triệu Bân đối thủ, như thế, tất nhiên là có bao nhanh chạy bao nhanh. Tới đều tới rồi, còn muốn đi. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, một cái thuấn thân giết tới cách đó không xa. Cùng một trong nháy mắt, Long Uyên vượt qua mà ra, kinh khủng kiếm uy, mang theo cuốn hủy diệt kiếm ý, người áo đen tránh không kịp, bị nhất kiếm chảm lật. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Bân liền đã gần kề thân. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Bân trong mắt có màu trắng ngọn lửa nở rộ, cưỡng ép đem hắn kéo vào huyễn cảnh, dù là chỉ có thể vây khốn đối phương một cái chớp mắt, cũng đầy đủ hắn tuyệt sát. Phốc, cùng với huyết quang chợt hiện, một khỏa huyết lâm đầu người lăn vào hắc ám. Người áo đen quỳ, không chỉ bị chặt đầu, liền bản mệnh nguyên thần, cũng cùng nhau bị phong cấm, Triệu Bân không có chút nào thương hại, cưỡng ép phá vỡ hắn tử phủ, có thể gặp kim lắc lư một mảnh. Đều là bảo bối, cũng là hắc bào nhân chân tàng. Tú Nhi nói, Bạch Kiểm, không cần thì phí, Triệu Bân có phần tự giác, đại thủ như vậy vung lên, trong đó tài vật, đều bị càn quét tinh quang. Đến nỗi hắc bào nhân nguyên thần, thì bị hắn một chưởng đánh nát, băng tán nguyên thần chi lực, đều bị thôn phệ, thành hắn chân thân chất dinh dưỡng. Một tôn khổ cực tiên vương, tại phiền muộn trung thượng đường, hắn cho là hắn rất mạnh, hắn cho là có thể chạy thoát, kết quả là, liền nửa chiêu đều không ra, liền bị quật ngã. Niềm vui ngoài ý muốn, Triệu Bân tế sổ bảo vật, đem một khỏa sáng lên linh châu sách ra, càng là một khỏa thiên linh châu, hắn tìm cái đồ chơi này, đã tìm rất nhiều ngày, làm gì, đến nay cũng không gọp đủ 7 viên, bất quá, có dù sao cũng so không có mạnh, vạn nhất gọp đủ nữa nha. Hàng này khí vận, bật hách sao? Thân là khách xem ma vương, không khỏi thổn thức. Thiên linh châu thế nhưng là đồ tốt, đề cập tới thiên linh bí tàng. Đó là một tôn so hỗn thiên ma thần càng xa xưa thần minh, lưu lại bảo tàng, mà thiên linh châu, chính là hắn chìa khóa. Chậm rãi tìm, cũng là bản vương. Thổn thức sau đó, ma vương lại lộ ra ngữ trọng tâm trường cười. Đợi hắn phá phong, không chỉ muốn lấy lại hộp ma, thiên linh châu cũng cùng nhau cuốn đi, hắn cùng với đạo quân ước định, là không sợ Triệu Bân tính mệnh, nhưng cũng không nói không cướp hàng này bảo bối. Bên này, Triệu Bân đã ẩn vào hắc ám. Tối nay ánh trăng không tệ, ngoại trừ người áo đen này, còn có người thứ hai tìm được phiến thiên địa này, người mặc một bộ áo bào lớn màu tím, thân pháp quỷ quyệt vô cùng, nếu đoán không sai, là La Sát cung cường giả, lúc trước bị vây giết lúc, cũng có hàng này phần. Đang khi nói chuyện, La Sát cường giả đã dừng ở bầu trời, đang híp lại hai mắt, cực điểm nhìn lén phía dưới, nơi này có mùi máu tanh, mà lại là hoạt bát, còn có nhiệt độ còn sót lại, cũng chính là nói, nơi đây chết qua người. Lại không siêu một khắc đồng hồ. Nghĩ như vậy, hắn lấy một chiếc gương, chiếu xạ phiến thiên địa này. Triệu công tử tiềm ẩn lòng đất, ổn ép một cái, toàn thân trên dưới cũng che kín không kẽ hở, thậm chí là, lấy bí bảo nhìn lén càn khôn La Sát cường giả, cứ thế không có soi sáng ra tung tích của hắn. Không có. La Sát cường giả nhíu mày, một bước từ thiên xuống. Hắn lần theo mùi máu tanh, hắn tìm được người áo đen nơi táng thân. Nơi đó có một vũng máu, lưu lại vết máu, bây giờ còn bốc hơi nóng. Mặt trời lặn người của thần giáo, La Sát cường giả nhíu mày, đã bằng huyết khí tức, nhận ra người chết lai lịch, trước đây không lâu, hai người bọn họ còn gặp qua, lại chết ở mảnh rừng núi này. Như vậy vấn đề, là ai diệt người này? Triệu Bân. Nghĩ đến Triệu Bân, hắn chợt cảm thấy sau lưng có một hồi gió mát thổi. Ai? La Sát cường giả thông suốt xoay người. Đâm đầu vào. Thì thấy một cây vàng óng ánh roi sắt, đang hướng hắn ót đập tới. Đoàng! Bị gõ muộn côn âm thanh, hoàn toàn như trước đây êm tai. Xét thấy hàng này nội tình hùng hậu, Triệu Bân một roi này, dùng hết sức lực đạo, đánh đối phương xương đầu nổ tung, cũng đánh hắn nguyên thần gần như vỡ nát, đánh hồn tiên đi. Chuyên đánh nguyên thần. A! À, La Sát cường giả kêu thảm, bị đánh thất khiếu chảy máu, thân thể vết thương không có gì, khó chịu là nguyên thần. Bị một roi đánh cho hồ đồ, bản thanh tỉnh thần trí, trong nháy mắt thành một đống bột nhão.
hắn vừa đi không lâu, người cùng hắn làm bạn a. Triệu Bân thản nhiên nói. Cái này, là La Sát Cường giả nghe được câu nói sau cùng. Cái này, cũng là hắn đối với thế gian cuối cùng một vòng ký ức. Phốc, Tùy Long Uyên kiếm rơi, lại một tôn tiên vương thân hủy thần diệt. Triệu Bân không dừng lại thêm, thu người này bảo vật, quay người không thấy. Hắn vừa đi không bao lâu, thì thấy ba năm đạo bóng người từ trời rơi xuống, đều là cửu U Hoàng Tuyền cường giả, gặp Sơn Lâm huyết khí tràn ngập, liền biết có người bị diệt, lại cũng là tiên vương. Nhất định là Triệu Bân. Suy đoán của bọn hắn, là không có chút nào chất vấn chắc chắn. Một người trong đó, bóp nát một khối linh thạch, có tiên quang trùng tiêu. Xong, thì thấy tiền lớn nhân theo cái này mà đến, bốn phương tám hướng đều có, mỗi đằng đằng sát khí. Đáng tiếc, bọn hắn đến chậm một bước, Triệu Bân sớm đã độn không thấy tung tích. Triệu Bân, như vậy ưa thích làm rùa đen rút đầu. Phẫn nộ gào thét âm thanh rất nhanh vang vọng, làm ra lớn như vậy chiến trận, lại là vồ hụt, không chỉ phát hỏa, trong lòng còn đặc biệt đổ đắc hoàng. Không nghe thấy. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, thay chỗ khác lắng nghe đạo âm. Di tích cổ đầy đủ bao la, muốn đem hắn bắt được, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong đi lại, hắn cũng không quên lĩnh hội không gian. Hắn ngộ tính nghịch thiên, cùng với đạo âm vang vọng, lại phải mấy phần chân lý. Kiếm thánh mặc dù tại xa vào, nhưng ma vương thấy rõ, tên kia đi tới, xuyên qua không gian, hoặc có lẽ là vượt qua không gian, cùng Long Uyên kiếm vượt qua, có chút giống nhau. Thì ra là thế. Triệu Bân cười, bước chân càng chạy càng nhẹ. Không gian vượt qua, đây là tốt bí pháp, vô luận truy người hay là mở đột, đều phá lệ thực dụng, nếu kế hoạch đủ chính xác, không khác tiên nhãn thuấn thân tuyệt sát, hơn nữa không hao tổn đồng lực. Hắn vượt qua hơi có vẻ vụng về, bởi vì ngộ còn chưa đủ sâu. Đã ngộ không ở giữa, sao có thể không thấy máu, mỗi một lần vượt qua, thể phách đều biết thêm ra mấy đạo huyết sắc khe rãnh, đó là gặp không gian chia cắt, nếu là ngộ ra, thì sẽ không có bực này tai hại. Thời gian lâu dài, vết thương càng ngày càng ít. Mà không gian vượt qua, thì càng ngày càng thành thạo. Quen tay hay việc đi, từ xưa không đổi đạo lý. Đa tạ tiền bối quà tặng. Triệu Bân nói lời cảm tạ, là đối với di tích cổ chúng thần. Đại đạo thiên âm có ý cảnh, hắn chính là tại lắng nghe đạo âm lúc, khai ngộ không gian vượt qua. Thần minh đi, tùy tiện sách ra một cái, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối không gian rất có tạo nghệ, bọn hắn đạo âm ý cảnh còn sót lại, ở phía sau thế mà nói, đều là bất thế báu vật, thật vừa đúng lúc, để cho đụng vào hắn một cái, tiến hành lĩnh hội sau, mới thành hôm nay trận này tạo hóa. Cho nên nói, tại di tích cổ tu hành, cũng là làm ít công to. Cả ngày cùng với đạo âm, tung không đốn ngộ, cũng có thể tẩy luyện tâm cảnh. Triệu Bân, lăn ra đến. Di tích cổ bên trong phẫn nộ gào thét, mấy ngày chưa từng ngừng. Nghe lời nói này, hữu tâm ngộ đạo người, đều không dám vào đi. Chính vào danh tiếng bên trên, hay không tham gia náo nhiệt thì tốt hơn. Triệu Bân cũng là gan lớn, lại vẫn dám vào đi tản bộ. Di tích cổ trước cửa, tụ không ít người. So phường thì còn náo nhiệt, không tiến vào lắng nghe đạo âm, lại đặt cái này tụ tập nói chuyện phiếm. Thậm chí, không ít người còn ở lại chỗ này bày lên hàng vỉa hè. Cái này so với đường cái nhiều người, chỗ nhiều người liền có sinh ý làm. Thế nhân cùng có một loại ăn ý, Triệu Bân không đi, liền không vào trong ngộ đạo. Đạo lý không khó hiểu, chỉ cần Triệu Bân còn tại, cừu gia của hắn liền không tiêu tan, cả ngày ở bên trong làm ầm ĩ, ai mẹ nó chịu được. Ai lại dám vào đi ngộ đạo, vẫn là bên ngoài an toàn. Nghe nói, bọn hắn mời Diễn Thiên một mạch người, có người nhỏ giọng đạo. Coi là thật như thế, tìm được vĩnh hằng thể không khó. Không thiếu lão bối do dự. Diễn Thiên một mạch đi, mỗi đều thông hiểu thôi diễn. Làm không tốt, thật có thể khóa chặt Triệu Bân vị trí. Sợ là không dễ tìm. Cái này, là Thắng Thiên Càn trả lời. Hắn cũng tinh thông xem bói. Đạo hạnh không đang Diễn Thiên lão dưới đường, liền hắn đều không tính được tới, Diễn Thiên một mạch cũng quá sức, chỉ vì Triệu Bân tu đạo ra thiên cơ thuật, có thiên cơ làm che lấp. Sự thật chính như hắn sở liệu. Diễn Thiên một mạch cường giả, thật sự không tính ra Triệu Bân. Bọn hắn cũng không hiểu, Đại La Tiên Tông Thánh Tử, như thế nào thông hiểu đạo ra thiên cơ thuật. Chẳng lẽ, Tiên Tông cùng đạo ra kết minh? Không có người cho bọn hắn đáp án, tính toán cũng trắng tính toán. Cho ta tìm. Thôi diễn mặc dù vô hiệu, nhưng cửu gia cũng không triệt binh.
quan sát di tích cổ thiên địa, không biết bao nhiêu người đặt cái kia tán loạn. Thật nhiều người cái nào? Triệu Bân ẩn núp sơn lâm, cầm kính viễn vọng xem đi xem lại. Cái này 2-3 ngày, hắn là bắn một phát chuyển sang nơi khác, vốn định yên tâm ngộ đạo, nhưng đối phương không cho cơ hội a. Vô luận giấu đến cái nào, đều có người đề cập tới vùng thế giới kia, chính là nhiều người. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Gặp Nguyệt Hắc Phong cao lúc, luôn có người bị hắn đưa về lão gia. Vì thế, hắn còn toàn không thiếu tài phú. Ta lại túng. Màn đêm buông xuống lúc, Triệu Bân bước lên đường về. Cái này một số người đều quá chuyên nghiệp, vẫn là bên ngoài mát mẻ. Hắn được Hắc Bào Nhân, như một cái quỷ mị, tiềm hành ở trong hắc ám, tìm hắn cường giả tuy nhiều, cũng không một người phát giác, chỉ một tiếng kia âm thanh phẫn nộ gào thét, là càng gào càng vang dội. Phía trước, Triệu Bân đã có thể trông thấy mở miệng. Đã mở miệng, tự có canh giữ ở nơi đó, trên mặt nổi có không ít, âm thầm cũng ẩn giấu rất nhiều, là cái gọi là ôm cây đợi thỏ. Bàn về chiến trận, đích xác so ngày hôm trước càng thêm thật lớn. Ai, dừng bước. Triệu Bân vừa đặt chân vùng thế giới kia, thì thấy hơn 10 đạo bóng người nhảy ra. Tựa như, cái này đã thành một tòa quan ải, đi ra người cũng phải bị kiểm tra. Triệu công tử cũng là có ý tứ, khiêng một cái bao tải liền đi qua. Chợt nhìn, hắn giống như một cái vừa trộm cắp sau đó kẻ trộm. Trên thực tế, trong bao bố trang cũng không phải gì bảo bối. Đơn giản chính là một chút phù chú, như bạo phù A, sát sinh phù A, đồ tiên chú A, một sấp đập một sấp, dòng dã tê dần túi. Cởi áo bào đen. Người cầm đầu, chính là Thái Thượng Tông cường giả. Vây lại cường giả, cũng đều thanh nhất sắc cửu gia. Triệu công tử không thể nào nghe lời, tiện tay ném ra bao tải, bên trong phù chú tùy theo vẩy ra, như tự một mảnh tiền giấy, tung tóe thiên địa, hơn nữa đều hiện ra hủy diệt tia sáng. Là phù chú, né tránh, hét to âm thanh nhất thời. Nương theo mà đến, chính là phô thiên cái địa oanh minh. Tê dần túi phù chú mở nổ, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng. Đụng lên tới cường giả, đều bị tạc cái bay đầy trời. Còn có ẩn núp chỗ tối người, cũng giống vậy không may mắn thoát khỏi. Hẹn gặp lại. Triệu Bân tốc như kinh hồng, như một vệt kim quang bay qua. Đợi hắn ra cửa lớn, cũng không gặp chúng cường giả rơi xuống đất. Này liền đi ra. Tại cửa ra vào tụ tập thế nhân, đều nhíu mày nhìn Triệu công tử. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu một đường lén lút, đích xác không ra thế nào dễ tìm. Muốn ngăn cản thời kỳ toàn thịnh Triệu Bân, đến người triều biển người đi lên chồng. Thật là náo nhiệt a. Triệu Bân cũng nhíu mày, cửa ra vào như phiên chợ a. Không cần đi xem, liền biết phố dài bên kia lãnh lãnh thanh thanh, đều chạy cái này làm ăn tới. Hắn không dừng lại, chạy thẳng tới vườn nhỏ, phải đem Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt thả ra hộp ma. Không lâu, di tích cổ bên trong người đuổi tới. Cũng như đi vào hôm đó, cửu gia diện mục cũng là dữ tợn, dị thường nén giận, lớn như vậy chiến trận, liên hợp tìm lâu như vậy, vẫn là bị Vĩnh Hằng Thể chạy ra khỏi di tích cổ. Thật lúng túng a. Tại cái này làm ăn quần chúng, đều hít sâu một hơi. Nhìn cái này một đám người, cái nào không phải danh chấn một phương cường giả. Sững sờ bắt không được một tiểu bối, chiến trận một lần so một lần lớn, nhưng mặt mũi này cái nào? Cũng là một lần so một lần rất hung ác. Tiểu Hữu dừng bước, đi tới trong núi tiểu đạo, có người gọi lại Triệu Bân. Là cái lão già tóc bạc, sinh mặt mũi hiền lành. Tiền bối có việc, Triệu Bân hỏi. Không có gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút tiểu Hữu lệnh bài thời hạn. Có thể bán, lão già tóc bạc ôn hòa nở nụ cười, hôm đó hắn thấy rất rõ ràng. Tiểu tử này quét sạch không thiếu. Lệnh bài thời hạn, rất đắt, Triệu Bân cười nói. Giá cả dễ thương lượng, lão già tóc bạc mở rộng ống tay áo. Hắn trong tay áo có càn khôn, chính là một vùng không gian, như tự tinh không, ngôi sao đầy trời tô điểm, mỗi một viên tinh thần, cũng là một kiện sáng lên bảo vật, linh kính, lư đồng, bảo đỉnh, tiên kiếm. Cái gì cần có đều có, trừ này, còn có đan dược và bí quyển, lại đều phẩm giai không tầm thường. Gặp chi, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ. Gặp chi, Long Uyên, Tiên Lôi cùng Hỗn Thiên Hỏa, cũng phá lệ hoạt động mạnh, lão đầu nhi này trong tay áo, có không ít bọn chúng hiếm vật, như pháp khí, như hỏa diễm, cũng như lôi điện. Tiểu Hữu, nhưng có coi trọng, lão già tóc bạc cười nói. Ta muốn hết, nếu không thì thế nào nói là vĩnh hằng thể, chính là đại phách lực. Lão già tóc bạc trao lên lông mày, muốn hết. Ta có thời hạn,
Triệu Bân xách ra lệnh bài. Gặp bên trên con số, lão già tóc bạc không khỏi thổn thức. Nói thực ra, lệnh bài có nhiều như vậy thời hạn người, cũng không như thế nào dễ tìm. Vẫn là Đại La Thánh Tử Ngưu Bức, đánh nhau cũng có thể làm ra một đống tài phú tới, lệnh bài thời hạn thế nhưng là đồ tốt, vô luận đi đến đâu, cũng là đồng tiền mạnh, so tiên thạch dễ dùng nhiều. Ta lưu 3 ngày, còn lại toàn bộ về ngươi. Triệu Bân cười nói. Sảng khoái, lão già tóc bạc nở nụ cười, trơn tru cầm lệnh bài. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Triệu Bân cầm bảo vật, quay người vọt không còn hình bóng. Đến nỗi lệnh bài thời hạn, hắn một chút cũng không đau lòng. Như lúc trước nói tới, không có thời hạn, liền đi ăn cướp thôi. Di tích cổ không thiếu người, lại càng không thiếu cửu nhân, chắc là có thể tìm gặp một cái thổ hào. Như hắn, lão già tóc bạc cũng không đau lòng. Hắn xa xôi ngàn dặm tới thần minh đảo, chính là vì thời hạn. Không có cách nào, ai bảo nhà hắn hậu bối nhiều đây. Muốn nhập di tích cổ tu luyện, cũng không gặp thời hạn đi. Đó là tu luyện thánh địa, là cơ duyên và tạo hóa, cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Bên này, Triệu Bân đã đến vườn nhỏ. Hắn phong bế viên môn, trước tiên thả ra 2 bạn gai tốt. Lăng Tuyệt đi ra, Cuồng Anh Kiệt cũng đi ra, đồ đầu phát rối tung, Hình Tiêu mảnh rẻ, như bệnh nguy kịch giả, ma giới gần 100 năm, 100 năm đánh trận, cũng là 100 năm dày vò. Cảm giác vừa vặn rất tốt. Triệu Bân cười nhìn Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt. Vẫn được, 2 cá mè 1 lứa nói, liền lệch qua dưới cây già. Như hôm đó Triệu Bân, 2 người mệt mỏi mệt không chịu nổi, trong nháy mắt rơi vào mộng đẹp. Triệu Bân phật tay tế một mảnh tiên trì, đem 2 người đưa vào trong đó. Phía sau, còn có không ít linh dược đầu nhập. Chiến gần 100 năm, hắn 2 cái này bạn gai tốt, đã thương không gặp người hình. Nhìn lén bọn hắn tử phủ, cái gọi là tài nguyên tu luyện. Cũng đã hao tổn sạch sẽ. Cái này, cùng ngày xưa hắn không có sai biệt. Nhưng, đây không phải ách nạn, là thiên truy bách luyện, là nghịch thiên tạo hóa. Nhìn 2 người hàm ý liền biết, định đã vượt ra tự thân, lại tâm cảnh có thuế biến. Từ 2 người cái này thu con mắt, hắn lại nhìn phía viên ngoại. Các cừu gia lại tụ tập, trong bóng tối, đều rất nhiều mịt mờ chi khí. Hắn không để ý tới, khoanh chân ở dưới cây già. Một bên ngộ đạo một bên nhìn phàm trần. Tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Hắn thông qua hóa thân, một lần lại một lần kêu gọi. Kêu gọi ai đây, tất nhiên là hô phàm giới gọi chế tài giả. Hắn có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi một chút tôn kia thần minh, thí dụ như nhà hắn Tú Nhi ở nơi nào, thí dụ như thành tiên lộ lúc nào mở ra, lại thí dụ như, mảnh đất này kết quả còn có bao nhiêu hóa thân. Đáng tiếc, hắn kêu gọi không một chút hồi âm. Hay là, tôn kia thần minh không muốn phản ứng đến hắn. Cũng đúng, hắn chỉ là một cái thái hư cảnh, hạ phàm chỉ là hắn một cái hóa thân, nào có mặt mũi lớn như vậy, nếu tới là một tôn thần, cái kia hàng hơn phân nửa hấp tấp liền đến. Tiểu hữu, mãi đến viên ngoại một tiếng kêu gọi, hắn mới từ thế gian thu con mắt. Đợi hắn nhìn ra ngoài lúc, đang gặp một lão đầu nhi đẩy cửa đi vào. Chính là Hòa Khí chân nhân, tựa như là tới ngắm cảnh du lịch, từ bước qua viên môn. Liền trái nhìn nhìn phải, gặp bên trong tiên chỉ Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt, còn không từ vuốt râu một cái. Đều nhiều như vậy ngày. 2 cái này còn không có khôi phục lại. Hòa Khí chân nhân cất tay, một tiếng nói thầm. Nói xong, hắn vẫn không quên nhìn một chút Triệu công tử. Tu vạn pháp trường sinh quyết người, chính là không giống nhau. Lúc trước di tích cổ một trận chiến, 3 người đều thương dị thường thảm liệt, bây giờ, Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt còn nửa chết nửa sống. Vị này lại cái gì vậy không có, không những không có chuyện gì, còn lại chạy tới di tích cổ toàn bộ một vòng, nhìn viên ngoại đám người kia, hơn nửa đêm còn đặt bức tường kia đây. Triệu Bân liền tự giác, trơn tru giấu hộp ma nhỏ. Hắn một cử động kia, từ khó thoát Hòa Khí chân nhân ánh mắt. Nguyên nhân chính là nhìn thấy, hắn mới phá lệ mặt đen. Hộp ma tuyệt đối là một bảo bối, bị Triệu Bân lừa gạt đi. Tiền bối, uống trà, Triệu Bân chào hỏi một tiếng. Đã bày xuống đổ uống trà. Lão hủ đêm khuya đến thăm, có việc muốn nhờ. Hòa Khí chân nhân có mô hình có ngồi xuống. Không phải là đến cho ta lấy máu à. Nếu tiểu hữu thuận tiện, giá tiền dễ thương lượng. Ta không cần tiền, chỉ cần một vật. Triệu Bân cười nói. Cứ nói đừng ngại, Hòa Khí chân nhân một mặt cười ha hả. Ta muốn trần châu, Triệu Bân liền nói ngay. Đây chính là vật hiếm có.
Hòa khí chân nhân hít sâu một hơi. Khó khăn. Đồng ý lão phu 3 ngày. Dễ nói. Triệu Bân không keo kiệt, tinh luyện 3 giọt vĩnh hằng huyết, toàn bộ làm như tiền đặt cọc. Đến nỗi vì sao muốn trần châu, hắn tự có công dụng, thí dụ như tìm vĩnh hằng đạo thể thử xem. Còn có, thành tiên lộ sau khi mở ra, hắn những cái kia thân hữu cũng muốn lần lượt tra một chút. Hòa khí chân nhân đến nhanh, đi cũng sắp. Trần Châu tuy là hy hữu, nhưng hắn có thể làm đến. Hắn sau khi đi, Triệu Bân lại rơi vào xa vào. Như hắn như vậy kính nghiệp, còn có Long Uyên, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, chủ nhân làm không thiếu bảo bối, 3 hàng đang ăn như gió cuốn, Long Uyên chuyên tâm ăn binh khí, tiên lôi chuyên tâm tan lôi điện, hỗn thiên hỏa quanh thân, thì từng đóa ngọn lửa lơ lửng, bị nó nuốt một đạo lại một đạo. Đêm này, Hồng Hoang đại lục có khách đến thăm. Mộc lấy nguyệt quang, có một đạo bóng hình xinh đẹp từ tinh không bước vào Đông Hoang, Triệu Bân gặp chi, nhất định nhận ra, cũng nhất định sững sờ, đây là một cái người quen, không chỉ quen, còn bái đường thành qua thân. Dĩ nhiên không phải Liễu Như Tâm, là cùng hắn tại thế gian kết minh. Cưới Diệu Ngữ. Nàng từ minh giới tới, đạp qua núi thây, lội qua huyết hải, tới tiên giới tìm nàng tướng công. Ngươi, quả thực có tư tưởng. Tiên giới chế tài giả trách mắt, liếc qua minh giới. Minh thần không ngôn ngữ, đưa tiên giới chế tài giả một hình ảnh. Diệu Ngữ ngày xưa tại minh giới độ kiếp hình ảnh, thật vừa đúng lúc, kiếp chung có 2 thần minh pháp tắc thân, thứ nhất là phàm giới chế tài giả, thứ hai đi. Chính là tiên giới chế tài giả, ân, bị nện không ngóc đầu lên được. Tiên giới chế tài giả xem thường, cũng đưa minh thần một bức tranh. Triệu Bân 2 kiếp cùng độ lúc, minh thần pháp tắc thân cũng đi ra, một dạng bị bạo trùy. Người mẹ nó ác tâm ta. Ta mẹ nó cũng ác tâm ngươi, cục diện chính là như thế cái cục diện. Bên này, Diệu Ngữ đã đạp lên thần minh đảo lộ. Nàng tướng công là cái danh nhân, quang huy sự tích sớm đã truyền khắp tinh không. Như nàng như vậy, đồng dạng chạy thần minh đảo đi, còn có vĩnh hằng đạo thể. Chỉ có điều, vĩnh hằng đạo thể là từ Nam Hoang vào Hồng Hoang đại lục. Trong tay hắn, còn nắm một bức họa, Triệu Bân bức họa, là hắn trần phong quá lâu sao? Thế gian thật có chuyện trùng hợp như vậy, không chỉ cùng là vĩnh hằng một mạch, lại dáng dấp còn giống. Triệu Bân lại mở con mắt lúc, sắc trời đã lớn hiện ra. Nhìn tiên trì, Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Theo hắn dự đoán, như không người quấy nhiễu, 2 người bọn họ có thể ngủ hơn nửa năm. Yên tâm tĩnh dưỡng. Triệu Bân lưu lại một ngữ, quay người ra vườn nhỏ. Thấy hắn đi ra, dấu tại âm thầm cừu gia đều tới tinh thần. Vẫn là truy tung lạc ấn, trước tiên khắc ở Triệu Bân trên thân. Triệu Bân điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Hắn không vạch trần, lại dẫn đám người này tại thần minh đảo tản bộ. Kết cục không khó đoán trước, đi tới, lại không thấy hắn bóng dáng. Đáng chết! Các cừu gia nghiến răng nghiến lợi, sợ là lại bị đùa nghịch. Còn có truy tung ấn ký, cũng đều bị lau sạch sẽ. Triệu Bân lại hiện thân nữa. Chính là một tòa u tính đỉnh viện nhỏ, đây là thắng thiên càn nơi ở, hỗn thiên hỏa nuốt người một đạo hỏa diễm, hắn phải đến bồi cái không phải, thuận tiện thỉnh giáo thôi diễn thuật. Thắng thiên càn là ở, đang ngồi ở dưới cây khắc mộc điêu. Đối với Triệu Bân đến, hắn không chút nào kỳ quái, sớm đã tính tới. Xin ra mắt tiền bối, Triệu Bân chắp tay cúi người. Không có nhiều như vậy lễ giáo, thắng thiên càn ôn hòa nở nụ cười. Đạo kia hỏa diễm. Nó chọn lộ, thuận theo tự nhiên liền tốt. Vẫn là tiền bối rộng thoáng. Triệu Bân cười ha ha, tiến tới dưới cây già. Không nghĩ, thắng thiên càn khắc mộc điêu càng là hắn. Thiên cơ thuật cái nào học, thắng thiên cười khô lấy hỏi. Tự học, Triệu Bân nở nụ cười, lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Thắng thiên càn không truy vấn ngọn nguồn, chỉ một đao một bữa khắc mộc điêu. Trong lúc đó, hắn còn nhẹ phẩy ống tay áo. Ở trong vườn bố nhóm một mảnh tinh không, trong đó tinh thần, tất cả lấp lóe quang huy, lại được huyền dị màu sắc, nhìn Triệu Bân tâm thần rong chơi. Đây là tiền bối quà tặng, tiềm ẩn xem bói phương pháp áo nghĩa. Thắng thiên càn không rõ lời, có thể ngộ bao nhiêu, đều xem Triệu Bân tạo hóa. Hắn trong lòng tiếc nuối, nếu sớm gặp phải Triệu Bân, hắn không ngại truyền y bát. Làm gì, Triệu Bân đã người mang đại la truyền thừa, lại truyền y bát, sợ là làm hư quy củ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cỡ nào huyền ảo?
Triệu Bân đứng ở dưới cây già, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Là hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, tung thu thiên cơ thuật, cũng nhìn không thấu càn khôn. Tinh không minh mông cùng thâm thúy, giấu đầy áo nghĩa, không nhìn thấy phần cuối, hắn chỉ biết, vô luận là thiên cơ thuật, thắng thiên xem bói, vẫn là diễn thiên suy tính, đều có dị khúc đồng công chi diệu, hoặc có lẽ là trăm sông đổ về một biển, tựa như tu đạo, đi cũng là nghịch thiên lộ. Hắn tâm không ngoại vật, tâm thần cũng theo đó xa vào. Tiền bối quà tặng, lại là cơ duyên tạo hóa của hắn. Đình viện nhỏ yên tĩnh, chỉ nghe được ma sát mộc điêu âm thanh. Thắng thiên càn từng có mấy lần trách mắt, có thể gặp Triệu Bân trên thân huyền dị quang, kẻ này ngộ tính nghịch thiên, lại đạo tâm cứng cỏi như sắt, nhất định có thể tại thôi diễn trên con đường này, đi cao hơn càng xa. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thả xuống đao khắc. Hắn đi, một người đi lặng yên không một tiếng động. Đến nỗi vùng tinh không kia, hắn cũng không lấy đi, đó là một loại không tính y bát truyền thừa, lưu cho hậu bối lĩnh hội, có thể hay không ngộ ra chân lý cùng áo nghĩa, đều xem Triệu Bân ngộ tính cùng tâm cảnh. Có lẽ là Triệu Bân quá chuyên chú, nghiễm nhiên bất giác thắng thiên càn đã đi. Tinh thần của hắn, rơi vào tinh không, tại trong minh mông rong chơi. Không có người quấy rầy hắn tinh tu, thắng thiên càn lúc đi từng dùng bí pháp che lấp. Triệu Bân chạm này, chính là 3 năm ngày. Hắn chợt có khai ngộ, cũng rất nhiều hoang mang. Tiếc nuối là, không có người cho hắn giải hoặc. Dưới ánh trăng thần minh đảo, hoàn toàn như trước đây an lành bình tĩnh, nhưng an lành cùng bình tĩnh lại là sóng ngầm mãnh liệt, luôn có những người kia ngủ không được, trong bóng đêm chợt tới chợt lui. Tất nhiên là Triệu Bân cừu ra, không tìm thấy người rất phát hỏa. Trong lúc đó, bọn hắn còn từng đi qua di tích cổ, vẫn như cũ không gặp người. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải đi Triệu Bân vườn nhỏ, Triệu Bân mặc dù không tại, nhưng Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt, còn yên tĩnh nằm ở bên trong tiên trì, không đánh chết Triệu Bân, đem hai người này giết chết cũng được. Điều kiện tiên quyết là, hai cái này đi di tích cổ hoặc xuất thần minh đảo. Đến ngày thứ 6, mới gặp Triệu Bân mở con mắt, một hồi lâu không thấy chuyển động. Nhìn vùng tinh không kia, đã biến mất không thấy, đều bị hắn khắc ở thần hải bên trong. Hắn không ngộ ra thắng thiên xem bói, lại được không thiếu chân lý. Con đường này dài đằng đẵng, hắn còn cần rất nhiều tuế nguyệt đi tìm hiểu. Hắn không thấy thắng thiên càn, chỉ lấy một tấm gỗ điêu đặt tại dưới cây già. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân cầm mộc điêu, quay người ra đình viện. Về lại vườn nhỏ, Hòa Khí chân nhân đã ở trong vườn chờ. Cho là ngươi đi. Hòa Khí chân nhân ngáp một cái, tùy theo đứng dậy. Nói xong, hắn còn nhẹ phẩy ống tay áo, một khỏa linh châu treo ở giữa không trung, chính là Trần Châu, chỉ có điều, cái khỏa hạt châu này là màu đen, luận giai phẩm, so song sát viên kia còn cao. Không tệ. Triệu Bân đưa tay đón lấy, lăn qua lộn lại dò xét. Nhìn xong, hắn còn lấy Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt một tia hồn. Thử qua, hai người không phải hóa thân. Tuyệt đối chính phẩm, Hòa Khí chân nhân nghiêng qua Triệu Bân một mắt. Ta tin, Triệu Bân cười cười, lại tinh luyện vĩnh hằng huyết. Không đủ lại tìm ngươi, Hòa Khí chân nhân cầm huyết, quay người không còn hình bóng. Nói thực ra, hắn hy vọng Triệu Bân cả một đời đều ở tại thần minh đảo, nếu ngày nào nhớ hàng này, liền tới ở chung, thuận tiện lại cho hắn phóng điểm huyết, luyện đan đi. Kỳ huyết thật tốt làm cho. Trong vườn, Triệu Bân đã tỉnh lại Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt. Hai người không chút tỉnh ngủ, ngồi dậy còn không ngừng ngáp. Mơ hồ sau đó, hai người liền ngồi cái kia thổn thức, hỗn thiên ma giới quá huyền ảo, trăm năm đại chiến, bọn họ đích xác thuế biến không thiếu, cùng mình cái đại chiến, đó chính là thiên truy bách luyện. Ta phải đi, Triệu Bân đưa tới hai bầu rượu. Đi cái nào, hai người tiếp nhận, nhao nhao ra tiên trì. Thái cổ tinh vực, phổ thiên tinh thần, Triệu Bân không giấu giếm. Đi cái kia làm gì? Cái kia, mát mẻ. Chiếu đến tinh huy, Triệu Bân lại chạy ra khỏi vườn nhỏ. Cũng như mọi khi, hắn dẫn các cừu ra tại trong đảo dạo qua một vòng. Xong việc, hắn mới tìm cái núi góc, trộm đạo mở vực môn. Siêu, siêu. Hắn chân trước vừa bước vào, chân sau liền theo vào tới hai người. Chính là Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt, không hổ bạn gai tốt, tìm chính là chuẩn. Các ngươi cũng đi, Triệu Bân cười nói. Tìm sư tôn, hai người tất cả tủng vai. Tại bực này, chẳng phải là tốt hơn. Vậy phải đợi đến khi con năm mã nguyệt a. Hai người nói, đều lưu lại một đạo phân thân, nếu sư tôn ngày nào tới thần minh đảo,
lại rẽ trở về chính là, hiếm có Triệu Bân vực môn cái này đi nhờ xe, không đáp trắng không đáp. Không có cách nào, đều mẹ nó nghèo rất mồng tơi a. Vực môn khép kín, ba người trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Sau đó, chính là một đạo chấn thiên oanh minh. Là vực môn thông đạo bị người chém đứt. Ba người một trước một sau, ngã vào thần minh hải. Ta cho là, các ngươi muốn tại thần minh đảo, trốn cả một đời. Ba người vừa mới leo ra, liền nghe băng lãnh cô quạnh lời nói, nhìn hư không, còn có một tôn kim sắc bảo tháp lơ lửng. Bảo tháp rất khủng bố, chính là hàng thật giá thật bán thần binh. Lại nhìn kẻ nói chuyện, là một cái áo mãng bảo liệt liệt lão nhân. La Sát lão tổ, Cuồng Anh Kiệt gặp chi, sắc mặt vô cùng khó coi. Triệu Bân thần thái, cũng đầy đủ ngưng trọng, đây cũng không phải là tiên vương, là một tôn hàng thật giá thật bán thần, là hắn đánh giá thấp đối phương, cho là bỏ rơi cửu gia, không nghĩ, chân trước mới ra thần minh đảo, chân sau liền bị đuổi một cái chính. Chạy, sao không chạy? Nhe răng cười âm thanh triệt để, bốn phương tám hướng tất cả bóng người. Còn có thần minh đảo, cũng có mảng lớn người hoạch thiên mà đến. Cũng là cửu gia, diện mục đều hung tàn đáng sợ. Thật bị ngăn chặn. Đi theo đi ra ngoài, còn có không ít người quần chúng. Lúc trước vực môn thông đạo bị chặt đánh gãy, động tính cũng không nhỏ, nghĩ không nghe thấy cũng khó khăn. Gặp cục diện này, đám khán giả đều thay Triệu Bân bọn hắn tâm lạnh. Vòng nhìn chư thiên, đầy trời cũng là bóng người, trên mặt nổi như thế, âm thầm định cũng ẩn giấu không thiếu, cái này hiển nhiên là tử cục, liền La Sát lão tổ đều tới, Triệu Bân bọn hắn chắc chắn phải chết. Nói chuyện vớ vẩn như vậy sao? Yếu ớt lão đạo cùng dấu thiên lão đạo cũng tới, núp ở trong đám người. Lớn như vậy chiến trận, liền bọn hắn nhìn đều tim đập nhanh, còn có sau đến song sát, cũng thở dài không thôi, dù chưa gặp hòa khí chân nhân, nhưng thần minh đảo chủ lại đứng ở đỉnh núi mong nhìn. Nhân quả a, ân oán a, hôm nay sợ là phải có một chấm dứt. Liên lụy các ngươi, Triệu Bân khóe miệng chảy máu, gánh không được bán thần binh uy áp. Cuồng Anh Kiệt cùng Lăng Tuyệt cũng không tốt gì, xương cốt vỡ vụn không ngừng. Lăng Tuyệt bé con về ta đọa thế hoàng tuyền. Bá thiên thần thể về ta cửu u luyện ngục. Vĩnh hằng thể, về ta tám đại thánh địa. U tiếng cười vang lên, ba con đại thủ từ thiên chộp tới. Chiến lợi phẩm đi, sớm đã thương lượng xong, đều cầm riêng. Triệu Bân ba người tất cả kêu rên, bị uy áp khóa chặt, không thể động đậy. Động ta đồ nhi, tự tìm cái chết. Không đợi đại thủ rơi xuống, liền nghe chấn thiên hét to. Lời còn chưa dứt, thì thấy trăm trượng đao mang, đem ba con đại thủ chém cái băng diệt. Sư tôn, Cuồng Anh Kiệt ánh mắt sáng lên, như thế bá liệt đao uy, là sư tôn hắn không thể nghi ngờ. Nói sư tôn thật sự đến. Đó là bá đao, đang mang theo đao vượt thiên mà đến. Không hổ là một đao chặt bán thần ngoan nhân, quả nhiên bá khí ầm ầm, cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể văn bá liệt chi khí, bản bình tĩnh nước biển, bởi vì chi sóng biển ngập trời. Thấy hắn, bao quát La Sát lão tổ ở bên trong, đều lộ vẻ kiêng dè. Bá đạo uy danh quá thịnh, chiến lực cũng quá mạnh, không phải thần minh không thể trấn áp. Oanh, phanh, bá đạo từng bước một đi tới, đạp thương thiên động rung động. Đầy trời bóng người đều kinh hãi sợ, lại tập thể lui nửa bước. Người kia khí thế thái bá liệt, tuy là một tôn tiên vương, nhưng uy áp, thậm chí còn mạnh hơn bán thần cấp La Sát lão tổ. Nói đến La Sát lão tổ, lông mày đã vặn thành một khối. Bá đao không phải bình thường tiên vương, năng nhất đao sinh bổ bán thần, cũng không phải đùa giỡn. Luận bức cách, còn phải là bá đao, đám khán giả nhiều thổn thức. Ai là đồ nhi hắn, không biết bí mật tiểu bối, liếc mắt nhìn hai phía. Cũng là chơi đao chủ, người nói xem, lão bối nhóm chậm chậm nói. Nghe ngóng, bọn tiểu bối nhiều nhíu mày, ánh mắt đều cùng nhau tụ ở Cuồng Anh Kiệt trên thân, đều biết cái kia hàng hiếu chiến, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường, không nghĩ a. Càng là bá đao đồ nhi, quả thực ngoài ý muốn. Cho dù bá đao đích thân đến, hôm nay cũng khó bảo hộ ba người kia chu toàn. Không thiếu lão bối do dự, nhìn bốn phương tám hướng, tất cả đều là cửu gia, đỉnh phong tiên vương vừa nắm một bó to, mà còn có một tôn bán thần. Thật muốn chơi bạc mạng cùng chết, bá đao hôm nay phải giao phó tại cái này. Oanh! Bá đao một bước rơi xuống, lại dẫm sập một vùng không gian. Cũng là một bước này, chấn diệt bán thần cấp uy áp. Không còn uy áp, Triệu Bân ba người tất cả một bước lảo đảo, khóe miệng đều là máu. Bá đao uy áp,
khóe miệng chảy máu không ngừng. Sư tôn, nhớ ngươi muốn chết, Cuồng Anh Kiệt cười ha ha. Triệu Bân cùng Lăng Tuyệt cũng có phần hiểu lễ giáo, nhao nhao chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, Bá Đao nở nụ cười, cũng không nửa điểm tiền bối giá đỡ. Lăng Tuyệt còn tốt, là lần đầu tiên gặp Bá Đao, ngược lại là Triệu Bân, lần trước tại Côn Luân Thánh Địa, từng gặp một lần, bây giờ khoảng cách gần như vậy, quả thực rất cảm thấy kiềm chế, như thế một tôn tiên vương, tựa như một tôn cự nhạc, bá liệt khí tức, không chỉ trầm trọng, còn rộng rãi bàng bạc. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. La Sát lão tổ một lời cô quạnh, bán thần binh treo ở đỉnh đầu, sán sán kim quang, chiếu rọi tứ phương. Hắn cái này một lời, cũng không chỉ là lời dạo đầu, vẫn là một loại tín hiệu. Gì tín hiệu đâu, kêu gọi tứ phương tín hiệu. Nhìn đầy trời cửu gia, bởi vì hắn câu này, lại tập thể tiến lên một bước, mỗi đằng đằng sát khí, thể nội cũng đều có đạo âm vang vọng, nên bản mệnh khí, cũng hoặc hộ thể bí bảo. Đừng nói, bọn hắn liên hợp khí thế, thật sự cưỡng ép bức lui Bá Đao uy áp, một loạt cử động, đều rất giống tại tỏ rõ một phen, bọn ta binh cường mã tráng, không phục tới làm cái nào. Lấy các người bối phận cùng tu vi, bày ra lớn như vậy chiến trận, vây công ba cái tiểu bối, liền không sợ hậu nhân chế nhạo. Bá Đao thản nhiên nói, giải rác một lời, chữ lời như lôi đình oanh minh, cũng thật ứng đạo hiệu của hắn, bá đạo bên trong không thiếu cường thế, tung độc đấu đầy trời cường giả, vẫn như cũ không sợ nửa phần, thật muốn khai chiến, hắn không ngại nhiều chặt mấy cái dưa hấu. Người đồ sát ta truyền thừa, hôm nay, người cần cho lão phu một cái công đạo. La Sát lão tổ lạnh lùng nói, sức mạnh không là bình thường đủ, bọn hắn người đông thế mạnh, ai sợ ai a? Nhưng không biết muốn thế nào giao phó. Bá Đao không nói nhảm, đã là chiến lực toàn bộ triển khai. Ngươi nói xem, yếu ớt lời nói vang vọng, hư không lại tăng thêm một người, tay cầm một cây đen nhánh chiến mâu, đại bào liệt liệt, bán thần cấp uy áp, phủ kín thiên khung. Đó là, Hoàng Tuyền lão tổ, thế nhân đều kinh hãi, cho là chỉ có La Sát lão tổ một tôn bán thần, không ngờ đến, liền đọa thế Hoàng Tuyền lão tổ lại cũng tới. Bằng hai người các ngươi, ngăn được ta, Bá Đao nhìn cũng không nhìn. Cái kia lại thêm bản tôn đâu, lời nói lạnh lùng, tùy theo vang vọng, truyền lại từ phương Tây Thương Miểu, có một áo mãng bào trung niên nhân chậm rãi hiển hóa, trên đầu lơ lửng một ngụm chuông đồng. Lại một tôn bán thần, đám khán giả kinh ngạc. Mà ngay cả cửu U lão tổ đều tới, thần minh đảo chủ hít sâu một hơi, trong mắt nhiều kiêng kỵ chi quang, cửu U luyện ngục lão tổ, cũng không phải thông thường bán thần, vẻn vẹn một mình hắn uy áp, liền không hề yếu tại Bá Đao. Thật nể mặt a. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ. Vì vây giết người khác, đối phương lại xuất động ba tôn bán thần. Oanh! Ba tôn bán thần tất cả khí thế bạo tăng. Còn có đầy trời cửu gia, cũng là phá lệ tới tinh thần. Có ba tôn bán thần cấp chống đỡ chàng tử, cái kia còn sợ cái chim này. Thương Thiên lại động rung động, nhịn không được đầy trời cường giả uy áp. Hư không sấm sét vang dội, còn chưa khai chiến, liền đã có hủy diệt dị tượng diễn hóa. Chiến trận như thế, hỏi ngươi muốn một cái giao phó. Nhưng đủ, La Sát lão tổ cười gằn nói. Không thể nào đủ, không đợi Bá Đao mở miệng, liền nghe ung dung lời nói, tiếng truyền lại từ Triệu Bân tử phủ, thế nhân nhìn lại lúc, đang gặp một đạo hư ảo bóng người đi ra. Đó là, kiếm thánh, thế nhân nhiều kinh ngạc. Không tệ, là kiếm thánh. Chính xác nói, là nguyên thần trạng thái kiếm thánh. Không chỉ quần chúng kinh ngạc. Liền ba tôn bản tôn cùng đầy trời cường giả, cũng đều nhíu mày, đường đường kiếm thánh, như thế nào tại trong Triệu Bân tử phủ, hơn nữa, vẫn là nguyên thần trạng thái, quả nhiên quỷ dị. Ngươi được a, Cuồng Anh Kiệt cùng Lăng Tuyệt một trái một phải, nhìn Triệu công tử ánh mắt có điểm lạ, như thế nào cũng không nghĩ đến, Triệu Bân tử phủ còn cất giấu một tôn ngoan nhân. Điệu thấp, Triệu Bân một lời thâm trầm. So sánh thế nhân, Bá Đao thần sắc liền phá lệ yên tĩnh. Sớm tại rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền biết kiếm thánh giấu ở Triệu Bân tử phủ. Đến nỗi kiếm thánh vì cái gì thành nguyên thần trạng thái, hắn tạm thời không rõ. Lại là kiếm thánh, yếu ớt lão đạo cùng dấu thiên lão nói một tiếng thổn thức, hai người bọn họ là cá mè một lứa, một cái bị kiếm thánh chặt qua một đao, một cái bị kiếm thánh kiếm ý hù đứng không vững. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, càng là sợ không còn cách nào khác. Đồng dạng sợ, còn có thần minh đảo chủ. Một tiếng ho khan có chút lúng túng. Kiếm thánh bối phận không là bình thường cao, dù hắn, cũng phải hô một tiếng tiền bối. Chanh! Kinh ngạc âm thanh bên trong,
một đạo kiếm ngân vang hoành quán càn khôn. Nguyên thần trạng thái kiếm thánh, lại trong khoảnh khắc tố ra nhục thân, mượn chính là Triệu Bân vĩnh hằng huyết, thậm chí kiếm khí của hắn, đều nhiễm lên vĩnh hằng màu sắc. Đầy trời cường giả lại tập thể run sợ, cái kia rõ ràng là một người, lại phảng phất giống như một thanh cái thế thần kiếm, luận khí thế luận uy áp, điểm nào nhất đều không kém gì bá đao, một đao kia một kiếm, gây càn khôn đều hỗn loạn. Bởi vì kiếm thánh hiện thân, cục diện tức thì nghịch chuyển. Ít nhất, tứ phương uy thế đã không phải tuyệt đối áp chế. Hôm nay, quả thực náo nhiệt. Cô quạnh lời nói, lần nữa vang dội đầy hư không. Không đợi thế nhân phản ứng, lại gặp người ảnh hiển hóa, là cái áo bào tím đạo nhân, quanh thân có kiếm vần quanh, một bộ đại bào đón gió hô liệt, bán thần cấp đạo uẩn, mang theo cuốn áo diệu thiên âm. Thái Thanh Điện lão tổ, lão bố nhóm đều nói. Nói xong, bọn hắn lại vòng nhìn một phương khác, đồng dạng có bóng người hiển hóa, một cái thanh niên mặc kim bào, một cái lão giả tóc trắng, một người lùn hài đồng, một cái lưng còng lão ẩu, đều không ngoại lệ, thanh nhất sắc bán thần. Cái này đều ai vậy? Bọn tiểu bối sắc mặt trắng bệch. Thanh niên mặc kim bào xuất từ Kim Luân Thánh Địa, tóc trắng thuộc Khô Diệt Thánh Địa, cái kia người lùn hài đồng, nên Xích Thiên Tiên Tông, lưng còng lão ẩu đi. Nếu đoán không sai, chính là Hắc Uyên Thánh Địa. Vẫn là lão bối nhóm kiến thức rộng rãi, cho bọn hậu bối chỉnh rõ rành rành. Tám tôn bán thần A. Chớ nói thế nhân, ngay cả thần minh đảo chủ đều kinh hãi. Bán thần không phổ biến, càng chớ nói một chút đi ra tám cái, hết lần này tới lần khác, tám tôn bán thần là bởi vì ba cái tiểu bối mà đến, chỉ cái này chiến trận, Triệu Bân bọn hắn có chết, cũng chú định danh tùy sử sách. Bá đao cùng kiếm thánh sợ là treo, không ít người vòng nhìn chư thiên. Cái nào cũng là sấm sét vang dội, chỉ vì cường giả quá nhiều, uy áp cũng quá mạnh, càn khôn đã nhịn không được. Lời này, không người phản bác. Luận đội hình, bá đao cùng kiếm thánh là tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Điểm này, nhìn khí thế liền biết, hai người uy thế đã bị áp chế. Lại nổ ra nhiều đại lão như vậy. Cuồng Anh Kiệt nắm chặt đao, bên cạnh thân Triệu Bân cùng Lăng Tuyệt, cũng sắc mặt khó coi. Là bọn hắn đánh giá thấp đối phương. Lại thần minh ngoài đảo, móc như thế to con hố, không nói khắp thiên tiên vương, liền nói tám tôn bán thần, liền đầy đủ bá đao cùng kiếm thánh khó chịu, dù sao, hai người bọn họ chỉ tiên vương tu vi, đơn đả độc đấu không có gì, nếu là quần ẩu, sợ là song quyền nan địch tứ thủ. Nhìn bá đao cùng kiếm thánh, thì thần sắc bình tĩnh. Tại bọn hắn mà nói, đối phương nhiều người ít người, có vẻ như không có gì khác nhau, chỉ cần tới không phải thần minh, tất cả đều dễ nói chuyện. Đơn giản thấy nhiều điểm huyết, đơn giản nhiều chặt mấy cái dưa hấu. Chiến trận như vậy, có thể đủ. Xích Thiên Tiên Tông lão tổ một lời u cười. Dứt lời, thì thấy hắn một đầu cắm xuống hư không. À không đúng, hẳn là bị một chân đạp xuống hư không. Đó là một cái nữ nhân chân, nhuộm tiên hà, xinh đẹp nhẹ nhàng. Ách, thế nhân tất cả khẽ giật mình, miệng hé mở. Cái kia mẹ nó là một tôn bán thần cái nào. Này liền cho người ta đạp xuống đi. Lại nhìn người tới, là một nữ tử, tóc xanh phiêu diêu, áo trắng như tuyết. Cái này ai làm a? Quá nhiều người nghi hoặc, chừng hai mắt căng tròn. Vừa mới, chính là vị này đem Xích Thiên lão tổ đạp xuống đi. Càng khiến người ta khiếp sợ là, nàng vẫn chỉ là một tôn tiên vương. Sư tôn, Lăng Tuyệt một tiếng kêu gọi. Sư tôn, thế nhân lông mày chọn lão cao. Ta cứ nói đi. Lăng Tuyệt lai lịch không tầm thường. Cách ngôn quả nhiên không giả, danh sư xuất cao đồ. Đồ nhi chiến lực chắc tuyệt, sư tôn càng thêm nghịch thiên. Thiên phía dưới, tràn đầy huyên náo nghị luận. Hôm nay, chính xác cảnh tượng hoành tráng cái nào, đảo ngược một cái tiếp một cái, bởi vì Cuồng Anh Kiệt, tới một bá đao, bởi vì Triệu Bân, xuất ra một cái kiếm thánh, bởi vì Lăng Tuyệt, bốc lên một cái nghịch thiên sư tôn, tăng thêm cái kia tám tôn bán thần cùng đầy trời thiên vương, cái này đội hình. Ngàn năm khó gặp. Cũng không phải là tất cả mọi người đều chấn kinh, như cái kia gọi sâu kín lão đạo, liền vô ý thức che khuôn mặt, ngày xưa tại tinh không đánh hắn, chính là không lo tiên tử, đến nay còn có bóng tối. Phiền muộn nhất, thuộc về Xích Thiên Tiên Tông lão tổ, trang cái bức dễ dàng sao. Chân trước vừa nói xong, chân sau liền bị đạp, hơn nữa, tại chỗ còn có nhiều người xem như vậy, quả thực không nhịn được mặt mo. Dẫm ngươi phải. Thân là khách xem song sát. Phá lệ thoải mái. Tại chỗ tám tôn bán thần, thuộc ngươi nhà kích thước thấp, không dẫm ngươi dẫm ai. Nhìn còn lại bảy tôn bán thần, thì lão con mắt híp lại.
thời đại này là thế nào, lưu hành tiên vương dẫm bán thần. Tiên giới, ngọa hổ tàng long a. Cái này, là bá đao cùng kiếm thánh tâm ngữ, dù bọn hắn chiến lực, cũng không khỏi đối với người đến hiển lộ kiêng kỵ, tôn kia nữ tiên vương, thể nội cất giấu một cỗ hủy thiên diệt địa chi lực. Thật mạnh, Triệu Bân khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu không thấy, ngày xưa không lo tiên tử, lại biến kinh khủng như vậy, một cước đạp một tôn bán thần, cái này cỡ nào mạnh chiến lực a? Lúc này mới cái nào đến cái nào? Lời này, xuất từ tiên giới chế tài giả, cũng không nhìn một chút không sầu hóa thân là ai, đó là hàng thật giá thật thần minh, thật vừa đúng lúc, hắn còn gặp qua, rất đẹp rất kinh diễm. Siêu! Mộc lấy ánh trăng trong ngần, không lo tiên tử nhanh chóng mà rơi. Nàng như trong họa người, kèm theo một loại mộng ảo ý cảnh, thậm chí thế nhân đều nhìn dụi mắt, cuối cùng cảm giác nữ tử kia, là mộng cảnh bên trong đi ra một tôn tiên, mơ hồ. Sư tôn, Lăng Tuyệt vội vàng hoảng tiến lên. Không lo tiên tử nở nụ cười, hiếm thấy đầu nhi như vậy mong nhớ nàng. Triệu Bân cũng chắp tay, đây không chỉ là cái tiền bối, hay là hắn khi xưa ân nhân cứu mạng, còn có hắn vĩnh hằng chi môn tiên tàng, cũng là bởi vì không lo tiên tử mở ra, hắn còn có một loại chắc chắn, không lo tiên tử định cùng vĩnh hằng một mạch truyền thừa, có một loại rất sâu ngọn nguồn. Thì ra là thế. Nhìn bá đao cùng kiếm thánh, thì ánh mắt thâm thúy. Lúc trước khoảng cách khá xa, nhìn mơ hồ, bây giờ ở trước mắt, cảm giác thật hơn cắt, vị này nữ đạo hữu thể nội, dấu hình như là thần minh sức mạnh, cũng khó trách có thể đem một tôn bán thần dẫm lật, nếu động thần minh chi lực, đem xích thiên lão tổ dây cũng không vấn đề. Có cái nữ sư phó, thật hảo. Cuồng Anh Kiệt một tiếng nói thầm, có một loại không nói ra được hâm mộ. Hai bạn gay tốt sư tôn, đều hiếm thấy mỹ nữ, trái lại hắn, sư tôn đến nay vẫn là lão quang côn. Không suy nghĩ tìm bạn lữ, chỉnh hắn. Cũng không tiện tìm vợ. Bá đao giống như có thể đọc tâm ngữ, mắt liếc hàng này. Nói thực ra, hắn đã rất lâu không có đánh cái này thằng danh con. Thật lúng túng a. Tứ phương quần chúng dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt đều viết đầy câu nói này. Vì đi lúng túng lặc, nhìn cái kia đầy trời cường giả, nhìn cái kia mấy tôn bán thần, chiến trận đều kéo mở, nhưng lại không có một người dám động, đây là một loại châm chọc. Châm chọc chính là cái kia một đám bọn chuột nhắt. Có đánh hay không? Bảy tôn bán thần chau mày, đầy mắt cũng là vẻ kiêng dè. Kiếm thánh cùng bá đao đã đủ khó giải quyết, lại tới một cái càng quỷ quái. Thật muốn khai chiến, bọn hắn những thứ này, chưa hẳn có thể cầm xuống cái này ba tôn ngoan nhân. Bán thần không dám động, đầy trời thiên vương lại không dám động. Bọn hắn đang chờ bán thần chỉ thị, ngược lại là nói một câu a. Đồng dạng đang đợi. Còn có đám khán giả, đều có như vậy một loại chờ mong, đánh một trận hội đồng, hiếm thấy lớn như vậy chẳng diện, nếu không làm một trận, quả thực có lỗi với hôm nay chiến trận này. Giết! Vạn thiên tĩnh lặng, bởi vì một tiếng kêu gào bị phá vỡ. Tất nhiên là Xích Thiên Tiên Tông lão tổ, cuối cùng là từ trong biển bò ra ngoài, giữ tợn che mặt mắt, hướng không lo tiên tử nhào tới, từ hắn tu đạo, hắn chưa bao giờ ném qua lớn như thế mặt mũi, lão tử đường đường một tôn bán thần. Người mẹ nó nói dẫm liền dẫm, chuyện này không xong. Giết! Gặp Xích Thiên lão tổ công phạt, khác bảy tôn bán thần cũng động. Gặp bán thần ra tay, đầy trời thiên vương cũng đều tế bản mệnh pháp khí. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn nhiều người, hướng chết quần ẩu là được rồi. Bên này, bá đao thu Cuồng Anh Kiệt, kiếm thánh thu Triệu Bân, không lo tiên tử thu Lăng Tuyệt, tất cả tại cùng một trong nháy mắt, mở đỉnh phong chiến lực, rộng rãi chi thế đâm đến không gian sụp đổ. Ngươi đáng chết. Xích Thiên lão tổ trước tiên giết đến, Di Thiên đại ấn lăng không phủ xuống. Không lo tiên tử nhìn cũng không nhìn, một ngón tay liền xuyên thủng đại ấn, kèm thêm Xích Thiên lão tổ, cũng cùng nhau bị chấn lật ra đi, đầu vai còn nhiều thêm một cái lỗ máu, có sát ý xâm nhập thể phách. Chấn áp. La Sát lão tổ cùng Hoàng Tuyền lão tổ cùng nhau giết tới, lấy pháp khí đè xuống. Bá đao không nói nhảm, xách ra hỏa liền bên trên, một đao quét ngang bán thần pháp khí. Chanh, kiếm thánh cũng không nhàn rỗi, một kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Đúng lúc gặp ba tôn bán thần giết đến, đều bị chém hoành lật ra đi. Còn lại ba tôn bán thần, cũng không tốt gì, chân trước vừa giết đến phiến thiên địa này, một giây sau liền hất bay ra ngoài, thảm nhất bất quá Kim Luân lão tổ, hiểm bị bá đao sinh bổ. Cùng tiến lên, liên hợp chu diệt, đầy trời tiên vương tất cả giết đến, ra tay tất cả sát sinh đại thuật. Kiếm thánh ba người thần sắc bình tĩnh,
tất cả như tiên quang trùng tiêu mà lên. Tùy theo mà đến, chính là đầy trời bí bảo, có tiên vương khí, cũng có bán thần binh, mỗi đều lấp lóe tia sáng, như từng khỏa chói mắt tinh thần, tô điểm tại mênh mông hư vô thượng. Oanh, phanh, một hồi kinh thế đại chiến, tức thì kéo ra màn che. Tam đại ngoan nhân ác chiến tứ phương cường giả, chiến trời long đất lở. Từ bên ngoài nghiêng nhìn, đó là một mảnh bị sấm sét tê liệt thiên địa, trưởng ấn quyền ảnh đao quang kiếm mang, đầy trời cũng là, đánh càn khôn đều hỗn loạn, hủy diệt chi quang chiếu đầy máu tanh màu sắc. Lui! Lão bối nhóm tất cả phất tay áo, cuốn lấy nhà mình hậu bối rút lui. Hỗn chiến thái hạo lớn, dư ba như vầng sáng, một đạo tiếp một đạo lan tràn, đáng thần minh hải, sóng lớn vạn trượng, những nơi đi qua, không gian liên miên sụp đổ, tiên vương cũng gánh không được. Lần này không uổng công. Tôi kính nghiệp bất quá sử quan, vẫn là trong tay mỗi người có một cái quyển sổ nhỏ. Nhìn bọn hắn nâng bút rồng bay phượng múa, liền biết đại chiến khốc liệt đến mức nào, bọn hắn mỗi phác họa một bút, liền chứng minh có một người đẫm máu táng diệt, cái kia mỗi một bút, cũng là một tôn tiên vương mệnh. Có người ghi chép, từ cũng có nhân lạc ấn hình ảnh. Vô luận già trẻ, cơ bản đều là cầm ký ức tinh thạch. Kinh thế đại chiến không phổ biến, càng không nói đến lớn như vậy chiến trận. Muốn nói thấy tối xong, vẫn là Triệu Bân bọn hắn, thân ở tử phủ, đều là trung thực quần chúng, nhìn cái kia hãi hùng khiếp vía, tam đại ngoan nhân mỗi lần ra tay, tất có máu người hoa nở rộ. Ép không được a. Thần minh đảo chủ đứng ở đỉnh núi, nhìn thổn thức không thôi. Hôm nay cường giả tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi ngoan nhân quá ác, như bá đao, như kiếm thánh, như không lo tiên tử, tùy tiện sách ra một cái, cũng là tàn sát qua bán thần chủ, cho dù bị quần ẩu. Một dạng uy thế ngập trời, nhìn cái kia tám tôn bán thần, đã bị trùy máu me khắp người. Đáng chết! Tám tôn bán thần nghiến răng nghiến lợi, phá lệ hối hận. Sớm biết là cục diện này, liền nên mang theo thần khí tới. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, quỷ hiểu được ba cái ngoan nhân tụ tập, này cũng tốt, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, không những bắt không được đối phương ba người, còn bị giết tổn thất nặng nề. Mượn thần khí dùng một chút. Xích Thiên lão tổ sợ là bị đánh tức giận, trách mắt nhìn về phía thần minh đảo. Lời này, thần minh đảo chủ nghe thấy, lại là không có lý tới Xích Thiên lão tổ, thần minh pháp khí, cũng không thể tùy tiện mượn, dám mượn thần khí, cái kia ba ngoan nhân sợ là sẽ phải sốc thần minh đảo. Cho nên, vẫn là xem kịch hảo, xem kịch an toàn. Đến nỗi cuộc hỗn chiến này đi, hắn thần minh trong đảo lập. Xích Thiên lão tổ sắc mặt càng dữ tợn, cái này mẹ nó không nể mặt mũi. Khác bảy tôn bán thần, thần thái cũng cơ bản không sai biệt lắm, cái này ba người quá mạnh, cần thần khí, hết lần này tới lần khác bọn hắn đều không mang, hết lần này tới lần khác thần minh đảo không mượn, cuộc chiến này càng đánh càng thảm liệt. Thảm liệt là được rồi. Đám khán giả đều nói như vậy. Còn có quan chiến tiền giới chế tài giả, cũng là câu nói này, mỗi ngày đều có người khô trận chiến, tuyển đối thủ còn là một cái việc cần kỹ thuật, biết rõ chơi không lại, còn cứng rắn muốn mặt dày mày dạn cùng người đánh. Người không chịu trùy ai chịu trùy, chớ nói không có thần khí, tung mời đến cũng không ra thế nào dễ dùng. Từ thần Minh Hải thu mâu, chế tài giả nhìn về phía một phương khác. Đó là một tòa tử lâu, có một người lắc hoảng du du đi ra. Chính là Lúc Minh, đứng trước ở tử lâu vươn về trước lưng mỏi. Bị cầm tù đã bao nhiêu năm, thời hạn cuối cùng là đến. Vẫn là bên ngoài mát mẻ, Lúc Minh toàn cảnh là thoải mái. Có lẽ là biết chế tài giả tại nhìn hắn. Hắn cũng hướng niết bàn tinh vực liếc mắt nhìn. Chính là lão gia hỏa kia, đem hắn nhốt mấy trăm năm, làm cho hắn rất khó chịu. Còn dám hủy tiên giới căn cơ, không ngại nhốt thêm ngươi mấy trăm năm. Chế tài giả chậm chậm nói. Đừng chờ ta phong thần, Lúc Minh một tiếng thầm mắng. Ngày xưa an lành bình tĩnh thần Minh Hải, tối nay ầm ầm chấn thiên. Kinh thế đại chiến, đem vùng biển này tạo thành hỗn loạn chi địa. Không biết bao nhiêu người tham chiến. Chỉ biết ngửa mặt lên trời nhìn lên, đầy mắt huyết lâm. Người quan chiến vừa lui lui nữa, càng lùi càng kinh ngạc, ai sẽ nghĩ đến, chỉ ba cái hậu bối, lại dẫn xuất loạn lạc như vậy, ngay cả bán thần đều tới tám tôn, có thể thấy được trận chiến này chiến trận chi hùng vĩ. Mượn ta thần khí. Như lời này, không chỉ một lần vang vọng thần minh đảo chủ bên tai. Vẫn là tám tôn bán thần, sợ là thật bị đánh cấp nhãn, nhu cầu cấp bách một tôn thần khí thay đổi càn khôn. Ngay cả bán thần đều như vậy, càng chớ nói khắp thiên tiên vương, tìm thần minh đảo mượn cực đạo thần binh giả,
vừa nắm một bó to, không có cách nào, cái này ba tôn ngoan nhân quá đều hung hãn. Thần Minh đảo chủ Quyền Đương không nghe thấy, vẫn như cũ cất tay, làm trung thực quần chúng. Bất kỳ bên nào đều không dễ chọc, bất kỳ bên nào đều chọc không được, bảo trì trung lập an toàn nhất. Phốc, phốc, không có thần khí áp trận, toàn bộ bầu trời cũng là ngạo nghễ nở rộ huyết hoa. Tình trạng như vậy, dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng lão bối, cũng không khỏi tim đập nhanh. Nhiều cường giả như vậy, lại bắt không được ba cái tiên vương. Tứ phương rất nhiều chặt lưỡi âm thanh. Tiên vương cũng chia mạnh yếu, lão bối đều một lời thâm trầm. Cũng chưa có người phản bác lời này. Vô luận bá đao kiếm thánh, vẫn là không lo tiên tử, cũng là diệt qua bán thần chủ, muốn cầm xuống bọn hắn, còn phải thần minh hạ tràng, kém nhất, cũng phải bán thần mang theo thần binh tới. Không trùng hợp, tối nay không có thần minh, cũng không cực đạo thần khí. Cường giả cũng không phải ít, nhưng tại cái kia ba tôn ngoan nhân mà nói, bất quá một đám người ô hợp, thật muốn chơi bạc mạng cùng chết, ít nhất tám thành trở lên, muốn giao phó ở mảnh này hải vực. Đại La Tiên Tông, khí số chưa hết cái nào, dấu thiên lão đạo ung dung một lời. Lời này, rất được chú ý, lấy Triệu Bân cùng Lăng Tuyệt, cuồng anh kiệt quan hệ, như tiên tông gặp nạn, có vĩnh hằng thể gặp nạn, bọn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hai người bọn họ có lẽ không đáng giá được nhắc tới, nhưng nhà bọn họ sư tôn, lại là hiếm thấy ngoan nhân, một khi tham chiến, đủ có thể thay đổi càn khôn. Bực này ví dụ, sử thượng nhìn mãi quen mắt. Phùng Tiên Tông gặp nạn, tất có người tuyệt đại ngoan nhân đến giúp, tựa như năm đó Thánh Quân, còn có trước đây không lâu thế lực thần bí, bát đại thánh địa đều giết vào Bắc Hoang, lại nửa đường triệt binh, người sáng suốt đều biết, âm thầm có người kiềm chế. Bằng không thì, Bắc Hoang nhất định lên chiến hỏa, Tiên Tông ắt gặp ách nạn. Tóm lại, phàm thần minh truyền thừa, cho dù là lại xuống dốc, cũng không phải bình thường thánh địa có thể so sánh, quỷ hiểu được bọn hắn giấu bao nhiêu nội tình. Lại cùng bao nhiêu thế lực có ngọn nguồn, thật muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, khó như lên trời. Là lão phu tính toán sai lầm rồi sao? Tiên Tông con đường phía trước, một vùng tăm tối cái nào? Thông hiểu thôi diễn lão bối, đều đang tự lẩm bẩm, dù là ở xa Đông Hoang đạo tiên cùng đạo quân, cũng là lời nói này, bọn hắn từng thôi diễn qua vô số lần, kết cục đều là giống nhau. Phốc! Chói mắt huyết quang, lại một lần tại hư không chiếu rọi. Là La Sát lão tổ, chịu kiếm thánh nhất kiếm, bị chém chết nửa cái nhục thân. Cùng với chẳng phân biệt được tuần tự, là Hoàng Tuyền lão tổ, chịu bá đao nhất kích, suýt nữa bị xem như dưa hấu bổ. Thảm nhất vẫn là Cửu U lão tổ, bị không lo tiên tử một trưởng vung mạnh bay đến lên 9 tầng mây, không đợi rơi xuống, nhục thân liền nổ thành bùn máu, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, cuốn lấy bản mệnh khí, chạy trốn cái kia vùng trời. Hắn cái này vừa trốn không sao, khác mấy tôn bán thần, cũng đều sinh thoái ý. Bán thần túng cũng không cần gấp, toàn bộ chiến cuộc đều thành một mảnh đổ. Giữ mã bề ngoài cũng không dám tiến lên tranh tài, càng đừng nói là tiên vương. Thậm chí là, đầy trời cường giả, đều tại hạ ý thức lui lại, trong đó có không ít, cầm kiếm tay, cũng nhịn không được run rẩy, nhìn ba người kia thần thái, cũng là tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn thật là đáng sợ. Hỗn loạn đại chiến, ở đây một cái chớp mắt ngừng. Nhưng tiếng oanh minh, cũng không chôn vùi, chỉ vì sát ý quá mạnh, chỉ vì uy áp quá kinh khủng, thậm chí càn khôn lắc lư không chịu nổi, sấm sét vang dội, nhuốm máu biển cả, cũng là sóng lớn cuồn cuộn. Này liền xong, không ra thế nào tận hứng quần chúng, đều chọn lấy lông mày. Người đi người bên trên, chỉ sợ thiên hạ bất loạn giả, chưa từng thiếu người mở mắng. Lại nhìn vùng thế giới kia, đã là một mảnh khác tình cảnh. Mở tối hư không, rời rạc, lập đầy người ảnh, mỗi một người đều tiên quang nở rộ, tựa như từng vì sao, tô điểm tại thương miểu, mà trong đó nổi bật nhất, thuộc về cái kia ba tôn ngoan nhân, bọn hắn có vẻ như không phải tinh thần, mà là ba vành thái dương, hào quang chói sáng, không chỉ lấn át tinh huy, còn phổ chiếu mở tối càn khôn. Đám khán giả chỉ xa xa nhìn ra xa, không ai dám đặt chân. Vạn nhất song phương là giữa trận nghỉ ngơi chứ, khó tránh khỏi một lời không hợp, có mở hội đồng hình thức, người bình thường đánh nhau không có gì, nhưng như thế kinh thế hỗn chiến, vẫn là đứng càng xa càng tốt, bằng không thì, chết như thế nào cũng không biết. Còn chiến, bá đao nhàn nhạt một tiếng, lời nói như sấm chấn. Tám tôn bán thần mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không một người dám lên tiếng. Bọn hắn là túng, cũng bị giết sợ. Nếu lại chiến, chắc chắn sẽ thành trọng điểm công phạt mục tiêu. Bán thần không dám lên tiếng,
đầy trời tiên vương cũng không dám nói ngữ.